Đô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 66. Nơi đây, phỏng đoán có cách tròn ngàn dặm lớn. Hẳn chú đóng không thiếu môn phái. Diệp Thần lẩm bẩm vào thành, đi ở trên đường phố liền thấy được đủ loại các dạng môn phái đệ tử, có người mặc thanh bào, có mặc kim bào, còn có mặc hắc trắng xen nhau trường bào, nhưng đều có một điểm giống nhau, ngực cũng thêu mình môn phái ký hiệu, có chính là một cây kiếm nhỏ, có đầu hổ. Còn có chính là bóng người đợi một chút, đủ loại các dạng đều có. Chỉ riêng đi hai con phố, liền thấy mười mấy chồng không cùng tông phái quần áo. Mỗi một dạng quần áo, nói ít đều là cửu phẩm linh khí, thậm chí có là bán tiên khí, cường hào à. Diệp Thần đều không đáng than khổ, những tông phái này quá giàu, phổ thông mình phát ra quần áo, lại có thể đều là bán tiên khí. Một màn này, giống như mình lúc ban đầu tiến vào Côn Lôn Hư như nhau, Côn Lôn Hư mỗi một dạng đồ, đặt ở Hoa Hạ đều là chí bảo, nơi này mỗi một dạng đồ, đặt ở Côn Lôn Hư, đồng dạng là chí bảo. Trước tìm một chỗ, dọn dẹp hạ chiến lợi phẩm. Lại đánh dò hỏi dò tình huống. Diệp Thần nói nhỏ đôi câu, hắn một cái đế tôn cảnh tầng 7 ngày người, vậy không người để ý sẽ hắn, trên đường chính tùy tiện một chảo đều là hơn 10 vị nhập thần cảnh, hết sức không bắt mắt. Rất nhanh, hắn dần dần đi tới thành trì trung ương chỗ, một tòa thật to lộ thiên trong quảng trường, mấy vị cường giả trôi lơ lửng ở giữa không trung, tựa hồ ở tự thuật cái gì. Diệp Thần nhìn chăm chăm vừa thấy, ước chừng 8 cái, mỗi một cái cũng thần vương cảnh cường giả, tản mát ra hiển hách linh uy, mình bên cạnh vậy hội tụ tới các sắc nhân nhóm, tựa hồ đang chờ 8 vị thần vương cảnh, tuyên bố tin tức gì tựa như. 8 người chính giữa, một cái cẩm y lão đầu. Đến từ Kim Đao Môn. Hắn khẽ vuốt lau một cái chòm râu bạc phơ, cười nói các vị thiên linh thành người nghe cho kỹ, lần này trăm tông càn khôn thi đấu, sẽ ở cổ linh thành và thiên linh thành tiếp giáp vạn núi trong thung lũng cử hành. Do chúng ta càn khôn giết vực trăm tông chung nhau cử hành. Trước kia thi đấu, đều là chúng ta Kim Đao Môn, chân không chùa, bay hạc điện, tím lâm tông cùng 4 đại phái thành tựu chủ đạo, dẫn dắt môn phái nào cử hành, nhưng là bây giờ. Chúng ta 4 phái chung nhau quyết định, hướng chung quanh mấy tòa thành trì mở cửa thi đấu. Phàm là ở thần vương cảnh dưới võ giả, chỉ cần thọ nguyên bất quá 3.000 tuổi, cũng có thể tham gia. Ngày mai, chư vị có thể đến thiên linh thành cổng Nam ghi danh, tin tưởng các vị vậy sẽ quý trọng cái này cơ hội. Mỗi lần trăm tông càn khôn thi đấu, hạng trước 2.000 võ giả, đều có thể tiến vào kim Phật mật tông di chỉ, đạt được bảo vật. Những lời này vừa truyền tới. Lúc này chung quanh mấy trăm ngàn võ giả liền quần tình kích động. Mỗi cái thần sắc vui sướng, ngắm nhìn vị này Kim Đao Môn trưởng lão, cao hứng cũng sắp hoan hô đi ra. Kim Phật Mật Tông di chỉ à? Đã từng cái này tông phái, có hơn 10 vị hỗn nguyên cảnh, gần trăm vị thần vương cảnh cường giả à? Một khi đạt được đi vào cơ hội, có thể tùy tiện thăm dò một chỗ, cũng có thể được nhiều bảo vật à? Tốt cơ hội! Lần này trăm tông nguyện ý mở cửa kim Phật mật tông di chỉ, thật không sợ bọn họ đệ tử, cướp bất quá chúng ta à. Bên cạnh một người thanh niên võ giả, khá là vui sướng tự nhủ, trước 2.000 tên, lần này ghi danh nhất định là có mấy chục ngàn chi nhiều người, lấy ta chiến lực, trước 2.000 tên là khẳng định. Vị đại ca này, trước 2.000 tên. Số lượng lớn như vậy à? Diệp Thần có chút hiếu kỳ, hỏi, một cái tông phái di chỉ, có thể chứa 2.000 người. Diệp Thần tự nhiên đối với Kim Phật Mật Tông cảm thấy hứng thú. Bởi vì nơi đó và luân hồi mộ địa đại năng có rất lớn liên lạc. Ha ha ha, vị này tiểu huynh đệ, xem ra mới vừa tu luyện không lâu, không rõ ràng những chuyện này à. Thanh niên võ giả cười giải thích, Kim Phật Mật Tông nhưng mà trong cùng tông phái, dựa theo phân chia, sơn môn chi địa chính là trời linh thành gấp đôi lớn. Người biết thiên linh thành nhân khẩu, lại có bao nhiêu người à? Phỏng đoán dù sao cũng đi, Diệp Thần suy nghĩ một chút, cho ra một cái như vậy thích hợp câu trả lời. Thanh niên võ giả cười lắc đầu một cái, giơ lên đầu ngón tay, cười nói, thiên linh thành nhân khẩu bất quá 8 triệu, nhưng 9 thành 9 là bình dân, có thể tất cả đều là đế tôn cảnh, trăm tông đối bên ngoài để cho chúng ta tán tu tham gia, vẻn vẹn là chúng ta thiên linh thành, ghi danh người chỉ sợ cũng có 20-30 ngàn chi nhiều người. Chung quanh 3 tòa thành lớn cộng lại. Chỉ ít tham gia thi đấu được qua 100.000 tán tu.
cái này cũng chưa tính tông phái và gia tộc đệ tử đâu. À, những tông phái này và đệ tử, đều rất mạnh à? Số lượng rất nhiều à? Diệp Thần hỏi thăm, những tin tức này là hắn cần gấp biết, thấy ngày hôm nay vậy một trận đại chiến, hắn liền đại khái đoán được, linh võ đại lục tông phái đệ tử và Côn Lôn Hư, có khác nhau trời vực khoảng cách. Côn Lôn Hư tông phái đệ tử, một số thậm chí còn Côn Lôn Hư địa phương, một số đến từ Hoa Hạ. Nghiêm chỉnh mà nói, Côn Lôn Hư là thành lập ở Hoa Hạ trên, nhân khẩu cơ số không nhiều. Nhưng là linh võ đại lục không giống nhau à, chỉ riêng đất chính là Hoa Hạ mấy chục trên trăm lần, số người khẳng định vậy là trái đất gấp mấy chục lần, các loại tài nguyên vô cùng chi hơn, giống như là nhập thần cảnh như vậy ở Côn Lôn Hư đắt tiền cường giả, ở linh võ đại lục chính là so với người bình thường mạnh một chút, khẳng định sẽ có được hàng loạt bồi dưỡng, chỉ là không biết số lượng cụ thể là nhiều ít. U, tiểu huynh đệ, ngươi là từ thành lớn thôn lân cận trong đi ra ngoài đi, điều này cũng không biết. Thanh niên hơi mỉm cười, đi theo giải thích, tông phái, vậy được xem là dạng gì tông phái. Chúng ta càn khôn giết vực chi địa, mặc dù có trên trăm cái tông phái, nhưng tuyệt đại đa số đều là hạ cùng tông phái, chỉ có Kim Đao Môn, Chân Không Chùa, Bay Hạc Điệt, Tím Lâm Tông cùng bốn đại phái là trong cùng tông phái. Mặc dù chín hơn 10 cái hạ cùng tông phái, nhưng cũng đều có cái đừng hỗn nguyên cảnh cường giả chấn giữ tông phái. Mặc dù không có Kim Phật Mật Tông như vậy mạnh mẽ, có thể môn hạ đệ tử, đế tôn cảnh là tạp dịch, nhập thần cảnh trung học cơ sở kỳ là ngoại môn đệ tử, nhập thần cảnh hậu kỳ tới đỉnh cấp là đệ tử nội môn, tính được, tùy tiện một cái hạ cùng tông phái, ngoại môn đệ tử kém không nhiều năm 600 người, hơi mạnh mẽ tông phái, ngoại môn đệ tử qua ngàn người. Nội môn cũng có trên trăm người. 5-600 vị nhập thần cảnh. Trên trăm nhập thần cảnh hậu kỳ. Nghe được cái này số liệu, Diệp Thần cũng giật mình trong lòng, hoàn toàn rõ ràng liền mình nhỏ bé, khó trách linh thành người, một mấy ư không dám tới linh võ đại lục, cũng nghĩ cả gia tộc hoặc là tông phái, giờ tới đây. Thì ra như vậy toàn bộ linh thành 8 phái 5 nhà, 13 thế lực lớn cộng lại. Vậy thì tương đương với một cái hạ cùng tông phái nội môn đệ tử số lượng mà thôi. Khó trách mới vừa rồi Côn Ta Cửa và Vàng Bạc Cửa sẽ có mấy trăm vị nhập thần cảnh đệ tử chém giết. Cái này hai phái ở Diệp Thần xem ra, cũng đã là cực mạnh liền, lấy là vậy coi là cái gì lên cùng tông phái, không nghĩ đến ở nơi này, chỉ có thể phối hợp cái trung lưu. Tiểu huynh đệ, ta xem ngươi cái gì cũng không hiểu. Nhưng là trên mình lại có nồng nặc sát khí. Sợ rằng mới vừa thoát chết trong đường tơ kẽ tóc đi. Thanh niên võ giả cười nói, có thể hay không kết giao bằng hữu, ta kêu Vương Ngôn, đến lúc đó chắc hẳn ngươi vậy sẽ tham gia trăm tông càn khôn thi đấu, lẫn nhau làm một phối hợp, cũng không tệ. Ngươi tốt, ta kêu Diệp Thí Thiên. Vương Ngôn đại ca, được đa tạ ngươi chiếu cố. Diệp Thần cũng không phải thật lòng giao hữu, dẫu sao trên đường chính đụng phải, đối phương vẫn là nhập thần cảnh tầng 7 ngày cường giả. Ai biết là thật muốn giao hữu, vẫn là phải mưu tính cái gì, quyền lại không nhờ để, cũng không lộ tên thật, xem tình huống nói sau. Diệp Thí Thiên danh tự này ở Côn Lôn Hư không tính là bí mật gì. Nhưng là ở Linh Võ Đại Lục, sợ rằng không mấy người biết. Coi như huyết linh tộc và huyết kiếm môn đuổi giết mình, tìm vậy nhất định là Diệp Thần. Còn như Diệp Thí Thiên, chỉ sợ sớm đã bị bỏ quên. Càng là mấu chốt là... Hắn dọc theo đường đi cũng nghe được liền linh võ đại lục một số người tên chữ. Tựa hồ cũng có kêu Diệp Thí Thiên tồn tại. Diệp Thí Thiên, danh tự này ngược lại là thật thích hợp ngươi. Vương Ngôn con ngươi híp lại, cười nói. Lúc này, quần chúng cảm xúc mạnh mẽ hơi có chút đạm bạc. Kim Đao Môn trưởng lão tiếp tục nói, lần này trăm tông càn khôn thi đấu, sẽ là 3 ngày sau hoàn toàn triệu tập, đầu tiên là lôi đài chiến. Sau đó. Hạng trước 2.000 người, mới có thể vào Kim Phật Mật Tông chi địa. Chỉ là không phải chúng ta trăm tông người, từ Kim Phật Mật Tông chi địa sau khi ra, cần cho chúng ta một kiện bát phẩm tiên khí, thành tựu quả cảm ơn. Tốt lắm, các vị cố ý đi liền ghi danh, đã từng cũng có không thiếu thanh năm võ giả, tiến vào Kim Phật Mật Tông chi địa sau đó, một ở giữa đêm từ nhập thần cảnh trung kỳ, thành tựu thần vương cảnh, cũng có từ nhập thần cảnh tầng 9 trời. Một ngày bước vào thần vương cảnh đỉnh cấp tình huống. Bồn trưởng lão vậy hy vọng, các vị tu vi tiến nhiều, có thể tới chúng ta trăm tông, đảm nhiệm cái hộ pháp trưởng lão,
đãi ngộ cũng không tệ. Nói xong, Kim Đao Môn trưởng lão và những thứ khác bảy vị trưởng lão, ngự không đi, chân đạp trời cao, mơ hồ truyền ra từng trận sóng lớn, làm được không thiếu nhập thần cảnh võ giả sắc mặt thảm trắng. Diệp Thần bùng nổ khí huyết lực, chặn lại uy áp, nói nhỏ, còn chưa bắt đầu, sẽ phải bị chúng ta hạ mã uy à. Diệp tiểu huynh đệ, cẩn thận nói. Đây chính là Kim Đao Môn Kim Cuồng trưởng lão, thần vương cảnh tầng 9 thiên đỉnh cấp tồn tại. Không thể phỉ báng trưởng lão, nếu bị nghe được, sẽ có họa sát thân. Vương Ngôn sắc mặt hơi thảm trắng, không có chống cự, lấy kim thân thừa nhận uy áp, ngày mai sau có thể ghi danh, giải thi đấu sẽ ở 3 ngày sau cử hành, tiểu huynh đệ phỏng đoán có cơ hội bước vào nhập thần cảnh, đến lúc đó trước 2.000 mệnh, chắc có lá tiểu huynh đệ số người. Trước 2.000 tên, trăm tông dù là dựa theo một cái tông phái ra 500 người, cũng chính là 50.000 người. Cộng thêm 100.000 nhập thần cảnh tán tu, 150.000 nhập thần cảnh võ giả, tranh đoạt 2.000 cái số người, phỏng đoán không có nhập thần cảnh hậu kỳ tu vi, căn bản là vọng tưởng. Diệp Thần nhưng là xem thường, vô cùng nghiêm túc nói, trước 2.000 tên vậy không coi vào đâu, muốn tranh liền tranh thứ nhất. Nhập thần cảnh mà thôi. Cho dù lại hơn, cũng chỉ là nhập thần cảnh tầng thứ võ giả mà thôi. Lớn như vậy thi đấu, trước trăm đều không phải là Diệp Thần mục tiêu, chỉ có thứ nhất mới là mục tiêu, nếu là cái này cũng tranh không lấy được, còn diệt máu gì kiếm môn. Khẩu khí thật là lớn. Một cái thấp cùng thế giới tới con kiến hôi, vậy thật là cảm tưởng. Bên cạnh, một cái khôi giáp võ giả, tay cầm trường kiếm cảnh giác bốn phương, thỉnh thoảng nhìn về phía Diệp Thần, hơi cảm ứng nói, nguyên lai là Côn Lôn Hư tới để tiện đồ, các ngươi Côn Lôn Hư ở 3-4.000 năm trước, còn chỉ có thể coi là một trong võ vị diện. Hôm nay, sợ rằng đã lâm vào là thấp võ vị diện, thậm chí con kiến hôi đất. Một cái đế tôn cảnh phế vật, lại có thể cũng dám nói bừa trăm tông càn khôn thi đấu thứ nhất, buồn cười, cực kỳ buồn cười. Diệp Thần rời đi Côn Lôn Hư không bao lâu, trên mình tự nhiên còn phun trào ra một tia Côn Lôn Hư có 102 hơi thở. Cái này cũng khiến cho được bị người tùy tiện phát hiện. Cái khôi giáp này võ giả, ăn mặc đặc thù phi gió, ngược lại giống như bên trong thành đội chấp pháp vậy, có nhập thần cảnh tầng 7 ngày tu vi, nhưng trên người khôi giáp và phi gió nhưng là bát phẩm tiên khí, đặc biệt không bình thường. Vương Ngôn gặp tình huống không đúng, liền vội vàng kéo lại Diệp Thần, chuẩn bị rời đi. Diệp huynh đệ, chúng ta vẫn là nhanh lên tìm một chỗ nghỉ ngơi đi, dù sao cũng không nên cùng người khác lời nói tranh. Không phải Vương Ngôn không coi trọng Diệp Thần, mà là trước mắt tình huống rất rõ ràng. Diệp Thần căn bản không có tư cách phản kháng. Diệp Thần vậy không muốn gây chuyện, chuẩn bị xoay người rời đi, lại không nghĩ rằng một cái bàn tay trực tiếp vỗ vào hắn trên bả vai. Uy áp lại là bao phủ tới. Hắn con người đông lại một cái, dư quang chính là phát hiện xuất thủ lại là mới vừa rồi cái đó làm nhục mình người đàn ông. Giờ phút này đối phương đang trên cao nhìn xuống nhìn Diệp Thần, đưa tay ra, chỉ liền mình đáy quần, cười nói, ta có để cho ngươi đi rồi chưa? Hướng ngươi loại người này, phải rời khỏi, có thể. Nhưng là phải chưa bao giờ dưới háng chui qua. Lời này vừa nói ra, mọi người phá lên cười. Hiển nhiên là chuẩn bị xem kịch vui. Diệp Thần con ngươi ngay tức thì thoáng qua một đạo sát ý. Hắn ngược lại là không nghĩ tới Côn Lôn Hư hơi thở nhưng là trở thành hắn trở ngại. Xem ra Linh Võ Đại Lục quả nhiên xem huyết mạch và thân phận. Ở Linh Võ Đại Lục người trong mắt, Côn Lôn Hư liền định trước bị khi dễ. Diệp Thần bả vai run một cái, ngay tức thì tránh thoát cánh tay của đối phương, lại là xoay người, không nhường chút nào, đang lúc mọi người trong ánh mắt chậm rãi đi tới người này trước người, cười nói, nếu ngươi nói ta là phế vật, tới, ngươi ta đánh một trận. Xem là ai là phế vật. Ngươi, được a, có bản lãnh đi lôi đài. Bên trong thành đặc biệt bố trí sống chết lôi đài gặp, nhưng ngươi dám ở trong thành những địa phương khác động thủ, chính là không tuân theo cái ca, bản đội trưởng liền theo luật trực tiếp bắn chết ngươi. Khôi giáp võ giả thần sắc lạnh như băng, như cũng nhìn hờ hững. Hắn là thiên linh thành rất nhiều đội chấp pháp dài một trong, là thư nguyên, vậy trông coi một chi trên trăm người nhập thần cảnh đội ngũ. Chức vị và tác dụng tương tự với Hoa Hạ thành quản, dẫu sao chân chính chấp pháp, còn chưa tới phiên hắn. Được. Vương Ngôn đại ca,
sống chết lôi đài ở nơi nào? Diệp thần đang hỏi lúc đó. Nhưng mà, ngay tại lúc này, mấy đạo hốt hoảng bóng người chạy đến La Thư Nguyên bên người, chính giữa một người lại là khẩn trương nói, là đội trưởng, cửa đông có người tự mình buôn bán đan dược, chúng ta không phải là đối thủ, ngài. Ta lập tức đi tới. La Thư Nguyên lúc gần đi, ánh mắt âm trầm, nói, hèn mọn tiểu tạp chủng, coi là ngươi tốt số, cho ngươi sống thêm một đêm, ngày mai sáng sớm sống chết lôi đài gặp. Dĩ nhiên ngươi nếu như thay đổi chủ ý, ta dưới háng tùy thời hoan nghênh ngươi, ha ha. La Thư Nguyên kể xong nói, liền trực tiếp mang người mình, chuẩn bị đi tra xem vị kia tự tiện buôn bán đan dược võ giả đi. Diệp thần thấy một màn này, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Hắn không muốn gây chuyện. Nhưng là bây giờ xem ra, hắn không có lựa chọn. Sống chết lôi đài. Cái này La Thư Nguyên cũng quá mức tự tin. Chỉ tiếc mù quáng tự tin chính là cơn ác mộng bắt đầu. Bên cạnh Vương Ngôn gặp La Thư Nguyên rời đi, nhưng là một mặt lo âu, nói, Diệp tiểu huynh đệ, người điên rồi phải không, tại sao phải đáp ứng à? Đây là đội chấp pháp người à? Đội chấp pháp lệ thuộc tại Chu giáo úy, đó là nhập thần cảnh đỉnh cấp cường giả à? Sống chết lôi đài, người đánh chết người hắn, có thể sẽ gặp phải hắn trả thù à, vẫn là được rồi, đừng đi. Dưới háng nhục không tính là cái gì, chỉ phải sống chính là vương đạo à. Diệp thần cười một tiếng, nhưng là vỗ vỗ Vương Ngôn bả vai, lòng có nghịch lân, chó sói có tối tăm đâm. Dòm ngó chi người giận, tiếp xúc người chết. Hơn nữa, ta Diệp Thí Thiên trong tự điển không có sợ hãi. Nghe lời này, người bên trên không khỏi bật cười, nhìn Diệp thần dáng vẻ, giống như nhìn ngu si như nhau. Đội chấp pháp ở linh võ đại lục không tính là cái gì. Nhưng là từ thấp võ vị diện đi lên người, không người nào dám xem nhẹ đội chấp pháp lực lượng. Huống chi Diệp thần vẫn là một cái đế tôn cảnh. Một tòa thành lớn đội chấp pháp, nhập thần cảnh hơn ngàn, rất nhiều giáo úy đều là nhập thần cảnh đỉnh cấp, thậm chí còn có thần vương cảnh trấn giữ. Trừ phi ngươi là thần vương cảnh cường giả, nếu không dám giết người liền phải gặp bị trừng phạt, càng đừng đề ra ầm ĩ đội chấp pháp, vậy càng được chết. Cái này từ thấp cùng thế giới tới người ti tiện, phỏng đoán ở hắn vậy địa phương nhỏ, chính là lợi hại nhất đi. Nào ngờ đến nơi này, hắn liền tầng dưới chót nhất được cũng không bằng. Thằng nhóc này thật là không biết trời cao đất rộng, chờ bị La Thư Nguyên đội trưởng ngược giết đi. Người chung quanh không có một cái coi trọng Diệp thần, Vương Ngôn cũng là một mặt không nói. Rất nhanh, Diệp thần nói, Vương đại ca, ta đi trước tìm một khách sạn ở. Ngày mai ta giải quyết xong La Thư Nguyên, chúng ta một khối đi ghi danh. Được, được rồi, Vương Ngôn cầm ra một khối đặc thù lệnh bài, đưa cho Diệp thần, nói, ngày mai ngươi còn sống, vậy ngươi sẽ liên lạc lại ta đi. Thái độ như thế, như vậy cử động. Rõ ràng Vương Ngôn cũng cảm thấy, Diệp thần có thể không sống qua sáng sớm ngày mai. Đắc tội đội chấp pháp, 10 con mệnh cũng không đủ chết gà. Vị này Diệp tiểu huynh đệ. Xem ra là đáng tiếc. Diệp thần vậy không giải thích thuyết minh, nhận lấy lệnh bài xuyên qua đám người, thật xa liền thấy được một cái nhập thần cảnh 3 tầng ngày người đàn ông ở La Thư Nguyên dưới háng chui qua, vô cùng thê thảm. La Thư Nguyên và thủ hạ bên người lại là cười to, trong mắt tràn đầy nghiền ngẫm. Xem ra cái này La Thư Nguyên thích cường giả loại này chui vào dưới háng cảm giác. Đây là hắn thành tựu người chấp pháp uy tín. Chỉ tiếc. Linh võ đại lục phần lớn người đối mặt loại này uy tín lựa chọn thỏa hiệp. Cái này cũng tạo cho La Thư Nguyên hôm nay kiêu căng phách lối. Hắn Diệp thần không thuộc về linh võ đại lục. Hắn cuối cùng chỉ là nơi này một khách qua đường. Hắn tới nơi này mục tiêu rất đơn giản, tìm được luân hồi mộ địa sau lưng bí mật, cứu ra vậy trăm vị đại năng, mạnh mẽ mình, còn có cứu ra Hạ Nhược Tuyết và Kỳ Tư Thanh. Còn như những người khác sống chết. Hắn cũng không biết đi quản. Ngay tại Diệp thần chuẩn bị rời đi đang lúc, nhĩ tế lại truyền tới một tiếng hét thảm. Hắn quay đầu, liền phát hiện, cái đó chui vào La Thư Nguyên dưới háng người đàn ông, đã chết ở La Thư Nguyên dưới kiếm. Diệp thần trong mắt tràn đầy một đoàn lửa giận. Sợ rằng hôm nay mình nếu là thỏa hiệp, cũng là cái kết quả này đi. Diệp thần nhìn về cái đó thi thể lạnh như băng cùng với dữ tợn lại thống khổ trong mắt. Tự nhủ ta tuy và ngươi không nhận biết, nhưng là ngày mai, ta sẽ là ngươi trả thù.
Linh võ đại lục tàn khốc, Diệp Thần ngày thứ nhất coi là cảm ngộ được. Hắn đi tới khách sạn, khai trừ một gian có phòng tu luyện phòng khách, thông qua hành lang cửa sổ nhìn đường phố bên trên người chấp pháp cửa, mỗi cái người mặc khôi giáp, gạt được lũng đoạn thị trường mạc dạng, dần dần tự nhủ, ngày mai cuộc chiến, ngày hôm nay được đem diệt hồn ma thần thương tế luyện một phen. Ngày mai giết người chấp pháp, không có 2-3 món thần vương khí, không tốt phá vỡ phòng ngự. Còn như trăm tông càn khôn thi đấu, 150.000 võ giả tham dự, phỏng đoán đạt được đánh một trận, ta hẳn có thể khi tiến vào kim Phật mật tông chi địa trước, tiến vào đế tôn cảnh tầng 9 thiên. Audio điện tử võ tấn bền. Diệp Thần đẩy cửa phòng ra đi vào, liền cảm giác được vô số linh khí tràn ngập. Hắn đóng cửa tự nhủ, đến lúc đó ở kim Phật mật tông trong tìm kiện lợi hại thần vương khí, ít nhất phải cửu phẩm thần vương khí, dùng để đột phá, thực lực tất nhiên tăng nhiều, nếu là có thể tìm được hỗn nguyên tiên khí, tự nhiên tốt hơn. Những người khác đế tôn cảnh tầng 9 trời, đột phá dùng đều là bán tiên khí, tới hơn một cấp 2 tiên khí, tông phái và gia tộc, rất nhiều bối cảnh không mạnh được cũng chỉ có thể dùng 4-5 phẩm tiên khí tới đột phá. Diệp Thần suy nghĩ lợi dụng thần vương khí tới đột phá, có thể nói xa xỉ không bờ bến. Thần vương khí à? Đó là nhập thần cảnh tầng 9 trời, dùng để đột phá cảnh giới mới có thể dùng được. Không thấy được linh thành 13 vị lão tổ, một kiện thần vương khí cũng không có, cắm ở nhập thần cảnh tầng 9 thiên cũng không biết đã bao nhiêu năm. Cũng nên dọn dẹp một chút chiến lợi phẩm. Diệp Thần mừng như điên cầm ra mười mấy càn khôn giới chỉ, tiến vào phòng tu luyện, một kiện càn khôn giới chỉ kiểm kê. Hắn đánh mở một cái màu cam càn khôn giới chỉ, cái này càn khôn giới chỉ dựa theo phẩm cấp mà tính, kém không nhiều là tam phẩm tiên khí cấp bậc, xa xa cao hơn côn lôn hư bình thường xài linh khí cấp bậc càn khôn giới chỉ, được lợi quá đáng, trong này lại có trên trăm cái một cấp 2 càn khôn giới chỉ. Một kiện tam phẩm cấp bậc càn khôn bên trong chiếc nhẫn, lại có thể đựng trên trăm món một cấp 2 càn khôn giới chỉ. Tựa hồ đối với tông phái và gia tộc đệ tử mà nói, càn khôn giới chỉ đều là tiêu phối. Trước kia Diệp Thần chu diệt huyết linh tộc, thậm chí còn linh thành người, cũng không nhận được quá nhiều chí bảo, nhưng là bây giờ không giống nhau, chỉ riêng cái này mười mấy cái tam phẩm càn khôn giới chỉ, bên trong tài sản phỏng đoán cũng có thể cầm côn lôn hư linh thành toàn bộ đóng gói mua. Nhất là nhập thần cảnh tiền kỳ tiên khí, nhiều không đếm xuể. Không bao lâu, Diệp Thần tiêu phí đại khái 5 cái tiếng thời gian, bổ nhiệm liền những thứ này càn khôn giới chỉ ở giữa bảo vật, tự nhủ, hơn 1000 kiện cửu phẩm tiên khí, hạ cùng tiên khí 327 kiện, trung phẩm tiên khí 170 kiện, thượng phẩm tiên khí 29 kiện, cực phẩm tiên khí 17 kiện, bán thần vương khí 8 kiện, không có thần vương khí, nhưng phòng ngự, bỏ trốn, công kích, chấn nhiếp linh hồn, thần hồn tiên khí, cái gì cần có đều có. Chính giữa bị bể tiên khí không nhỏ, nhưng cái này một khoản tính được, ta đã thành cự phú, huống chi còn có mấy 100.000 đặc thù linh thạch, cùng với các loại các dạng vũ khí, đan dược chờ một chút. Diệp Thần trong lòng vui vẻ, suy tư nói, ta thậm chí có thể cân nhắc một chút, ở linh võ đại lục mở ám điện chi nhánh. Lần này thu hoạch không tệ, chỉ là không nghĩ tới lại có thể còn có một chút linh khí, chỉ bất quá phẩm cấp nhìn như quá thấp, đối với ta cũng không có dùng. Dứt khoát liền vứt đi. Diệp Thần mới vừa dự định xử lý một ít linh khí, một giây kế tiếp, một đạo thanh âm lạnh như băng nhưng là ở Diệp Thần đầu óc truyền ra. Đến từ luân hồi mộ địa. Đoán tạo thần quân. Thằng nhóc, linh khí đối với bọn họ mà nói, có cũng được không có cũng được, nhưng là có thể nổ giết địch. Ngươi quên ta lúc ban đầu và ngươi nói. Vô luận tiên khí và linh khí, thậm chí còn thần vương khí, hỗn nguyên tiên khí. Hợp đạo tiên khí đợi một chút, chỉ cần có khí linh binh khí, đều có thể điều khiển hắn tự bạo, những linh khí này phẩm cấp không kém, điều khiển tự bạo sau đó, một kiện cửu phẩm linh khí liền đủ để đánh cho bị thương một vị nhập thần cảnh tiền kỳ võ giả. Người sau này nếu là gặp phải kẻ địch, có thể trực tiếp nổ tiên khí giết địch. Ta truyền một mình ngươi công pháp, đặc biệt dẫn động binh khí tự bạo giết địch pháp quyết, kêu ngàn binh bạo. Phương pháp này ở Côn Lôn Hư không cách nào thi triển, nhưng là ở Linh Võ Đại Lục. Ha ha, ta nói cho ngươi, chỉ cần ngươi có đầy đủ binh khí, là có thể đứng ở chỗ bất bại.
sợ rằng có chút linh võ đại lục tông môn lão tổ còn yên lặng ở ta hôm đó thi triển ngàn binh bạo sợ hãi bên trong. Ngàn binh bạo, 1000 chủng binh khí cùng nhau nổ. Diệp Thần nghe được Đoán Tạo Thần Quân nói tiếng nói trong lòng tung lên sóng gió kinh hoàng. Hắn mặc dù chưa từng gặp tình cảnh kia, nhưng là suy nghĩ một chút liền có thể sợ à. Nhất định chính là người điên hành vi. Cái này bùng nổ lực lượng thậm chí có thể không thua gì cái loại đó hủy diệt vũ khí. Diệp Thần suy nghĩ, ta nơi này không trọn vẹn tiên khí vượt qua 300 kiệt, linh khí càng hơn, bán khẳng định bán không là cái gì tiền, không trọn vẹn bán thần vương khí đều có hai chuôi, nếu có thể cùng nhau nổ, làm sát thủ giản, bất thình lình tới một lần cũng không tệ à. Dẫn động binh khí tự bảo, nhất là tiên khí, thậm chí bán thần vương khí cũng không dễ dàng à. Không có thấy 500 vị nhập thần cảnh đệ tử chém giết, kết quả lưu lại tới hơn 500 kiện tiên khí à? Đó là bởi vì muốn nắm trong tay binh khí, đều phải cần đem mình linh hồn lực hội tụ, ở binh khí trong rơi xuống đóng dấu, như vậy mới có thể hoàn toàn nắm trong tay binh khí, bao gồm Diệp Thần giết thần kiếm và diệt hồn ma thần thương đều là giống nhau. Một khi giết thần kiếm hoặc là diệt hồn ma thần thương vỡ vụn, Diệp Thần đều phải bị cắn trả bị thương. Giống nhau. Không có để lại đóng dấu binh khí, căn bản không cách nào nổ, đỉnh hơn ném bắn ra, chỉ có thể làm vậy vũ khí sử dụng, vậy cơ hồ có cũng được không có cũng được, chính là lớn mạnh một chút đá mà thôi, nếu như sư tôn ngàn binh bảo, có thể không cần tiên khí, là có thể nổ, vậy coi như quá tốt. Đây tuyệt đối là một đạo đại sát khí. Ngàn binh bảo, chính giữa ẩn chứa cắt kim loại linh hồn pháp quyết, đem ngươi linh hồn lực cắt kim loại đi ra một ít. Thành tựu in vào tiên khí lên, như vậy tiên khí một bạo, người cũng sẽ không gặp phải cắn trả. Đoán Tạo Thần Quân tiếp tục nói, tầm thường binh khí tế luyện phương pháp, đều là lấy tự thân linh hồn lực làm chủ, chế tạo đóng dấu sau đó, binh khí và ngươi bây giờ có liên lạc. Nhưng là ngươi dùng ngàn binh bạo, cũng sẽ không. Dù sao bản quân cái này thần niệm thể, đã tồn tại không được bao lâu. Ta liền đem tất cả mọi thứ toàn bộ truyền thụ cho ngươi. Đoán Tạo Thần Quân vốn chính là mấy đạo thần niệm thể, yếu nhất một vị. Trước lại bùng nổ toàn lực, tự nhiên chống đỡ không được quá lâu. Giờ phút này Đoán Tạo Thần Quân ngón tay bắt pháp quyết, quanh thân hiện lên như tinh không vậy ánh sáng. Vô cùng sáng chói. Một chỉ điểm ra. Điểm ở Diệp Thần trên ấn đường. Cơ hồ ngay tức thì một cổ cường đại tin tức lưu động đến Diệp Thần đầu óc. Diệp Thần đầu dường như muốn nổ tung vậy. Khó chịu đến mức tận cùng. Những tin tức này lưu, không chỉ ngàn binh bạo còn có vô số luyện khí chi pháp. Thậm chí có một bộ phận rất lớn nội dung, Diệp Thần căn bản không có tư cách đụng chạm. Diệp Thần chật vật ngẩng đầu lên, nhìn càng ngày càng yếu ớt Đoán Tạo Thần Quân, trong lòng vẫn là có chút khó chịu. Đoán Tạo Thần Quân nhưng là cười một tiếng, rất có giải thoát ý. Thằng nhóc, ta còn là yêu mến ngươi trong ánh mắt mang sát ý. Mà không phải là thời khắc này nhu tình. Huống chi, chúng ta không phải là chia đừng. Ta tin tưởng muốn không được bao lâu, ngươi liền sẽ cùng ta bản thể sẽ gặp mặt. Ta bản thể mặc dù bị nhốt và trói buộc, nhưng là vẫn tồn tại như cũ. Còn nữa, lần kế gặp mặt, có lẽ ngươi đã bước lên võ đạo đỉnh. Không nói nhiều thừa thải, lộ vẻ được ta kiểu cách, hy vọng ngươi nhớ, ngươi là chúng ta trăm người hy vọng. Lại là nắm trong tay luân hồi mộ địa cao nhất mộ chủ. Dứt lời, Đoán Tạo Thần Quân bóng người càng ngày càng yếu ớt. Luân hồi mộ địa thêm mấy phần buồn tẻ. Đúng rồi, ta cũng không có gì hay đưa cho ngươi, sắp biến mất trước, ta đem ngươi hai kiện binh khí, lại tế luyện một phen đi. Một giây kế tiếp, Đoán Tạo Thần Quân ngón tay bắt pháp quyết, trực tiếp bố trí luyện khí trận pháp, nhận lấy giết thần kiếm và diệt hồn ma thần thương. Lại từ Diệp Thần nơi đó lấy tới 6 kiện bán thần vương khí, 17 kiện cực phẩm tiên khí, chỉ có những binh khí này dung nhập vào Diệp Thần binh khí trong mới được. Còn như những thứ khác thượng trung hạ phẩm tiên khí, dung nhập vào cũng không dùng. Còn không bằng để lại cho Diệp Thần, làm ngàn binh bạo sử dụng. Diệp Thần điều chỉnh tâm trạng, ngồi xếp bằng ở một bên. Hắn bắt đầu thử nghiệm tu luyện ngàn binh bạo mơ hồ mổ ra mình linh hồn lực. Phân biệt gửi tại ngàn kiện cửu phẩm linh khí và trăm kiện hạ phẩm tiên khí trong, thật may hắn linh hồn lực mạnh mẽ, một mực có tu luyện cửu chuyển linh hồn lực cũng sánh bằng thần vương cảnh tầng 2 ngày cường giả.
Nếu không, thật đúng là không đủ cắt kim loại như thế nhiều. Hô hô hô, hô hô. 3 tiếng đã qua, Diệp Thần sắc mặt nhỏ trắng, uống mấy chục cái khôi phục linh hồn lực đan dược, tiêu hao linh hồn lực bổ sung trở về. Loại này ngoại giới đắt tiền chữa linh hồn lực đan dược, ở Diệp Thần nơi này hãy cùng đường đậu tựa như. Không có biện pháp, hắn thu hoạch lần này, giống như là đánh cướp 500 vị nhập thần cảnh cường giả. Tầm thường thần vương cảnh đều không hắn có tiền, có thể nói giàu chảy mở. Rất nhanh, 2 chuôi thần vương khí bay ra luyện khí lò, rơi vào Diệp Thần trong tay, là cấp 6 thần vương khí giết thần kiếm và cấp 2 thần vương khí diệt hồn ma thần thương. Giết thần kiếm đi lên tấn thăng 2 tầng thứ. Diệt hồn ma thần thương, lại là trực tiếp từ cửu phẩm tiên khí, tấn thăng làm cấp 2 thần vương khí. 2 chuôi binh khí mỗi người lóe lên sáng bóng, để cho Diệp Thần cảm giác được nội bộ ẩn chứa linh khí cũng cường đại gấp mấy lần có thừa, thậm chí có thể phá vỡ hư thể kỳ cấp 1 thân xác, cho dù đối mặt thần vương cảnh tầng trời 1 cường giả, cũng có thể phá vỡ đối phương phòng ngự. Tốt lắm, đồ nhi. Vi sư chỉ có thể cùng ngươi đi tới đây. Lấy ngươi tốc độ, đại khái muốn không được bao lâu, hỗn nguyên cảnh khả kỳ. Đến lúc đó, lại lên cấp hợp đạo cảnh, mới có tư cách chân chính đối kháng cái thế lực đó. Đoán tạo thần quân giọng đã rất yếu ớt, một khắc sau trực tiếp hóa thành một đạo sáng bóng, đem lực lượng cuối cùng tặng cho Diệp Thần. Diệp Thần hơi thở bạo tăng, bất diệt kiếm đạo hoàn thiện 60%, chân chánh bước vào đế tôn cảnh tầng 8 thiên. Sư tôn, đa tạ, không bao lâu nữa, đồ nhi nhất định cứu các ngươi đi ra. Diệp Thần ôm quyền khom người hướng mặt tây nam một bái, rồi sau đó ngẩng đầu lên, ánh mắt thanh tuyệt, nắm quyền nói, huyết kiếm môn, ta nhất định sẽ đi. Thà để cho các ngươi tấn công Côn Lôn hư, ta lại đi phòng thủ. Không bằng ta trực tiếp tấn công máu ngươi kiếm môn, để cho các ngươi tất cả mọi người đều không đi được Côn Lôn hư. Ngay tại lúc này, Diệp Thần bên người nhưng là nhiều một đạo thân ảnh. Chính là Linh Võ Đại Lục Băng Kiếm Tiên Tôn. Tiểu tử, ta nhắc nhở ngươi một câu. Băng Kiếm Tiên Tôn suy tư nói, ta ở luân hồi mộ địa trong, cảm ứng có 3 tấm bia đá, đã giãn ra xuống, bên trong tràn ra đạo đạo Phật văn lực lượng. Những thứ này Phật văn chủ nhân, không thuộc về Côn Lôn hư, cực kỳ thần bí. Chắc là xuất thân từ Phật môn Mật Tông chi địa. Ngươi lần này ngươi nhất định phải bắt được đi Kim Phật Mật Tông đất số người, như vậy, luân hồi mộ địa rất có thể thức tỉnh mấy vị Kim Phật Đại Năng, nếu như ta không đoán sai, chính là tương truyền vẫn diệt Kim Phật Mật Tông 18 vị Kim Phật một trong. Bọn họ thân phận thật sự biến mất không gặp, tất cả mọi người đều cho rằng bỏ mình, bây giờ nhìn lại, sự việc không có đơn giản như vậy. Cái này Kim Phật Mật Tông chi địa tuyệt đối có vấn đề. Thậm chí bên trong dấu bí mật vô cùng có thể và luân hồi mộ địa có rất lớn liên quan. Đương nhiên là có chút lời nói quá sớm, Linh Võ Đại Lục không giống với Côn Lôn hư, người muốn từ nhiều cường giả như vậy trong bộc lộ tài năng, rất khó. Diệp Thần nhìn một cái Băng Kiếm Tiên Tôn, chân mày vặn thành một cái chữ xuyên. Hắn có thể cảm giác được luân hồi mộ địa sau lưng thật giống như có trước một đôi bàn tay đẩy nửa động hết thảy. Từ Hoa Hạ đến Côn Lôn hư. Lại đến bây giờ Linh Võ Đại Lục, luân hồi mộ địa, ra ra bầy ra cục, cái đó thần bí cụ già. Đây hết thảy, tựa như cũng biểu thị cái gì. Hắn không cách nào nắm trong tay, chỉ có thể từng bước một đi xuống. Diệp Thần hít thở sâu một hơi, rời đi luân hồi mộ địa, nhìn bên ngoài trời dần dần sáng, ước định chi kỳ buông xuống. Chạy thẳng tới Thiên Linh Thành Cổng Nam, ghi danh trước, nếu không một lát rất có thể và đội chấp pháp làm. Không nhất định có thời gian ghi danh. Trời vừa sáng, đại khái 6 giờ sáng dáng vẻ. Thiên Linh Thành Cổng Nam số người thưa thớt, cũng đã có mấy vị thần vương khí cảnh tiền kỳ cường giả, ngồi ở dịch quán trong chờ, dịch quán bên ngoài cắm một mặt cờ xí, trên viết trăm tông càn khôn thi đấu chỗ ghi danh. Chỉnh có chiêu có thức. 150.000 người sẽ tham gia, ta ngược lại là phải xem, có thể hay không gặp phải một ít có thể để cho ta toàn lực người xuất thủ. Diệp Thần lầm bầm lầu bầu, lấy hắn chiến lực, nhập thần cảnh hậu kỳ cũng có thể đánh một trận, ở chỉ cho phép nhập thần cảnh tầng 9 thiên tham chiến thi đấu trong, còn thật không có lại có bao nhiêu người có thể chống lại hắn. Hắn đi tới dịch quán trong, hướng một vị thần vương khí tiền kỳ kim đao môn hộ pháp, ôm quyền nói, tiền bối,
ta muốn tham gia trăm tông càn khôn thi đấu. Ngươi, ngươi xác định, vị này hộ pháp ngẩng đầu nhìn một mắt Diệp Thần, lắc lắc đầu nói, còn chưa muốn đi tìm cái chết tốt. Không cần tiền bối nhớ mong, ta chỉ muốn ghi danh. Diệp Thần cầm ra thân phận mình bài, đưa cho vị này hộ pháp, nói ta tên là Diệp Thí Thiên, đến từ. Đến từ Thiên Linh thành thôn lân cận. Hắn nghĩ tới Diệp Thần thân phận đã bại lộ, tất nhiên sẽ đưa tới huyết linh tộc nhìn chăm chú. Huyết linh tộc không tấn công Côn Lôn hư, cũng không đại biểu sẽ không chặn đánh mình. Nếu là phái tới thần vương cảnh hộ pháp, còn không coi vào đâu. Nếu như phái tới hỗn nguyên cảnh, thậm chí còn hợp đạo cảnh, cũng không tốt giải quyết, dứt khoát ngay tại Côn Lôn hư dùng Diệp Thí Thiên cái này ba chữ, cũng tiết kiệm đi một chút phiền toái. Được. Diệp Thí Thiên, tên chữ còn có thể. Đế tôn cảnh tầng 8 trời, đến từ sát biên giới tròm xóm. Vị này hộ pháp hơi suy tư, nói, người khí tức trên người, ta làm sao cảm giác là từ thấp võ vị diện tới. Vậy thấp võ vị diện người, trong khí tức sẽ có một loại đặc thù đóng dấu. Cực kỳ dễ dàng phát hiện. Đây cũng là phân biệt linh võ đại lục và những thứ khác rác dưới vị diện thiên tài phương pháp tốt nhất. Người như vậy nói láo cũng không tốt. Hèn mọn người nên có hèn mọn giác ngộ, không muốn leo lên linh võ đại lục cao chi. Diệp Thần ngược lại là quên trên mình hơi thở sự việc, miễn cưỡng cười một tiếng, nói ta đến từ tại một cái kêu là Côn Lôn hư linh thành địa phương, phụ trách trông coi không gian truyền tống trận. Bất ngờ bước vào, muốn tìm kiếm một ít cơ duyên. Âu, chỗ đó à? Mỗi mấy chục năm đều có người tới, nhưng là đều chết hết không thiếu. Vị này hộ pháp có chút kinh ngạc nhìn về phía Diệp Thần, so với là ôn hòa nói, tu luyện không dễ, đừng đi tìm cái chết. Ngươi thực lực này, quá yếu, cộng thêm lại là thấp võ vị diện người, chúng ta linh võ đại lục, vô luận gia tộc đệ tử vẫn là tán tu, cũng đều xem thường thấp võ vị diện người. Hắn ngược lại không có trực tiếp nhục mạ Diệp Thần, chỉ là lời nói đều có chút khinh miệt ý. Giống như là Côn Lôn hư xem thường hoa hạ võ giả như nhau. Là căn bản tính khác biệt. Ngươi tốt, ta như cũ lựa chọn ghi danh. Ai có thể chứng minh? Đế tôn cảnh tầng 8 thiên lại không thể ghi tên à. Diệp Thần bước ra một bước, hơi thở bùng nổ. Lạnh như băng chiến ý nhưng là để cho cái này phụ trách ghi danh hộ pháp sắc mặt đại biến. Có một cái chớp mắt như vậy gian, hắn lại bị sát ý bao phủ. Làm sao có thể? Mình lại bị một cái đế tôn cảnh con kiến hôi uy hiếp. Mấu chốt cái này con kiến hôi hay là đến từ cái loại đó không chịu nổi địa phương nhỏ. Côn Lôn hư. Chưa bao giờ nghe, cũng không có tư cách tiến vào hắn tầm mắt. Bất quá, hắn ngược lại là đối với Diệp Thần tới một chút hứng thú, cười nói. Mặc dù cảnh giới ở đế tôn cảnh, nhưng là hơi thở sánh bằng nhập thần cảnh. Tốt mầm non, Diệp Thí Thiên đúng không? Hộ pháp nhanh chóng ghi xuống, hơn nữa cho Diệp Thần một khối đồng xanh bảng, nói, ngươi là thứ 50.000-7.000 cái ghi danh người, cùng 3 ngày sau đi vạn núi thung lũng đi. Diệp Thần đối với cái này hộ pháp ngược lại là có mấy phần hảo cảm. Xem ra không phải mỗi một cái linh võ đại lục người đều là hùng hổ dọa người tồn tại. Nhưng mà, ngay tại lúc này, mấy đạo không hợp thời thanh âm vang lên. Một cái thấp võ vị diện hèn mọn tạp chủng. Vậy không biết xấu hổ báo lại tên. Năm ba cái tán tu võ giả, một mặt ngạo nghễ đi tới, tuổi tác cũng không nhỏ, nhìn hung thần ác sát. Một người trong đó thân mặc quần trắng người phụ nữ, cười nói, Trần Minh ca à, ngươi nhìn một chút, thấp võ vị diện hèn mọn đồ, lại có thể cũng dám báo lại tên. Ta xem à, lần này 150.000 người ghi danh. Phỏng đoán được có một nửa đế tôn cảnh phế vật, đều là cho đủ số đi. Rất có thể à, bên cạnh mập mạp người đàn ông, chìa tay ra khẽ vuốt ve người phụ nữ gò má, cười nói, hi mà, không bằng để cho ta ra tay. Đem điều này không biết trời cao đất rộng tiểu tạp chủng đánh tàn phế, quỳ xuống cho người biểu diễn chó sủa. Ta hôm nay cũng là người chấp pháp một trong à. Ta biểu ca, nhưng mà đội chấp pháp là thư nguyên đội trưởng đâu, coi như ta giết người, vậy không ai dám động ta. Kêu hy mà người phụ nữ lộ ra lau một cái phủ mị dáng vẻ, hôn một cái Trần Minh, mỉm cười nói, ngày hôm nay vốn là cảm thấy thật nhàm chán, như vậy thì tốt hơn. Nàng hất cằm nhìn Diệp Thần, tựa như nắm trong tay hết thảy. Huống chi,
cái này thấp võ vị diện tới người, vừa không có bối cảnh. Giết hắn, đội chấp pháp lại sẽ nói gì? La Thư Nguyên, vừa vặn, còn chưa tới đạt tới đi tìm hắn, người cái này biểu đệ trước đưa tới cửa. Diệp Thần nhìn trước mắt cái này 5 người, 2 cái nhập thần cảnh giai đoạn trước, 3 cái nhập thần cảnh trung kỳ, cũng là kém không được cái loại đó. Hắn tự nhiên không sợ. Mấy người kia nghe được Diệp Thần nói tiếng nói, hơi ngẩn ra, chợt cười lớn. Ngươi vẫn còn muốn tìm La Thư Nguyên. Ngươi có biết ở chỗ này, La Thư Nguyên cái này 3 chữ ý vị như thế nào? Cái này 3 chữ từ ngươi trong miệng phun ra, ta đều cảm giác là làm nhục. Còn mẹ hắn không quỳ xuống cho ta. Một giây kế tiếp, mấy đạo uy áp hướng Diệp Thần bao phủ đi. Ở bọn họ xem ra, bọn họ mấy vị nhập thần cảnh uy áp đủ để nghiền ép một cái đế tôn cảnh tiểu tử. Thậm chí có thể xóa bỏ. Bên cạnh cái đó ghi danh hộ pháp đứng lên, muốn nói điều gì, lại không nghĩ rằng đồng bạn đi tới, lại đem hắn đè xuống. Làm xong phần bên trong sự việc là được, chớ để ý. Cái đó hộ pháp sâu đậm nhìn một cái Diệp Thần, cuối cùng vẫn là không có ra tay. Võ đạo thế giới chính là như vậy tàn khốc. Nếu như cái này kêu Diệp Thí Thiên tiểu huynh đệ biết ẩn nhẫn, có lẽ hôm nay chính là ngoài ra một bức cục diện. Giờ phút này, vô số uy áp hướng Diệp Thần bao phủ tới, Diệp Thần khóe miệng nhưng là phác họa một đạo nụ cười. Hắn cố nhiên là đế tôn cảnh, nhưng là lại cùng nhập thần cảnh kém không nhiều. Hắn cảnh giới có cực lớn mê muội tính. Còn như những thứ này uy áp lại coi là cái gì? Một giây kế tiếp, Diệp Thần ở dưới con mắt mọi người, bước ra một bước. Không chịu nổi một kích. Lời nói rơi xuống, vậy vô số bao phủ mà đến uy áp ngay tức thì tiêu tán. Đồng thời, Diệp Thần trên mình hơi thở cuồng bạo uyển như lưỡi đao vậy bùng nổ. Cực kỳ cường thế. Mấy người kia ngay tức thì cảm giác được không đúng. Tu vi yếu nhất hy mà lại là ở hoảng sợ trong mắt hạ, đánh bay ra ngoài. Nặng nề nện ở một cây cột đá trên. Hương Tiêu Ngọc vẫn. Ngươi dám. Ta là người chấp pháp. Ngươi dám đối với ta động thủ, ngươi muốn tìm chết à. Trần Minh phun ra một ngụm máu tươi, hoảng sợ vạn phần nhìn về phía Diệp Thần. Ta nhưng mà người chấp pháp à. Ngươi không biết người chấp pháp là cái gì đó. Đặc biệt giết các ngươi những thứ này không hiểu quy củ thấp võ vị diện tạp chủng à, ngươi lại dám đối với ta động thủ, tự tìm cái chết. Trần Minh nhanh chóng từ trong ngực lấy ra một cái ống tre, kéo một cái đường dài, ống tre hướng lên trời phản xạ ra một quả pháo bông, ở trên không vỡ ra, chợt bốn phía vang lên phòng bị tiếng chuông, hắn mặc dù bị thương không nhẹ, nhưng là không sợ hãi, cười nói tiểu tạp chủng à. Lão tử đã nổ người chấp pháp cấp cứu lửa khói. Lập tức, bốn phía vây người chấp pháp cũng sẽ chạy tới. Bây giờ, lão tử cho một mình ngươi cơ hội, ngươi cái này hèn mọn tạp chủng lập tức cho ta quỳ xuống đất dập đầu, lão tử có thể cân nhắc để cho ngươi sống sót. Nếu không, lão tử phải đem ngươi lột da rút gân, cho hy mà trả thù. Trả thù. Diệp Thần xem thường, năm ngón tay một chảo, trên đất một chuôi lưỡi đao trực tiếp bay đến bên trong tay hắn. Hắn vẫy tay một đao gắng sức chém xuống, mạnh mẽ đao cương trực tiếp xóa bỏ những thứ khác mấy người, duy chỉ có còn lại Trần Minh. Nhập thần cảnh giai đoạn trước. Ở trong tay hắn, thậm chí không ngăn được hắn một chiêu. Cho dù nhập thần cảnh trung kỳ, nhập thần cảnh tầng 6 trời, vậy thật nhiều con có thể chống đỡ mấy chiêu, huống chi là loại này tán tu, kết nối với phẩm tiên khí cũng không có người. Nếu là tông phái đệ tử, nhập thần cảnh trung kỳ, không chừng còn có thể và Diệp Thần qua cái mười mấy chiêu. Ngươi! Ngươi muốn làm gì, ta nói cho ngươi à? Ngươi nếu là dám giết ta, đó chính là khiêu khích Thiên Linh Thành tất cả người chấp pháp. Ngươi chỉ cần tại Thiên Linh Thành một ngày, liền phải đối mặt vô biên vô tận đuổi giết à? Trần Minh Hù được sụi lơ trên đất, nhìn đã hóa thành thịt nát, đã không biết bá đạo, người mình còn chưa tới, hắn mới không dám bá đạo. Vạn nhất cái này trẻ trâu, thật giết mình làm thế nào? Loại này đế tôn cảnh, ở bọn họ nơi này là hàng rác rưởi sắc, nhưng ở thấp võ vị diện chính là trí cường giả à. Ngươi đừng! Ngươi lượn quanh ta một mạng, ta có thể để cho biểu ca ta tha ngươi một con ngựa. Yên tâm, ta lấy nhân cách bảo đảm, không dám trả thù ngài. Trần Minh cái này sẽ hù được cả người cũng run run.
hắn căn bản không nghĩ tới mình hôm nay sẽ đụng phải một cái người điên. Triệt triệt để người điên. Diệp Thần tiện tay rút ra một cái ghế, trực tiếp ở Trần Minh bên người ngồi xuống, hắn không gấp trước động thủ. Hôm nay, vốn là hắn và người chấp pháp mâu thuẫn. Dứt khoát liền cùng nhau giải quyết. Trần Minh thấy một màn này, trong mắt lại là trợn to. Hắn chân thực không hiểu nổi, người chấp pháp cũng muốn tới, trước mặt thanh niên vì sao vẫn là như vậy không có sợ hãi. Không biết qua bao lâu, từng đạo hơi thở ngay tức thì tràn vào. Người chấp pháp tới. Trần Minh thở ra một ngụm trọc khí, trong mắt lại là từ sợ hãi chuyển biến thành lạnh như băng. Nếu như mới vừa rồi là Diệp Thần sân nhà, vậy bây giờ không thể nghi ngờ là Trần Minh sân nhà. Thằng nhóc, người có biết người đang làm gì, giết người chấp pháp có thể là tội chết. Diệp Thần nhìn một cái chung quanh, không ngừng có người chấp pháp hội tụ, liền nhấc lên một cái Trần Minh, tỏ ý cho mọi người, cười nói, người chấp pháp, cái gì chó má người chấp pháp, tùy ý giết hại, đây chính là trong miệng các ngươi pháp. Thật là buồn cười. Chấp pháp, hoặc là các ngươi toàn bộ chấp pháp, ai cũng không thể giết người. Hoặc là cũng đừng chấp pháp, không làm được một điểm này, các ngươi chính là rác rưởi. Ngày hôm nay, ta coi như các ngươi mặt, làm thịt một cái người chấp pháp, xem các ngươi có thể thế nào ta Diệp Thí Thiên như thế nào. Nói xong, hắn đao đã đến Trần Minh cổ bên cạnh. Không, Diệp Thí Thiên, ngươi tên tiểu xúc sinh này, dừng tay à. Dừng tay à, mấy đạo thanh âm truyền tới. Chính giữa thì có Trần Minh biểu ca La Thư Nguyên, thời khắc này La Thư Nguyên khí được thẳng bốc khói xanh, cái này thấp võ vị diện hèn mọn xúc sinh, làm sao dám như vậy. Đây là linh võ đại lục à, không phải hắn thấp võ vị diện à. Thật lấy là hắn vẫn là thấp võ vị diện bá chủ. Diệp Thí Thiên, ngươi nếu là dám giết ta biểu đệ, ta bảo đảm ngươi ngày hôm nay không đi ra lọt thiên linh thành. La Thư Nguyên để lời độc ác, không ngừng chạy như điên, mắt thấy sắp đến Diệp Thần bên cạnh. À, phải không? Rào. Một đao lướt qua, máu tươi vẫy xuống ra. Diệp Thần chỉ như vậy ở dưới con mắt mọi người, giết một cái người chấp pháp. Không phải Diệp Thần gây chuyện, cũng không phải Diệp Thần giết hại tâm quá nặng. Mà là mấy ngày nay Diệp Thần ở Linh Võ Đại Lục thấy một màn, để cho hắn sâu sắc rõ ràng. Ở Linh Võ Đại Lục, thỏa hiệp thì chẳng khác nào cầm mình mai táng vực sâu. Mà giờ khắc này hắn phải làm, chính là trực diện cường quyền. Người chấp pháp chính là hắn xé ra Linh Võ Đại Lục cái này chỗ rách bước đầu tiên. Diệp Thí Thiên. Xúc sinh, hèn mọn xúc sinh, ngươi dám. À, tất cả người chấp pháp nghe lệnh, ta là Thư Nguyên chấp pháp, có thấp võ vị diện hèn mọn tạp chủng, đế tôn cảnh tầng 8 trời. Dám can đảm ở thiên linh thành tự tiện giết hại người chấp pháp tất cả đều chạy tới, chu diệt Diệp Thí Thiên. La Thư Nguyên sử dụng một tấm lệnh bài, thanh âm ngay tức thì truyền khắp lớn như vậy thiên linh thành, gần như tất cả người chấp pháp sau khi nghe, đều ở đây đi bên này đuổi. Tầm thường dân chúng và võ giả nghe nói như vậy, đều không khỏi được run rẩy. Còn đang ăn điểm tâm Vương Ngôn, nghe nói như vậy, thân hình cũng chợt run rẩy, trong tay thức ăn cũng rớt xuống. Kinh ngạc nói, thằng nhóc này cũng quá mang chồng đi. Ta ngày hôm qua rõ ràng nói cho hắn rõ ràng. Hắn còn dám làm như vậy, không muốn sống à? Người điên, người điên. Nhất định là một người điên, coi người chấp pháp như vô vật à, ngay trước mọi người đánh chết người chấp pháp à? Đây là khiêu khích khắp thành hơn 1000 nhập thần cảnh người chấp pháp, hơn 10000 đế tôn cảnh người chấp pháp à, Diệp Thí Thiên tự tìm cái chết à? Mấu chốt là tự tìm cái chết cũng không mang như thế tìm, sợ rằng sẽ bị người đánh cho thành phấn vụn à, thi thể cũng không để lại tới à. Vương ca, người nói Diệp Thí Thiên, muốn cùng La Thư Nguyên quyết chiến. Cái nào, chúng ta trả qua không đi qua. Bên cạnh, giống vậy ăn cơm hai cái nhập thần cảnh hậu kỳ tán tu, một mặt mờ mịt hỏi, rõ ràng cũng nghe được thanh âm này. Một người khiêu khích khắp thành người chấp pháp, quá mang chồng. Đi, đi. Đi cái len sợi. Chạy, Vương Ngôn đuổi vội vàng đứng dậy tới, lau miệng ba, nhanh chóng nói, ngày hôm qua ta và hắn đứng chung một chỗ, hắn chết, La Thư Nguyên vậy sẽ giận cá chém thất ta, ngày hôm nay hai ngươi và ta chung một chỗ, cũng sẽ bị giận cá chém thất, chạy đi. Chạy đi cổ linh thành ghi danh.
đất này không thể mang theo, Diệp Thí Thiên xông đại hỏa. Nói xong, Vương Ngôn trực tiếp rời đi, chạy so chạy tới người chấp pháp cũng sắp, có thể gặp có hơn tích mệnh. Hai người khác hai mắt nhìn nhau một cái, vậy đuổi vội vàng đi theo Vương Ngôn, hướng cửa bắc chạy đi. Còn sống mới là mấu chốt. Vèo vèo vèo. Từng cái người chấp pháp ở đi về phía nam cửa đuổi. Mấy trăm ngàn dân chúng tất cả đều đi ra, cũng muốn chạy tới xem náo nhiệt, khiêu khích người chấp pháp à, đây chính là mấy trăm năm không có việc à. Trước kia thần vương cảnh ra tay giết người, người chấp pháp bỏ mặc, nhập thần cảnh căn bản không dám giết người lung tung, huống chi giết người chấp pháp, mọi người cũng muốn đi xem, cái nào thấp võ vị diện hèn mọn người, lá gan lớn như vậy. Cổng nam bên kia, ba vị thần vương cảnh hộ pháp, ngược lại là một mặt thú vị nhìn về phía Diệp Thần, cũng không có ý ra tay. Bọn họ là tới tổ chức ghi danh, không phải tới chấp pháp. Lúc ban đầu vị kia hộ pháp, hơi mỉm cười nói, thấp võ vị diện người, lá gan thật lớn à. Trắng tháng, người đoán một chút thằng nhóc này, có thể ngăn bao lâu? Hoặc là nói, hắn có thể chống đỡ mấy phút mới sẽ bị giết chết. Bên cạnh, một cái bạch bào hộ pháp hỏi thăm. Trắng tháng, là ghi danh Diệp Thần ghi danh vị kia hộ pháp. Trắng tháng hộ pháp, bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, đại khái, 3 phút đi. Ta phỏng đoán 2 phút. Ta cảm thấy 1 phút cũng chịu không nổi, đế tôn cảnh tầng 8 trời, quá yếu, muốn không phải có thể vượt cấp, rất có thể vừa đối mặt bị đánh chết. Những thứ khác hai vị hộ pháp, căn bản không coi trọng Diệp Thần, ở bọn họ xem ra, Diệp Thần đây chính là tự tìm cái chết. Hơn nữa là không biết trời cao đất rộng đơn thuần tìm chỗ chết. 10 phần chết chắc cái loại đó lựa chọn. Côn Lôn Hư lần này tới người. Quá cuồng vọng. Lần này làm sao vậy được chết à? Một người trong đó tên là Xanh Tháng Hộ Pháp, bất tiết nhất cố cười nói, loại này hèn mọn hạ cùng võ giả, cũng không biết nghĩ như thế nào, lại có thể như thế tự tìm cái chết. Kỳ quái à? Giữa lúc ba vị hộ pháp nói chuyện trời đất, La Thư Nguyên đã tới Diệp Thần trước người. La Thư Nguyên tự mình và Diệp Thần giao chiến, lấy nhập thần cảnh tầng 7 ngày tu vi, tại thiên linh trong thành vậy coi là mạnh mẽ. Nếu không cũng sẽ không đảm nhiệm chấp pháp trước đội trưởng, thêm tới thân thích bị Diệp Thần giết chết, giờ phút này bi phẫn muôn vàn, tay cầm một chuôi Hỗn Nguyên côn, toàn lực mãnh công Diệp Thần, trong tay gậy gộc đồng dạng là cấp 7 tiên khí, uy năng vô song, dư âm chấn động được chung quanh không người. Bình bịch bịch, bịch bịch, mấy chục đạo tiếng nổ tiếp liền truyền ra, đạo đạo dư âm rung động bốn phía. Diệp Thần tay đề ra một chuôi bát phẩm tiên khí trường đao. Giờ phút này diệt hồn ma thần thương và giết thần kiếm, vậy tính là hắn bí mật pháp bảo, đối phó trước mắt này cùng phế vật, còn không cần vận dụng thần vương khí. Diệp Thí Thiên, ngươi xúc sinh này. Ngày hôm nay ta phải đem ngươi côn tễ nơi này, lấy chiêu trương ta thiên linh thành chấp pháp oai. La Thư Nguyên trời trong nhảy một cái, hai tay cầm Hỗn Nguyên côn, côn thân lóe ra nhiều giống màu lóa mắt thần quang, hóa thành một con mãnh hổ hư ảnh, là điều động huyết mạch lực. Sừng sững gian mãnh hổ dung nhập vào Hỗn Nguyên côn trong, một côn gắng sức chém xuống, cùng trường đao va chạm chung một chỗ, lóe ra vô số tia lửa. Diệp Thần múa trường đao, thi triển ra một loại đao pháp, hợp lại giết. Chung quanh nhanh chóng vây quanh tới từng cái người chấp pháp, đem hai người chém giết chi địa bao vây lại. Dần dần, đã có mấy trăm người chấp pháp chạy tới, tuyệt đại đa số đều là nhập thần cảnh giai đoạn trước, thậm chí có đế tôn cảnh đỉnh cấp người chấp pháp. Chính giữa người mạnh nhất bất quá là hai cái nhập thần cảnh tầng 7 ngày tiểu đội trưởng, xem mạc dạng cùng La Thư Nguyên chức vị kém không nhiều. Rào 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 rào. Rào rào. Đạo đạo quang hoa lóe lên, phân bay ra, nếu như anh phiêu tuyết rơi nhiều. Ngay tại lúc này, một cái to lớn người đàn ông nhưng là chậm rãi dậm chân tới, quanh thân lay động cánh hoa, phô trương cực kỳ hiển hách, giống như là hoa thần vậy, tràn ra suốt đạo đạo lạnh người đầu ngọn bút hoa thơm. Người này mặc dạng trẻ tuổi, nhưng cũng có trăm tuổi chi thọ, bất quá dựa theo võ giả tuổi tác mà tính, nhưng cũng bất quá là một thanh thiếu niên. Hắn chậm rãi đi tới vòng chiến ra, ngừng mắt nhìn La Thư Nguyên và Diệp Thần chém giết, nhẹ nói hạ lệnh, La Thư Nguyên, đem điều này hèn mọn hạ các thứ, giết đi, đừng nữa trì hoãn, nếu không trong tương lai loại nào đê tiện hạng người, cũng dám noi theo hắn. Người này chính là thiên linh thành cổng nam người chấp pháp đô thống. Thiên Nguyên.
Nhập thần cảnh tầng 9 thiên đỉnh cấp chấp pháp đô thống, lại là La Thư Nguyên cấp trên, giờ phút này hắn tự mình lên tiếng, những thứ khác người chấp pháp lại cũng can thiệp La Thư Nguyên và Diệp Thần tác chiến, ngược lại là để cho La Thư Nguyên và Diệp Thần đơn độc chém giết. Diệp Thí Thiên, ngươi tên tiểu tạp chủng này, vốn là muốn bắt sống ngươi, hành hạ một phen lại giết chết ngươi. Nhưng là Thiên Nguyên đại nhân lên tiếng, ngươi loại này hèn mọn đồ, ngày dỗ liền không thể kéo dài được nữa. La Thư Nguyên toàn lực bùng nổ, hỗn nguyên côn toát ra năm màu rực rỡ ánh sáng rực rỡ, nếu như tơ mang vậy, từ bốn phương tám hướng bay đi, lại thẳng đem Diệp Thần trói buộc ở, càng đem bọc như nhộng vậy cố đứng yên tại chỗ lên, khó mà nhúc nhích. Hắn hai tay cầm hỗn nguyên côn, sau lưng săn hổ hư ảnh nhanh chóng ngưng tập hợp ra, hoàn toàn bùng nổ huyết mạch lực, càng đem huyết mạch lực dung nhập vào hỗn nguyên côn trong, cần phải xúc thế đánh chết Diệp Thần, tiểu tạp chủng, đừng vùng vẫy. Diệp Thí Thiên, hèn mọn hạ cùng tạp chủng, cũng dám khiêu khích ta người chấp pháp. Đáng chết, nếu không phải đại nhân lên tiếng, ta nhất định bắt sống ngươi, để cho ngươi thử nghiệm ta thiên linh thành các loại cực hình. Bên cạnh dịch quán bên trong, ba vị thần vương cảnh hộ pháp sắc mặt không thay đổi, chính giữa một vị người mặc áo bào tím tím tháng hộ pháp cười nói, trắng tháng, xem ngươi tới đoán 3 phút, là không đến được. Cái này Diệp Thí Thiên, sợ là nửa phút cũng không tránh thoát, chỉ cần La Thư Nguyên xúc thế hoàn thành, một côn đánh ra, đủ để đánh chết nhập thần cảnh tầng 6 thiên. Huống chi là cái này đế tôn cảnh tầng 8 ngày thấp võ vị diện đồ. Trắng tháng ánh mắt lóe lên, nhìn về phía Diệp Thí Thiên, khẽ lắc đầu, có chút than thở. Tốt giỏi một cái thấp võ vị diện người, không suy nghĩ mạnh mẽ, không suy nghĩ an phận thủ thường, tìm cái thế lực đầu dựa vào. Lại còn dám khiêu khích người chấp pháp. Cho dù người chấp pháp mạnh mẽ, gạt yếu sợ mạnh, nhưng cũng không phải là hắn cái này một người yếu, có thể khiêu khích. Nguyên lấy là tới một có nhìn xa trông rộng thiên tài. Không nghĩ tới, tới nhưng là cái tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Diệp Thí Thiên, chịu chết đi ngươi. La Thư Nguyên giơ lên xúc thế hoàn thành hỗn nguyên côn, bay lên không nhảy ra, một côn đập rơi xuống, có thái sơn áp đỉnh thế. Côn thân lại là bộc phát ra vô số ánh sáng màu trắng chạch, hóa thành thành nhất trọng trọng màu trắng búa sắt, đón thêm liền hội tụ ở một nơi, kể cả côn thân cùng nhau đập rơi xuống. Như vậy nhất kích, thần ma khó tránh. Ngay cả là nhập thần cảnh hậu kỳ, đối mặt ta như vậy nhất kích, còn muốn trọng thương. Thật không biết ngươi tên tiểu tạp chủng này, ở đâu ra sức tự tìm cái chết. Phịch, chỉ nghe gặp một đạo tiếng nổ truyền ra. Diệp Thần kim thân hiển hóa, một phương tay ra, lại bằng như vậy bắt được hỗn nguyên côn, kim thân cánh tay toát ra đạo đạo cương khí, tiếp liên phá bể màu trắng búa sắt, uy thế mạnh mẽ, muôn vàn khó khăn cùng chống lại. Hắn xoay người lấy ra diệt hồn ma thần thương, một nhát thương đâm ra thật giống như xuyên phá cửu trọng thiên khuyết vậy, trực tiếp xuyên qua La Thư Nguyên ngực, cánh tay múa đem đóng xuống đất, ngay sau đó nắm chặt đầu thương, chấn bạo liền La Thư Nguyên thân xác. Làm xong hết thảy các thứ này, Diệp Thần nhưng là khua kiếm chỉ Thiên Nguyên, nói, ngươi không xứng là người chấp pháp, thần vương cảnh cường giả có thể tùy ý giết hại, nhập thần cảnh và đế tôn cảnh thì không thể. Mà ngươi cùng càng muốn tới chấp này cùng nghiêng pháp, không bằng không chấp, nếu dám tiếp tục, ta một người chu diệt các ngươi. Muốn chấp pháp, có thể. Các ngươi đối xử bình đẳng, ai cũng đừng giết lung tung. Hoặc là không chấp pháp, ai giết ai. Cùng ngươi không liên quan. Diệp Thí Thiên, ngươi thật là to gan. Thiên Nguyên hốc mắt thâm thúy, mi chân ác liệt, nói, ngươi dám giết ta thuộc hạ, còn lớn hơn gây thiên linh thành. Hắn khẽ nâng lên tay trái, lòng bàn tay bay múa vô số cánh hoa, dần dần ngưng kết là một chuôi màu sắc rực rỡ trường thương, chỉ Diệp Thần, nói ta trả lời ngươi vấn đề, chúng ta người chấp pháp, chính là chỉ chấp nhập thần cảnh và đế tôn cảnh pháp. Linh võ đại lục, người mạnh là vua. Cường giả nên có đặc quyền, cường giả giết ngươi các loại, ngươi cùng tên yếu chỉ có thể ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Bây giờ, ta lấy cường giả thân phận, muốn chu diệt ngươi Diệp Thí Thiên, bỏ mặc ngươi có tội hay không, ngươi vậy nhất định phải chết. Người mạnh là vua. Cường giả thì có đặc quyền, cường giả chính là trời. Cái gọi là chấp pháp, cái gọi là pháp độ, chính là quản thúc người yếu chế độ thôi. Mà một mình ngươi tên yếu dám can đảm khiêu khích. Hôm nay ắt sẽ ngươi chu diệt đến đây,
nếu không ngày sau ta Thiên Linh Thành, như thế nào quản lý càng hơn tên yếu. Ngươi, không đủ phong độ. Kêu các ngươi thành chủ đi ra, còn thiếu không nhiều. Lời này vừa nói ra, nhất thời một phiến xôn xao. Cố nhiên Diệp Thần mới vừa rồi cực kỳ cường thế. Nhưng là giờ phút này đối mặt nhưng mà nhập thần cảnh đỉnh cấp Thiên Nguyên à. Cái này Diệp Thí Thiên, sợ không phải ngu si chứ. Lấy đế tôn cảnh tầng 8 ngày tu vi, lại có thể coi thường nhập thần cảnh tầng 9 ngày Thiên Nguyên thống lĩnh. Tự tìm cái chết cũng không thể như thế tìm đi. Chung quanh hàng ngàn hàng vạn người dân, trong đầu đều hiện lên ra nghĩ như thế nào pháp, một người đến từ đê tiện hạ cùng thế giới đổ, lại còn muốn khiêu khích Thiên Nguyên đại nhân. Còn kêu ồn ào thành chủ tới, mới có thể và hắn đánh một trận. Xem ra, Diệp Thí Thiên không chỉ là người ngu ngốc. Lại là một không biết trời cao đất rộng kẻ ngu. Đi chết đi. Giết ngươi, xem ngày sau ai dám quấy rối. Thiên Nguyên tay cầm hoa bắn chết ra, một cổ uy thế sừng sững ra, có vang trời khả năng, kèm theo vô số cánh hoa phiêu bay. Rào rào. Một cổ thương sóng từ hoa trong súng bắn ra, vạch qua giữa không trung. Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, lộ ra kim thân, cuồng bạo khí huyết chọc trời ra, diệt hồn ma thần thương sau đó đâm ra, hai cổ thương sóng va chạm chung một chỗ, dư âm chấn động bốn phía, càng đem Diệp Thần đánh lui mấy chục mét. Phốc, thật là mạnh. Diệp Thần lau chùi thần giác máu tươi, tay trái nắm quyền, tay phải cầm thương, lại lần nữa giết đi ra ngoài. Thiên Linh Thành nhập thần cảnh tầng 9 thiên đỉnh cấp. Đúng là so Linh Thành nhập thần cảnh tầng 9 thiên cường đại hơn được hơn, Thiên Nguyên chiến lực thậm chí là lúc ấy Lý Giai Vĩ gấp mấy lần lớn, huống chi đánh lại cầm bán thần vương khí, chiến lực lại là vô cùng cường đại. Bình bịch bịch, bịch bịch, Thiên Nguyên một thương một súng đụng chạm, cứng đối cứng, Diệp Thần hiển nhiên có chút mệt mỏi. Thiên Nguyên xoay người một quyền đem Diệp Thần đập lui lại mấy bước, cười to nói, hèn hạ đồ, còn muốn và ta so chiêu. Thật lấy là mình là nhân vật lợi hại gì? Xem ngươi đế tôn cảnh tầng 8 trời, chiến lực chỉ ít sánh bằng nhập thần cảnh tầng 7 thiên. Ở thấp võ vị diện, ngươi còn coi là món đồ. Nhưng ở chỗ này, chính là trong phế vật phế vật. Bình bịch bịch, bịch bịch, Thiên Nguyên liên tục đánh ra mấy chục thương, hơi thở cực kỳ khủng bố. Hây hây, xem những thứ này thấp võ vị diện hèn mọn đồ. Lại dám khiêu khích Thiên Nguyên đại nhân, không chết cũng không được. Đúng vậy, bất quá xem hắn thân xác không kém, nếu không đã sớm bị Thiên Nguyên đại nhân đánh chết. Thân xác mạnh mẽ thì như thế nào, vừa không có cường đại bối cảnh, sớm muộn là một chữ chết. Xem, nhiều ít chiêu sau đó, Diệp Thí Thiên chết. 15 chiêu đi, 10 chiêu chừng. Quần chúng bàn luận sôi nổi, ở trong mắt bọn họ. Diệp Thần đã tương đương với người chết. Bây giờ, bất quá là phỏng đoán Diệp Thần nhiều ít chiêu sau chết đi thôi. Đi theo lại một đạo động trời tiếng nổ truyền ra. Lần này, Diệp Thần và Thiên Nguyên lại rối rít lui về phía sau mấy bước. Không phân cao thấp, nhưng là sự thật, Diệp Thần vết thương trên người nhưng nặng hơn. Thiên Nguyên con người đông lại một cái, căn bản không nghĩ tới hắn trong mắt con kiến hôi lại có mạnh như vậy chiến lực. Không có ai biết giờ phút này hắn trong lòng nhấc lên thế nào sóng gió kinh hoàng. Ngươi rốt cuộc là ai? Rác dưới vị diện làm sao có thể có loại này lực lượng? Chẳng lẽ ngươi ẩn núp tu vi? Giờ phút này, Diệp Thần nhưng là lau sạch máu tươi trên khóe miệng, từng bước hướng Thiên Nguyên đi tới. Rất nhanh bước chân dừng lại. Diệp Thần ngón tay bắt pháp quyết, một đạo to lớn che đậy trận pháp ngay tức thì tạo thành. Ngăn cách ngoại giới hết thảy. Trận pháp bên trong tựa như chỉ còn lại Diệp Thần và Thiên Nguyên hai người. Thượng cổ tuyệt khốn trận, chỉ có một người có thể sống đi ra trận pháp. Thiên Nguyên thấy một màn này, chân thực có chút nhớ nhung không rõ. Bởi vì trước mắt trận pháp không chỉ che đậy ngoại giới hết thảy, lại là chỉ có một người mới có thể rời đi. Đây là đối phương ở cho mình đào mộ phần. Ngươi muốn biết ta là ai? Đột nhiên Diệp Thần lên tiếng. Từng bước một hướng Thiên Nguyên đi tới. Trong thoáng chốc quanh thân quanh quẩn ra vô cùng vô tận ma khí, dưới chân hiện ra từng đạo ma quang, dần dần ngưng kết là một tòa càn khôn trận ấn, đỉnh đầu lại là trôi lơ lửng ba cái đại đạo. Một khắc sau,
hắn ấn đường chậm rãi xuất hiện ác ma mắt, vô số ma khí tràn vào ác ma mắt. Ác ma mắt chậm rãi mở ra, ngưng tụ ra nhất kích đao cương vạch qua giữa không trung, thật giống như diệt thế nhất kích. Ừ, đây là cái đồ gì? Thiên Nguyên thần sắc đại biến, vội vàng huy động vô số cánh hoa hội tụ thành một cánh hoa tường còn như trước người. Hắn cảm giác được một cổ cực hạn nguy hiểm, tiềm thức cao hơn hắn cái này đao cương rất nguy hiểm, thậm chí có thể gây tổn thương cho đạt tới hắn tánh mạng, lại không để phòng ngự, chính là hẳn phải chết. Đáng chết! Cái này hạ xuống tạp chủng, tại sao có thể có mạnh như vậy huyết mạch lực? Rốt cuộc là ai? Cái nào gia tộc cao cấp công tử, thất lạc ở thấp võ vị diện? Thôi, ngăn trở nói. Thương đoạn ngàn trần. Hoa vũ phân bay. Thiên Nguyên đồng thời sử dụng hai đại tuyệt chiêu, lại là nhín thời giờ trong cơ thể linh khí và hoa thương lực lượng, hội tụ ra một chuôi to lớn thương cương, xông về cầm vậy đạo ác ma đao cương, đồng thời linh khí tụ vào hoa tường bên trong, tăng thêm lực lượng phòng ngự. Phịch! Ác ma đao cương thẳng đem thương cương cắt ra, rồi sau đó đánh nát hoa vách đá, trực tiếp xuyên thủng Thiên Nguyên ngực. Nhất kích dưới, trực tiếp đem Thiên Nguyên bị thương nặng, đánh được lại không chiến lực có thể nói. Cùng thời khắc đó, thượng cổ tuyệt khốn trận trực tiếp bị Diệp Thần lực lượng phá vỡ. Coi thường trận pháp quy tắc, nhưng là làm mọi người thấy một màn trước mắt, hoàn toàn giật mình. Chỉ vì là đứng nơi xa thanh niên căn bản không phải Thiên Nguyên, mà là cái đó từ thấp võ vị diện đi lên hèn mọn con kiến hôi. Diệp Thí Thiên, cái gì? Không thể nào. Hai vị nhập thần cảnh tầng 7 ngày đội trưởng lại là thần sắc hoảng sợ đến mức tận cùng. Con người tựa như đều phải nổ tung. Thiên Nguyên đại nhân, tại sao sẽ đột nhiên gian đánh bại? Thiết thiết thực thực đánh bại à? Bọn họ đột nhiên nghĩ đến cái gì? Diệp Thí Thiên ra tay trước nói thân phận mình, chẳng lẽ hắn là thân phận tôn quý người? Không chọc nổi tồn tại. Mọi người cảm nhận được Diệp Thần chiến lực, đây là một loại đến từ linh hồn chỗ sâu sợ hãi. Mấu chốt một người đến từ thấp võ vị diện đế tôn cảnh làm sao có thể trọng thương Thiên Nguyên. Cố nhiên quá trình này bọn họ không thấy. Nhưng là trước mắt kết quả cho bọn họ quá lớn rung động. Cái này kêu Diệp Thí Thiên người rốt cuộc lai lịch ra sao? Chẳng lẽ là linh võ đại lục gia tộc lưu lạc thấp võ vị diện con cháu? Có thể. Chúng ta mặc dù không có thấy bên trong tình huống, nhưng là tên này bùng nổ lực lượng tựa hồ huyết mạch không kém. Thấp võ vị diện cái loại đó con kiến hôi làm sao có thể có loại này huyết mạch lực. Không thể nghi ngờ, cái giải thích này nhất có sức thuyết phục. Nghĩ rõ ràng hết thảy, mọi người nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt cũng thay đổi. Đụng, Thiên Nguyên thân thể rớt rơi trên mặt đất, nếu như bao bố rách vậy, phun ra máu tươi, bị thương vô cùng là nghiêm trọng. Không mấy trăm hơn ngàn năm, hiển nhiên là không thể nào khôi phục. Thiên Nguyên tròng mắt lạnh như băng ngưng mắt nhìn Diệp Thần, tựa hồ phát giác cái gì, nhưng là vào thời khắc này cười lên. Diệp Thí Thiên, người có biết tổn thương ta là cái gì giá phải trả? Hôm nay, người đừng hòng rời đi nơi đây. Ta không chỉ sẽ để cho ngươi chết không có chỗ chôn, ta còn sẽ phái người đi ngươi thấp võ vị diện tìm và bất kỳ cùng ngươi có liên quan người. Từng cái giết hết, đây chính là đắc tội ta Thiên Nguyên kết quả. Diệp Thần vốn không muốn lại gây chuyện. Nhưng là giờ phút này nghe được Thiên Nguyên mà nói, trong mắt hắn ngay tức thì thoáng qua một đạo hàn quang. Vô cùng lạnh như băng và là máu. Hắn từng bước một hướng Thiên Nguyên đi tới. Nhưng mà, ngay tại lúc này, một đạo kinh thiên nộ hống từ thương khung chỗ truyền tới. To gan! Tại Thiên Linh Thành, còn dám tổn thương người ta. Một đạo giơ lên trời chợt quát tiếng truyền tới. Một vị trong hắc bào người đàn ông đạp không tới. Quanh thân quanh quẩn màu đỏ cương khí, bất ngờ chính là thần vương cảnh cường giả, cũng là Thành Thiên Linh thành chủ. Thành Thiên Linh ở linh võ đại lục vô cùng nhỏ bé. Nhưng là người đứng đầu một thành uy tín không cho phép nghi ngờ. Thần vương cảnh ngũ tầng thiên thành chủ, như vậy tu vi chính là trăm tông cũng không dám thờ ơ hắn. Hôm nay, dám can đảm có người ở hắn trong thành trì quấy rối, lại là đánh chết hắn dưới quyền, tất giết liền. Tiểu súc sinh, ta bỏ mặc ngươi tới từ nơi nào, đứng sau lưng dạng gì tồn tại, trở xuống cùng thân phận, hạ cùng cảnh giới, ở ta Thành Thiên Linh làm loạn, chính là hẳn phải chết. Thành Thiên Linh thành chủ ánh mắt thâm thúy,
nếu như thần vương vậy, mắt nhìn xuống Diệp Thần đạt tới tất cả mọi người, thật giống như ở mắt nhìn xuống mình con dân vậy. Hắn hơi vẫy tay, trong tay xuất hiện một chuôi đoản đao, thân đao tản mát ra hiển hách thần uy. Vô tận uy áp chỉ như vậy hướng Diệp Thần bao phủ đi. Thằng nhóc, không tốt. Là thần vương cảnh cường giả. Luân hồi mộ địa bên trong Niếp Bách Kiếm nhanh chóng nói, người mau rút lui, chúng ta dành cho ngươi một số lực lượng. Lấy chúng ta lực lượng bây giờ, cho dù ngăn trở cái này, vậy còn sẽ có những thứ khác thần vương cảnh chạy tới. Hôm nay, người mũi nhọn quá lộ. Được. Diệp Thần vốn định đối kháng người chấp pháp mà thôi, lại không nghĩ rằng thành chủ lại có thể tự mình ra tay. Một chọi một mình đấu, đánh chết La Thư Nguyên, đánh bại Thiên Nguyên, lại có thể lại tới cái mạnh hơn. Đây là ra ngoài ý liệu của hắn sự việc. Đối mặt nhập thần cảnh, cho dù là cường giả đỉnh phong, hắn đều có đánh một trận vốn. Nhưng đối mặt thần vương cảnh, thời khắc này Diệp Thần tự nhiên không có tư cách. Cũng may hắn có luân hồi mộ địa. Một khắc sau, Diệp Thần quanh thân hiện ra vô số linh khí, hơi thở ổn định leo lên, ở mọi người ánh mắt hoảng sợ bên trong, lại đem cảnh giới tăng lên tới thần vương cảnh nhị tầng thiên, nhưng chỉ là ngắn ngủi có thần vương cảnh nhị tầng thiên chiến lực, cũng không phải là thật là cảnh giới này. Những thứ này đều là luân hồi mộ địa đại năng cho hắn lực lượng. Có thể như vậy, đối mặt thần vương cảnh ngũ tầng thiên thành chủ, như cũ khó có phần thắng có thể nói. Tình hình bây giờ, rút lui. Lại có thể dùng bí pháp tăng lên tới thần vương cảnh. Thế gian lại có bí pháp có thể vượt qua hai cái đại cảnh giới. Xem ra, người lá bài tẩy còn không thiếu, lại có thể có như vậy nghịch thiên bí pháp. Bất quá, chết ở ta trong tay, không uổng phí ngươi trước đây vậy lần coi như. Thành Thiên Linh thành chủ ngay tức thì ném ra tay trái trong lòng bàn tay đoản đao, sau lưng một cái kinh khủng thần vương đạo hiển hóa ra, chính giữa lao ra vô số lửa cháy mạnh lực, toàn bộ hội tụ ở đoản đao trên, cần phải nhất kích tiêu diệt Diệp Thần. Thần vương đạo, thoát thai tại đại đạo, uy năng lại vượt xa trên đại lộ, xem hình dáng Thành Thiên Linh thành chủ tu là lửa lớn nói, bây giờ lửa thần vương đạo, vô số lửa cháy mạnh lực ghé vào đoản đao trên. Lại huyễn hóa ra một con liệt diễm phượng hoàng, nghịch thiên liều chết xung phong đi. Hiển nhiên, chuôi này đoản đao, cũng là thần vương khí. Rào 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 rào. Rào 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 rào. Liệt diễm phượng hoàng vạch qua không trung, tựa hồ đem bạch chỉ thương khung cũng hóa thành màu lửa đỏ, thậm chí còn bạch vân đều bị cháy, lại là rơi xuống vô số tia lửa, mỗi một giọt tia lửa tựa như cũng do như tinh thần rơi xuống vậy. Trên mặt đất đập ra từng cái trong cái hố sâu. Thành chủ ra tay. Thành Thiên Linh thành chủ ra tay. Diệp Thí Thiên hẳn phải chết. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không thiếu dân chúng lời nói, rối rít sử dụng tiên khí của mình, chống đỡ mở một cái bảo vệ che chở, ngăn cản tia lửa nhỏ xuống, có thể tia lửa cùng bảo vệ che chở va chạm, như cũ chấn động suốt đạo đạo uy lực còn lại, làm được mọi người lòng vẫn còn sợ hãi. Thật may à. Thật may thành chủ không có đối với chúng ta ra tay, chỉ là những thứ này rơi xuống tia lửa, chúng ta đều khó chịu đựng. Nếu là bị đầu kia liệt diễm phượng hoàng đánh, dù là thần vương cảnh sơ kỳ cường giả cái thế, cũng được tại chỗ mất mạng à. Không tốt, cái lão gia hỏa này xuống tay độc ác. Phải được lui. Diệp Thần ánh mắt nặng nề, tay phải cầm diệt hồn ma thần thương, không ngừng tích góp ác ma khí, đồng thời mượn ma khí và linh khí lực lượng. Xúc thế bùng nổ nhất kích. Đồng thời hắn tay trái lấy ra 5 cái linh châu, là 7 đêm thần quân dạy hắn ngũ hành linh châu trận. Thần vương cảnh trung kỳ Thành Thiên Linh thành chủ, cho dù chỉ là tùy ý nhất kích. Nhưng đối với Diệp Thần mà nói, đều là chí mạng nguy hiểm. Như vậy, phải bùng nổ 2 chiêu, một chiêu ngăn cản trước mắt bay tới liệt diễm phượng hoàng, một chiêu đánh lui Thành Thiên Linh thành chủ, mới có thể rút lui. Cho dù lại kinh sợ, lại còn không cam lòng, vậy được rút lui. Cái lão gia hỏa này, ỷ mạnh hiếp yếu, lấy thần vương cảnh trung kỳ đánh ta đế tôn cảnh hậu kỳ. Thật là quá vô sỉ. Chờ ta lên cấp nhập thần cảnh, lại tới tìm hắn tính sổ. Rào 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 rào. 5 viên linh châu bay lên trời, toát ra ngũ sắc quang hoa. Hệ lửa linh châu thả ra vô số lửa cháy mạnh, hóa thành một đầu lửa cháy mạnh thần phượng giết ra. Có nghịch thiên khí sát phạt, uy năng không thể so với liệt diễm phượng hoàng kém nhiều ít.
Tươi ngon mỏng nước châu hóa thành một đầu thủy long, thân rồng lóe lên vô số sáng bóng, nếu như sắt thép trường thành vậy, nghiền giết đi. Kim Mộc Linh Châu hóa thành một cái trăm trượng người khổng lồ hư ảnh, tay cầm song kiếm giết ra, vạch qua thương khung, khí thế huy mãnh. Cuối cùng là Thổ Linh Châu, lấy hậu thổ đất đai làm căn cơ, dẫn động bốn phía rồng đất khí, hội tụ ra một đầu ma nghiêu, giống vậy bay ra. Mất đi ma thương. Ngũ hành Linh Châu. Đi. Diệp Thần toàn lực bùng nổ, chợt huy động diệt hồn ma thần thương, sử dụng một thương, bốn phương ma khí ngang dọc. Đầu thương bắn nhanh ra một đạo sáng bóng, tựa hồ muốn ngược dòng mất đi thời gian vậy, vô số mất đi Phật văn quanh quẩn bốn phía. Bình bịch bịch, hai loại công kích va chạm, sinh ra một cổ cực hạn nổ. Ngũ hành linh châu biến thành bốn tôn hư ảnh cùng liệt diễm phượng hoàng chung nhau nổ tung, hóa thành đầy trời mảnh vỡ phân bay, như vậy nhất kích, lại có thể đánh bay một chuôi thần vương khí. Nhưng dư âm nhưng đem Diệp Thần chấn động được bị thương nặng. Trên người quần áo bỗng nhiên vỡ vụn, đạo đạo vết thương nhìn thấy mà giật mình. Không thể lại đánh lâu đi xuống, nếu không hẳn phải chết. Phịch. Đối diện, vậy đạo mất đi ma thương, trực tiếp chạm được thành thiên linh thành chủ bả vai, đem đánh lui 10 bước. Giờ khắc này, cho dù đã sớm có chuẩn bị tâm tư, thành thiên linh thành chủ trong lòng vẫn là tung lên sóng gió kinh hoàng. Hắn chưa từng nghĩ qua. Mình sẽ bị một cái đế tôn cảnh đánh lui như thế nhiều bước. Mấu chốt vẫn là dưới con mắt mọi người. Cái này phải hắn thành chủ oai nơi nào sắp đặt. Hắn trong lòng dấy lên lửa tức giận, cả khuôn mặt đều tối. Phốc, xiết Diệp Thí Thiên. Tất cả mọi người ra tay, không thể để cho hắn ngày rời đi linh thành. Thành thiên linh thành chủ cúi đầu, thần sắc càng phát ra hoảng sợ, mình bán thần vương khí khôi giáp, lại có thể bị đánh nát. Hắn vốn là còn muốn tái chiến, nhưng lại cảm giác được một cổ đau đớn kịch liệt cảm, cúi đầu vừa thấy bả vai trái vết thương, lại có thể đang nhanh chóng ăn mòn chính giữa, mình thọ nguyên lại có thể đang yếu bớt. Mất đi lực. Diệp Thí Thiên tên tiểu tạp chủng này. Lại có thể biết tịch diệt chi đạo, muốn mất đi ta thọ nguyên. Đáng hận, đáng chết. Lúc này, thành thiên linh thành chủ điều động linh khí ức chế mất đi Phật văn lực lượng, nhưng là không thể xuất thủ nữa. Hắn nhìn muốn rời đi Diệp Thần, giận dữ hét tất cả người chấp pháp, trên, Diệp Thí Thiên ngày rời đi Linh Thành, các ngươi toàn bộ đều phải chết. Diệp Thí Thiên, tiểu tạp chủng, lại dám tổn thương ta. Không đem lột da rút gân, không rõ ràng mối hận trong lòng. Tuân lệnh, thành chủ, giết Diệp Thí Thiên, giết Diệp Thí Thiên. Thành hơn trăm ngàn người chấp pháp chen nhau lên, nhanh chóng chạy tới cửa thành lầu dưới. Chính giữa còn có ba vị nhập thần cảnh 9 tầng thiên người chấp pháp, cùng với 300-400 vị nhập thần cảnh chen nhau lên, không tin giết không chết một người bị thương nặng Diệp Thí Thiên. Diệp Thí Thiên, cho dù mạnh hơn nữa, khá vậy bị thành chủ bị thương nặng. Chúng ta ra tay, ắt phải đánh chết hắn. Còn truy đuổi. Diệp Thần nhìn cảnh tượng phía sau, trong mắt thoáng qua một đạo kiên quyết. Hắn lực lượng đang nhanh chóng biến mất. Không chỉ như vậy. Vết thương chồng chất. Bước vào linh võ đại lục, không sợ cường quyền, không có sai. Đây là hắn Diệp Thần nói. Nhưng là giống vậy cần ẩn nhẫn. Hắn tới đây chính là vì trở nên mạnh mẽ. Dưới mắt, hắn phải còn sống rời đi. Đối mặt như thế nhiều cường giả đánh thẳng tới, Diệp Thần trong đầu đột nhiên hiện ra ba chữ. Ngàn binh bảo. Diệp Thần nhảy xuống, rơi vào bên ngoài thành. Sừng sững gian cầm ra hơn ngàn kiện cửu phẩm linh khí, 200 hơn kiện không lành lặn tiên khí, một cổ não trực tiếp ném tới phía sau, mình xoay người chạy, đợi đến khoảng cách an toàn, lại dẫn bảo. Thứ gì? Tiên khí? Linh khí? Cái này Diệp Thí Thiên rất rộng rãi à, lại muốn phải dùng tiên khí thu mua chúng ta. Trong đám người, mấy chục người chấp pháp tiếp nhận Diệp Thần ném bay tới tiên khí và linh khí một mặt mờ mịt. Làm sao? Đường chạy thời điểm, tung tiên khí, lấy là chúng ta sẽ nhặt tiên khí và linh khí. Không đuổi giết ngươi. Tên ngu ngốc này, giết hắn, những thứ này tiên khí một loại là chúng ta. Đúng, đuổi theo làm thịt hắn. Giết. Giữa lúc mấy trăm số người chấp pháp, cũng vọt tới bên ngoài thành sau đó, vừa vặn thuộc về tiên khí và linh khí tán lạc phạm vi bên trong. Chỉ thấy được xa xa Diệp Thần ngón tay bắt pháp quyết.
linh hồn lực phun trào, đột nhiên, một tiếng quát to, ngàn binh bạo. Oanh oanh oanh, oanh oanh, chợt, từng đạo tiếng nổ truyền ra, vô số bụi mù cũng dậy, rất nhanh máu tươi tung tóe, từng cái người chấp pháp bị nổ đạt được chỗ loạn bay. Còn có người trực diện linh khí và tiên khí tự bạo sau đó, tại chỗ liền bị sóng trùng kích xóa bỏ, lớn như vậy thành thiên linh cổng nam, đều bị nổ hư gần nửa. Như vậy một bạo, mọi người hoảng sợ. Đến khi dân chúng và một ít tán tu, tông phái đệ tử chạy tới bên ngoài thành lúc, nhìn thi thể đầy đất, và rên thống khổ người chấp pháp, thần sắc hoảng sợ. Mặc dù người chấp pháp hàng năm lạm sát kẻ vô tội, bọn họ cũng hận thấu xương. Nhưng là như vậy hình ảnh, hay là để cho tâm thần mọi người run rẩy à? Diệp Thí Thiên, lại có thể tự bạo như thế nhiều tiên khí và linh khí. Làm sao làm được à? Nổ binh khí, không phải bản thể vậy sẽ bị thương nặng à? Diệp Thí Thiên làm sao có thể nổ nhiều lính như vậy khí, còn chưa chết, còn chạy được nhanh như vậy? Thành chủ, Diệp Thí Thiên nổ vô số tiên khí và linh khí, đưa đến chúng ta người chấp pháp tổn thất thảm trọng. Một cái nhập thần cảnh 9 tầng thiên người chấp pháp may mắn chạy tới. Hắn lúc ấy chạy được chậm, vừa vặn thuộc về bùng nổ phạm vi bên bờ, giờ phút này nhưng cũng là bị dư âm nổ chấn động được cả người máu tươi, thống kê một phen tình huống, liền tới báo cáo thành chủ, ta người chấp pháp tổn thất thảm trọng, 500 vị đế tôn cảnh người chấp pháp, không một người may mắn còn sống sót. 400 vị nhập thần cảnh người chấp pháp, trọng thương 300, bị thương nhẹ 100. Nhập thần cảnh hậu kỳ 15 đội chấp pháp dài, bao gồm ta ở bên trong, toàn bộ trọng thương. À, Diệp Thí Thiên, thành thiên linh thành chủ bay lên trời, sau lưng nổ ra vô số sấm sét, giận dữ hét, bắt đầu từ bây giờ, thành thiên linh trên dưới tất cả trực thuộc thế lực, cho ta đuổi giết Diệp Thí Thiên. Diệp Thí Thiên, ta người chấp pháp đội ngũ à, như thế nhiều người chấp pháp đội ngũ, ngươi lại dám tự bạo tiên khí sát thương bọn họ. Ngươi tự tìm cái chết. Bổn thành chủ tất diệt ngươi. Thành thiên linh thành chủ suýt nữa tức điên đã qua, những thứ này người chấp pháp nhưng mà thân binh của hắn thủ hạ à. Hắn trên danh nghĩa là thành thiên linh thành chủ, nhưng lại là Bắc Cung gia tộc cắt cử thành chủ à, chỗ tòa này thành thiên linh cũng không phải là hắn tư nhân sản vật, cái này ngàn người tả hữu người chấp pháp, mới là hắn chân chân chính chính thân binh vệ đội à. 1000 tên người chấp pháp, 500 vị đế tôn cảnh đỉnh cấp, 500 vị nhập thần cảnh. Chính giữa 4 vị nhập thần cảnh 9 tầng thiên đỉnh cấp thống lĩnh, còn có đang bế quan 2 vị thần vương cảnh sơ kỳ phó thành chủ. Đây chính là hắn toàn bộ gia tài, nhưng mà Diệp Thí Thiên tới một cái, trực tiếp đem hắn người chấp pháp đội ngũ phế. Không sai, nổ hơn 1000 kiện linh khí, 200 kiện không lành lặn tiên khí. Trực tiếp nổ chết 500 vị đế tôn cảnh người chấp pháp, lại là bị thương nặng những thứ khác nhập thần cảnh người chấp pháp. Nếu không phải còn có một đội trăm người nhập thần cảnh người chấp pháp không có tới, sợ rằng tổn thất còn muốn nặng hơn một ít. Còn như bị nổ bị thương 400 người chấp pháp, không có mười mấy năm thời gian, cũng căn bản không cách nào khôi phục. Giống như là một đêm trở lại trước giải phóng. Làm cố gắng mấy chục năm công phu, mai kia toàn phế. Lão Phu, từ Bắc Cung gia tộc chạy tới thành thiên linh sau khi nhậm chức, chưa bao giờ có này vô cùng nhục nhã. Hai vị phó thành chủ, đi ra. Thành thiên linh thành chủ quát to một tiếng, kêu gọi tới hai vị phó thành chủ, cùng với ngoài ra trăm vị người chấp pháp. Hắn tàn bạo ánh mắt ngưng mắt nhìn bọn họ, nói, bây giờ, cái tên này kêu Diệp Thí Thiên thấp võ vị diện tạp chủng, dám can đảm hủy ta thành thiên linh người chấp pháp. Bây giờ, tất cả người chấp pháp, có thể nhúc nhích có thể chạy người chấp pháp. Bao gồm hai vị phó thành chủ, ba vị nhập thần cảnh 9 tầng thiên đô thống. Toàn bộ ra khỏi thành chu diệt Diệp Thí Thiên. Diệp Thí Thiên, sống thì thấy người, chết phải thấy thi thể. Tuân lệnh, thành chủ. Hai vị thần vương cảnh nhị tầng thiên phó thành chủ, lúc này vẫn còn có thể động một ít người chấp pháp ra khỏi thành. Thành thiên linh thành chủ nhìn về phía những thứ khác tán tu, cùng với những tông phái khác đệ tử, bao gồm vậy ba vị dịch quán trung thần vương cảnh hộ pháp, nói, bắt đầu từ bây giờ. Ta thành thiên linh chính thức hạ lệnh tập tóm Diệp Thí Thiên. Diệp Thí Thiên là thấp võ vị diện hèn mọn tạp chủng, hiển nhiên mới vừa rồi sử dụng mật pháp lá bài tẩy, thực lực chân thật, bất quá là đế tôn cảnh tầng 8 thiên mà thôi.
Lấy hắn bây giờ thương thế, khẳng định không có tư cách phản kháng. Cho nên các vị, phàm là đánh chết Diệp Thí Thiên người, ta trọng thưởng một kiện cấp một thần vương khí. Phàm là bắt sống Diệp Thí Thiên người, ta trọng thưởng một kiện tam phẩm thần vương khí. Tam phẩm thần vương khí. Treo giải thưởng một cái đế tôn cảnh tầng 8 ngày thấp võ vị diện người. Có thể nói lần đầu tiên một lần đầu. Thấp võ vị diện người, chớ nói chỉ bị treo giải thưởng, đắc tội người đều có thể mất mạng tại chỗ, có thể bị người đứng đầu một thành treo giải thưởng, lại là chưa bao giờ nghe, gặp nơi không thấy chuyện hiếm, lúc này liền có trên trăm tán tu ra khỏi thành. Bọn họ đều là nhập thần cảnh sơ kỳ, trung kỳ tu vi. Tự nhận là đuổi giết một cái bị thương thật nặng đế tôn cảnh tầng 8 ngày tiểu tử, tuyệt đối không có vấn đề. Vậy thì đa tạ thành chủ. Như vậy treo giải thưởng, chúng ta ứng. Không qua một cái nho nhỏ thấp võ vị diện hèn mọn người mà thôi, ta là máu thành nhỏ đệ tử, vì thiên linh thành thành chủ bắt tới. Thành thiên linh thành chủ, ta kim đao môn đệ tử, là ngươi bắt tới. Thành thiên linh thành chủ, ta chân võ điện đệ tử, là ngươi chộp tới. Thành chủ, ta bắt đầu cửa nhiều người, tất nhiên ở trong vòng một ngày. Đem Diệp Thí Thiên bắt từng giết tới. Trong chốc lát, không thiếu môn phái đệ tử rối rít đáp lại, đối với bọn họ mà nói, bắt giết một cái Diệp Thí Thiên, không phải chuyện dễ dàng à. Ngay trong bọn họ không ít là nhập thần cảnh trung kỳ, thậm chí có nhập thần cảnh hậu kỳ, nắm giữ tám cửu phẩm tiên khí người. Dĩ nhiên tự tin, có thể bắt giết Diệp Thần. Thấp võ vị diện người, chút nào không bối cảnh có thể nói. Hèn mọn tạp chủng. Lá bài tẩy đã dùng. Lại là trọng thương trong người. Ba loại vấn đề, mọi thứ có thể chết người. Mỗi một dạng đều đủ để chết, ra môn phái đệ tử nếu là liền như vậy cũng bắt không lấy được, há chẳng phải là để cho người làm trò cười cho thiên hạ. Huống chi, đánh chết Diệp Thí Thiên. Còn có thể được cấp một thần vương khí. Bắt sống Diệp Thí Thiên, lại là có thể được tam phẩm thần vương khí à? Trăm tông đệ tử. Có nhiều ít không có thần vương khí à? Chí ít chiếm cứ chín thành nửa trở lên, chí ít sẽ có mấy ngàn đệ tử đối với Diệp Thần ra tay, muốn bắt cầm đi đổi thần vương khí. Có một kiện thần vương khí, coi như có thể để cho thực lực đại tăng, ba ngày sau ở trên lôi đài, vậy sẽ lấy được tốt hơn hạng. Được, đa tạ chư vị. Ta Thiên Nguyên liền ở phủ thành chủ, chờ các vị nắm Diệp Thí Thiên trở về. Thành Thiên Linh thành chủ ôm quyền tỏ ý. Chợt lui về phủ thành chủ, thương thế trên người như cũ chưa lành. Nếu không, hắn đã sớm đánh ra bắn chết Diệp Thần, cần gì phải tuyên bố treo giải thưởng. Thành Thiên Linh thành chủ sau khi rời đi, lúc này liền có thiên vị tông phái đệ tử, ghi danh sau liền vội vàng đuổi ra thành đi, muốn nắm cầm Diệp Thần. Dịch quán bên trong, Bạch Nguyệt hộ pháp nhìn trước mắt hết thảy các thứ này, âm thầm thở dài một tiếng, hơi nói nhỏ, như tình huống như vậy, Diệp Thí Thiên. Sợ rằng không trốn thoát. Nguyên lấy là, Diệp Thí Thiên là không biết trời cao đất rộng người. Không nghĩ tới, thật là có một ít lá bài tẩy. Nhất là mới vừa rồi liều mạng bộc phát ra thần vương cảnh hơi thở và chiến lực, nếu không phải thành thiên linh thành chủ ra tay, bốn lớn chấp pháp độ ý cũng không ngăn được hắn. Bất quá giờ phút này mà, thành thiên linh thành chủ lấy thần vương khí là treo giải thưởng khen thưởng, Diệp Thí Thiên sợ rằng vẫn là khó mà chạy khỏi. Nếu không, để cho nó gia nhập ta chém ngày điện, cũng là vô cùng là tốt. Chí ít, ở ta chém ngày trong điện, còn không có mấy người đệ tử có thể xem Diệp Thí Thiên như vậy, bộc phát ra thần vương cảnh chiến lực. Đáng tiếc, như vậy mầm non, tự tìm đường chết. Bạch Nguyệt nhưng mà có chút than thở. Cảm thấy đáng tiếc. Ngoài ra hai vị hộ pháp, ghi danh xong liền 5-6 ngàn ghi danh người. Trong đó tím tháng hộ pháp cười nói. Giờ phút này khoảng cách Diệp Thí Thiên ra khỏi thành, đã qua 2 giờ lâu, ra đuổi theo giết Diệp Thí Thiên người, sợ rằng đã vạn, không cần bao lâu, Diệp Thí Thiên liền bị bắt trở lại, vào ngươi chém ngày điện, là không thể nào. Trừ phi kim đao môn, chân võ điện ra tay. Lấy thần vương khí làm chất dẫn, mới có thể cứu hắn, nếu không ai có thể cứu hắn. Ngoài ra một vị hộ pháp hừ lạnh một tiếng, nói chúng ta hay là làm tốt bản chức công tác đi. Lần này Bách Tông Càn Khôn thi đấu, thiên tài biết bao chi hơn, Diệp Thí Thiên, coi là không được cái gì. Ví dụ như Kim Đao Môn Mộc Phong, Chân Không Tự Niệm Tâm Hòa Thượng, Tử Lâm Tông Hà Hiên, Phi Hạc Điện Vương Bằng.
cái nào không phải thiên chi kiêu tử, nhập thần cảnh đỉnh cấp, có thể chiến thần vương cảnh tuyệt đại thiên kiêu. Diệp Thí Thiên, quá mức cấp tiến, quá mức ló đầu. Lấy ta cái nhìn, không tới trạng vạng tối, hắn hẳn cũng sẽ bị bắt trở lại. Nghe nói như vậy, Bạch Nguyệt hộ pháp than thở một tiếng, lắc đầu một cái, lời nói, Diệp Thí Thiên, nếu là có thể còn sống, tất bước lên địa bảng. Địa bảng, một cái ghi chép đế tôn cảnh đến nhập thần cảnh cường giả bảng danh sách. Trên thực tế, là phân làm thiên địa huyền hoàng bốn cái bảng danh sách, phân biệt ghi chép trăm tông sở hạt 10 thành, chu vi mấy chục ngàn cây số đất tất cả đế tôn cảnh đến nhập thần cảnh cường giả danh sách, do thống lĩnh nơi này Bắc Cung gia tộc nơi ban bố. Chính giữa lấy vàng bảng hạng là nhất hơn, ước chừng hơn 10.000 người, lên bảng danh sách thì đều là đế tôn cảnh hậu kỳ nhân vật. Thậm chí vàng bảng xếp hạng thứ nhất đế tôn cảnh 9 tầng thiên đỉnh cấp, có thể niết chiến nhập thần cảnh 3 tầng thiên cường giả, đối với người bình thường mà nói, đã là vô cùng là mạnh mẽ, nhưng cái này người nhưng là thành thiên linh một vị duy nhất đế tôn cảnh đội chấp pháp dài. Vị này đội chấp pháp dài, liên đới những thứ khác lên vàng bảng trăm vị đế tôn cảnh người chấp pháp, toàn bộ đều bị Diệp Thần nổ chết. Còn như thiên địa huyền tam bảng, phân biệt ghi chép nhập thần cảnh hậu kỳ 7 tầng 8 tầng 9 thiên, nhập thần cảnh trung kỳ 4 5 6 tầng thiên, nhập thần cảnh giai đoạn trước 1 2 3 tầng thiên cường giả, hạng có 1.000. Chính giữa, Kim Đao Môn Mộc Phong, Chân Không Tự Niệm Tâm Hòa Thượng, Tử Lâm Tông Hà Hiên, Phi Hạc Điện Vương Bằng Đợi một chút bốn người, cũng lấy nhập thần cảnh 9 tầng thiên đỉnh cấp chiến lực, tại thiên bảng lên hạng trước 20. Đại biểu mỗi cái đều có vượt cấp đối chiến thần vương cảnh sơ kỳ cường giả năng lực. Lấy Bạch Nguyệt hộ pháp cái nhìn, Diệp Thần cố nhiên là đế tôn cảnh tầng 8 trời, hẳn nhập vàng bảng, là vàng bảng thứ nhất. Nhưng là chiến lực chí ít sánh bằng nhập thần cảnh hậu kỳ, xếp xuống đất bảng trước 10, hẳn không phải là vấn đề. Thiên địa huyền hoàng 4 cái bảng danh sách, tổng cộng ghi vào 13.000 người, ở 10 tòa thành lớn, mấy chục triệu đế tôn cảnh, nhập thần cảnh trong biển người. Có thể vào trước 100.000, đều là người xuất sắc, huống chi chính giữa vào bảng danh sách cường giả. Địa bảng. Diệp Thí Thiên là thứ gì? Bất quá có một kiện thần vương khí mà thôi, có lẽ vẫn là may mắn có được ma khí. Tím Tháng Hộ Pháp nhìn hờ hững, nói, địa bảng bên trong đệ tử, cũng đều là hạng trước 50 tông phái đệ tử, người người trong tay đều có một kiện bát phẩm tiên khí trở lên, thậm chí bảng trước 100, mỗi cái đều có bán thần vương khí. Địa bảng trước 10, mỗi cái đều có thần vương khí. Diệp Thí Thiên, là thứ gì? Có thể vào huyền bảng, coi là không tệ. Bạch Nguyệt hộ pháp không có so đo, như cũ tiếp đãi tới ghi danh tông phái đệ tử và tán tu. Cổ Linh trong thành, một tòa trăm linh tiên các bên trong, tầng chót một cái thiếu nữ đồ trắng, nhẹ nhàng khảy đàn đàn cổ, trên gương mặt nhưng là hiện ra lau một cái rộn ràng ý, thỉnh thoảng đô la ầm lên, thật sự là, Trịnh Bá à? Vì sao nếu không phải là ta luyện đàn cổ à? Ta học là trường kiếm à? Muốn ta luyện đàn, ta thật không có thói quen, còn không bằng để cho ta luyện tập dùng tơ mang đánh người chứ. Hơn nữa, cha cũng vậy, bình trắng vô cớ cho ta đặt cái gì đính hôn từ bé à? Còn muốn ta ra các trước, cầm kỳ thư họa tinh thông mọi thứ, ta thế hệ võ giả, lại là tiên cảnh võ giả, sẽ tiên pháp, chạm chán đấu, không được sao mà. Cầm kỳ thư họa. Lòe loẹt, ta không thích. Thiếu nữ đồ trắng bĩu môi, hai tay xanh tại đàn cổ lên, mặc dù một bộ quốc sắc thiên hương tướng mạo, nhưng cho người một cổ chơi đùa cảm giác, một chút cũng không giống trong truyền thuyết tiên nữ, ngược lại có chút uổng chung quanh tự nhiên tiên khí. Nàng tỉ mỉ cúi đầu, tùy ý đùa bỡn đàn cổ, có thể nhìn thật kỹ, cái này bức đàn cổ nhưng tản mát ra cổ hao tổn đạo uẩn, hiển nhiên là một kiện cấp 7 thần vương khí. Giờ phút này nhưng là thành tựu luyện tập đàn chi dục, sâu hơn, thiếu nữ đồ trắng thưởng thức ngọc bội và bội kiếm, đều là 7 phẩm 8 phẩm thần vương khí. Có thể nói giàu có, không, hẳn là phú khả địch quốc. Bên cạnh, một cái quần áo đen ông già trang nghiêm đứng, nhìn trước mắt thiếu nữ đồ trắng, thở dài nói, thất tiểu thư à, lão nô tôn gia chủ mệnh lệnh, nhất định phải nhìn thất tiểu thư ngài học biết cầm kỳ thư họa, có thể thất tiểu thư ngài cái này. Hây hây. Trịnh Bá à, cầm kỳ thư họa ngược lại là không thành vấn đề, nhưng chính là cái đó đính hôn từ bé Kim Đao Môn Mộc Phong, dựa vào cái gì ta muốn cùng hắn đính hôn à? Hắn mới nhập thần cảnh 9 tầng thiên hay. Thiếu nữ đồ trắng một mặt bất đắc dĩ hình dáng,
nói, nhập thần cảnh 9 tầng thiên, một không đi giết lục chi biển, liều giết ma thú, yêu thú. Hai không tham dự trinh phạt những gia tộc khác, cũng biết và những thứ khác mấy chục tông phái đệ tử lục đục. Loại này nam, bổn tiểu thư không thích. Thất tiểu thư à, Trịnh Bá thở dài nói, Mộc Phong phụ thân, là Kim Đao môn trưởng môn à. Kim Đao môn tuy là chúng ta Bắc Cung gia tộc thuộc hạ tông môn, nhưng cũng có Hỗn Nguyên cảnh hậu kỳ lão tổ trấn giữ, cũng là một lớn trợ lực à. Một cái Hỗn Nguyên cảnh hậu kỳ. Cha liền đem con gái nàng bán à. Thiệt là, thật là phiền à, Trịnh Bá, gần đây có cái gì không chuyện thú vị à. Thiếu nữ đồ trắng lại ngồi ở ngọc trắng trên cái băng đá, 15-16 tuổi tuổi tác, nhưng lại là nhập thần cảnh 9 tầng thiên đỉnh cấp, nếu không phải lười biếng ham chơi, giờ phút này phỏng đoán đã là thần vương cảnh tu vi. Nàng chính là Bắc Cung gia tộc thất tiểu thư, Bắc Cung Tử Ngọc. Năm đó, Bắc Cung gia chủ thượng đảm nhiệm, vì trấn an và trấn nhiếp thuộc trăm cái tông môn, liền chèn ép một nhóm tông môn, giao khá hơn một chút tông môn. Trăm tông đứng đầu Kim Đao môn liền ở lôi kéo trong danh sách. Bắc Cung gia chủ lại là và Kim Đao môn trưởng môn thông gia. Dùng mình bảy nữ nhi và Kim Đao môn trưởng môn đại nhi tử Mộc Phong thông gia. Nhắc tới có 16-17 năm dài, vị kia Mộc Phong, hôm nay cũng mới 30 tuổi ra mặt, nhưng lại chỉ là nhập thần cảnh 9 tầng thiên, tự nhiên không được Bắc Cung Tử Ngọc coi trọng. Bắc Cung Tử Ngọc không muốn ở trong nhà tu luyện, liền dẫn tùy thân người hầu. Đi tới cổ linh trong thành ở tạm. Trịnh Bá lau một cái râu, hơi mỉm cười nói, chuyện thú vị. Thất tiểu thư, lão nô nơi này ngược lại là phát hiện một chuyện thú vị tình. Âu, chuyện gì, nói nhanh lên, là có cái gì kỳ văn chuyện lý thú à? Bắc Cung Tử Ngọc lập tức hứng thú. Trịnh Bá khẽ lắc đầu, than thở một tiếng, thất tiểu thư chính là đối với kỳ văn chuyện lý thú có hứng thú, đối với cầm kỳ thư họa không có hứng thú à? Hắn từ từ nói, hôm qua sáng sớm, thành thiên linh bên kia xảy ra một ít chuyện tình, một cái tên là Diệp Thí Thiên thấp võ vị diện võ giả, mới vừa đến thành thiên linh, lấy đế tôn cảnh tầng 8 trời, ghi danh tham gia bách tông càn khôn thi đấu, nhưng là và thành thiên linh một cái người chấp pháp, gây ra mâu thuẫn. Thấp võ vị diện người, và người chấp pháp nháo mâu thuẫn. Phỏng đoán sẽ rất thảm đi, Bắc Cung Tử Ngọc lắc đầu một cái một mặt thương tiếc hình dáng. Đáng thương đứa nhỏ à? Không phải vậy. Vị kia Diệp Thí Thiên, vượt quá không thảm, ngược lại danh tiếng lớn chấn, một đêm bây giờ truyền khắp 10 thành trăm tông chi địa. Trịnh Bá từ từ nói, vị kia người chấp pháp bị Diệp Thí Thiên chém giết, rồi sau đó lại tới một vị người chấp pháp, là lúc ban đầu vị kia người chấp pháp biểu ca, nhập thần cảnh 7 tầng thiên, thật giống như kêu La Thư Nguyên, và Diệp Thiên mới đánh, kết quả lại bị tru diệt. Thậm chí nhập thần cảnh 9 tầng thiên thiên nguyên đô thống ra tay. Cuối cùng lại bị Diệp Thí Thiên phế bỏ. Cho đến cuối cùng, thành thiên linh thành chủ ra tay, cùng Diệp Thí Thiên đánh lưỡng bại câu thương. Làm sao có thể, Bắc Cung Tử Ngọc kinh hô lên, không ngừng lắc đầu, căn bản không tin chuyện này. Trịnh Bá, ngươi lừa gạt ta, chuyện này không thể nào. Tuyệt đối không thể nào, đế tôn cảnh tầng 8 trời. Làm sao có thể chiến bình thần vương cảnh ngũ tầng thiên thành thiên linh thành chủ? Bắc Cung Tử Ngọc không ngừng lắc đầu, bĩu môi một mặt không tin, tự nhủ, ta 3 năm trước, gặp qua thành thiên linh thành chủ, khi đó hắn đã là thần vương cảnh ngũ tầng thiên, 3 năm thời gian cũng không từng gặp gỡ cường địch, thực lực lại càng không từng yếu bớt. Huống chi, hắn còn có cha ban cho cấp 7 thần vương khí thiên vũ đoản đao. Còn có mấy chuôi thần vương khí. Làm sao có thể thua ở đế tôn cảnh tầng 8 ngày Diệp Thí Thiên? Căn bản không có thể à. Trịnh Bá nếu là nói, Diệp Thí Thiên là nhập thần cảnh tầng 8 trời, mà không phải là đế tôn cảnh tầng 8 trời, ta phỏng đoán có thể tin tưởng. Dẫu sao ở cao đẳng hơn trong gia tộc, đúng là có bữa kiêu có thể làm được những thứ này, nhưng là đế tôn cảnh tầng 8 thiên. Nghĩ như thế nào, cũng không thể à. Đế tôn cảnh, không có đại đạo. Cũng không có thần vương nói, chính là tay cầm hợp đạo thần khí, cũng không cách nào thả ra thời gian pháp tắc, linh lực vậy xa xa không bằng thần vương cảnh cường giả trong cơ thể hơn, hai người so sánh, giống như gạo cùng trăng sáng. Không thể nào, không thể nào, tuyệt đối không thể nào à. Thất tiểu thư, ha ha ha, xem ngài hứng thú đi. Lão nô, lúc nào lừa gạt ngài à? Trịnh Bá mở ra một nụ cười,
lộ vẻ được phá lệ mặt mũi hiền lành. Hắn vậy là từ nhỏ nhìn Bắc Cung Tử Ngọc lớn lên, giống như Bắc Cung Tử Ngọc ra ra, tuy là nô bộc, nhưng là vô cùng là hết lòng theo xem theo liệu Bắc Cung Tử Ngọc. Cái này hả? Ngược lại cũng là à. Trịnh bá ngươi thật sự chưa bao giờ lừa dối qua ta. Nhưng là, Bắc Cung Tử Ngọc có chút nóng nảy, hai tay chống nạnh ngắm nhìn chung quanh núi rừng, nói ta vẫn là cảm thấy không thể nào, đế tôn cảnh tầng 8 trời, làm sao có thể giành được thần vương cảnh ngũ tầng thiên thành thiên linh thành chủ à? Đây rốt cuộc đánh như thế nào à, chẳng lẽ thành thiên linh thành chủ đứng để cho Diệp Thí Thiên đánh? Thế nhưng cũng không khả năng à, trừ phi Diệp Thí Thiên trên mình có nhất lưu huyết mạch, là thượng cổ phong thánh cường giả hậu duệ. Nhưng là, Trịnh bá ngươi còn nói Diệp Thí Thiên là tới từ hạ giới làm sao có thể sẽ có thượng cổ phong thánh cường giả hậu duệ lưu tích chữ à, ta linh võ đại lục từ thái cổ cho tới bây giờ, cũng không quá mấy triệu năm mà thôi, phong thánh cường giả vậy không qua năm vị. Mỗi một vị đời sau, con cháu, gia tộc, cũng ghi chép rõ ràng, không thể nào à. Bắc Cung Tử Ngọc một mặt quấn quýt, nghĩ như thế nào đều là không đúng. Đế tôn cảnh tầng 8 trời, vượt qua đến gần hai cái đại cảnh giới, đối chiến thần vương cảnh trung kỳ thành thiên linh thành chủ, hơn nữa đánh cho bị thương đối phương, cuối cùng chạy trốn. Nếu không phải Trịnh bá cho tới bây giờ đều không lừa gạt nàng, nàng sợ rằng sẽ cho là Trịnh bá cố ý biên. Thất tiểu thư, cho ta tỉ mỉ nói đến. Trịnh bá tiện tay cầm ra một quả năng lượng thủy tinh, đặt vào ở trên bàn, chỉ gian hơi một chút, năng lượng thủy tinh toát ra một đạo màn sáng, bắt đầu nhớ lại lúc ấy thành thiên linh thành chủ và Diệp thần trận chiến ấy. Năng lượng thủy tinh có ghi lại tác chiến tràng diện năng lực, mỗi một thành trì cũng sẽ đặt vào, một khi gặp gỡ đại chiến, không địch lại, hoặc là đại thắng, cũng sẽ ghi xuống. Đúng lúc, Trịnh bá biết được sau chuyện này, đi liền với tay cầm, cho thất tiểu thư giải buồn một chút. Bắc Cung Tử Ngọc một bên ngưng mắt nhìn màn sáng nhớ lại chiến đấu, Trịnh bá một bên kể nói, hôm qua đánh một trận, Diệp Thí Thiên tựa hồ bộc phát ra mình đặc thù huyết mạch, nhất kích bị thương nặng nhập thần cảnh 9 tầng thiên thiên nguyên, rồi sau đó đột nhiên thực lực bạo tăng, đánh ra sánh bằng thần vương cảnh trung kỳ công kích. Tựa hồ là tới từ ngũ hành lực. Hơn nữa, còn có mất đi lực, lấy ngũ hành lực biến thành vật. Ngăn trở thiên khéo léo cấp 7 thần vương khí thiên vũ đoản đao. Ẩn chứa mất đi lực thương cương, đánh xuyên thành thiên linh thành chủ ngực, bị thương nặng hắn, càng đem thành thiên linh thành chủ thọ nguyên, tan mất 7.000 năm. Này Diệp Thí Thiên, chính là kỳ tài vậy. Trịnh bá đều không đáng tán thưởng nói, như vậy nhất kích, thì có tiêu hao người khác thọ nguyên khả năng, thậm chí có thể nói bước đầu xem qua đến thời gian pháp tắc lực lượng. Thất tiểu thư có lẽ không biết, mất đi lực. Đi lên nữa tu luyện chính là mất đi quy luật, bị thương địch, diệt địch, dây dưa địch thọ nguyên khả năng, năng lực cùng thời gian pháp tắc ngang hàng, đánh giết lực nhưng tại không gian quy luật trên. Chính là tạo hóa cảnh ngũ hành quy luật, cũng khó tại hắn sánh bằng. Tinh khiếu cảnh chi tạo vật quy luật, có sáng tạo vạn vật khả năng, mất đi cùng hủy diệt quy luật, có phá hủy vạn vật khả năng. Ba người càng ở thời gian và không gian quy luật trên, nếu như Diệp Thí Thiên. Đi lên nữa lĩnh ngộ mất đi quy luật, chính là vô cùng lợi hại. Trịnh bá thành tựu hỗn nguyên cảnh cường giả, tự nhiên quen thuộc hơn nữa biết những thứ này. Cũng là biết, Diệp thần có thể thắng mấu chốt nhất nguyên do, chính là mất đi lực. Mất đi đại đạo, mất đi lực bị thương nặng thành thiên linh thành chủ, lúc này mới có thể chạy ra khỏi thành thiên linh, nếu không tất sẽ bị thương thật nặng, thậm chí sẽ chết. Trời ạ, lại là thật. Những cái kia thấp võ vị diện con kiến hôi ngược lại không có thể xem nhẹ, loại địa phương nhỏ này ngược lại là thường cho người vui mừng ngoài ý muốn. Ngàn năm trước có 7 đêm thần quân huyết thất dạ, đoán tạo thần quân Trần An Bình, thần đan quân chủ Vương Càn Thiên, bách kiếm thần quân Niếp Bách Kiếm cùng hơn 10 vị hợp đạo cảnh cường giả, danh chấn ta Tây Vực và Nam Vực, chính là tạo hóa cảnh đại năng, cũng không bằng bọn họ. Bắc Cung Tử Ngọc dần dần chắt lưỡi, khen ngợi không dứt. Nói, không nghĩ tới, hôm nay loại này thấp võ vị diệt, lại ra một cái Diệp Thí Thiên. Vậy nhất giới coi là thật chính là đầm rồng hang hổ chi địa. Trịnh bá, Diệp Thí Thiên sau đó như thế nào, có từng chạy khỏi? Chưa từng, thành thiên linh thành chủ tuyên bố treo giải thưởng, tam phẩm thần vương khí bắt sống có thể được, cấp một thần vương cảnh đánh chết có thể được. Trịnh bá ánh mắt chững chạc, từ từ nói, trước mắt,
chung quanh đếm thành vô luận tông phái đệ tử, vẫn là thành trì người chấp pháp, cũng có mấy ngàn chi nhiều người, đi ra ngoài đánh chết hắn. Căn cứ tin tức truyền đến mà nói. Hôm qua có 7-6 người cản lại Diệp Thí Thiên, đều bị hắn giết chết, hôm nay rạng sáng lại có 20 vị nhập thần cảnh trung hậu kỳ người, chặn lại Diệp Thí Thiên. Diệp Thí Thiên bị thương nặng, nhưng là hợp lực phá vòng vây ra, đánh chết 7 vị nhập thần cảnh tầng 6 thiên người. Buổi sáng gặp gỡ 5 vị nhập thần cảnh hậu kỳ, lại lần nữa bị thương nặng, đánh chết 5 người rời đi. Hiện nay, xem ra là không người có thể cứu giúp hắn. Thú vị, thú vị. Bắc Cung Tử Ngọc đi, thở dài nói, lấy đế tôn cảnh tầng 8 thiên cảnh, niết chiến thành thiên linh thành chủ, mà lưỡng bại câu thương. Lại có thể liên tục đánh chết hơn 10 vị chặn hắn lại nhập thần cảnh võ giả, nếu không phải chết, ngày sau tất sẽ tái hiện năm đó 7 đêm thần quân oai, một đêm chu diệt 7 vị hợp đạo cảnh cường giả. Một khắc sau, Bắc Cung Tử Ngọc ánh mắt lóe lên, mặt nở nụ cười, nói, Trịnh bá, ta phải cứu hắn. Này cùng kỳ tài. Trên mình huyết mạch bất phàm, còn có lá bài tẩy. Ta đối với hắn rất có hứng thú, làm phiền ngươi để cho bọn họ đi một chuyến, đem Diệp Thí Thiên mang về, ta muốn cùng hắn luận đạo một hai. Diệp Thí Thiên, huyết mạch kỳ lạ, ta xem năng lượng thủy tinh nơi nhớ lại đi ra ngoài chiến đấu cảnh tượng, huyết mạch hắn không hề so tam lưu huyết mạch yếu. Tam lưu huyết mạch, nhưng cũng là ra khỏi phong thần cường giả cao cấp huyết mạch một trong. Bắc Cung Tử Ngọc từ nhỏ sở thích các loại kỳ văn truyện lý thú, thậm chí thường thường ở trong thư phòng xem linh võ đại lục các loại cường giả ghi chép sách, đối với các loại huyết mạch và công pháp nhất là biết rõ, một tay kiếm quyết lại là xuất thần nhập hóa. Nàng nhàn nhạt cười một tiếng, từ từ nói, như vậy huyết mạch, theo ta xem cũng không có hoàn toàn mở. Chỉ là thức tỉnh một số lực lượng, hơn nữa trên người hắn tựa hồ có cổ tương tự bổn nguyên lực lượng, căn cứ ta xem xét. Nếu như hoàn toàn bùng nổ, có thể để cho hắn bộc phát ra chỉ ít sánh bằng thần vương cảnh một tầng thiên chiến lực. Thêm nữa, hắn cuối cùng bộc phát ra mạnh mẽ chiến lực, thậm chí sánh bằng thần vương cảnh ngũ tầng thiên. Tuyệt đối là thiên đại bí mật. Hơn nữa hắn hai chuôi thần vương khí, chiến lực tuyệt đối không kém, nhưng dường như không thể tùy tiện vận dụng. Hơn nữa bộc phát ra chiến lực, thật giống như vậy không thuộc về chính hắn, vậy thì có thể là cường giả, phong ấn ở trong cơ thể hắn lực lượng. Thử nghĩ, chính hắn vận dụng những cái kia phong ấn lực lượng, liền đủ để lại đem chiến lực tăng lên 10 lần. Giống như là trước sau tăng lên 20 lần có thừa, cộng thêm lên vô cùng đặc biệt mất đi lực và tịch diệt chi đạo, lúc này mới có thể và thành thiên linh thành chủ đánh được lưỡng bại câu thương, tạm thời bỏ mặc hắn hay không còn có sức tái chiến, như vậy người, bổn tiểu thư liền đặc biệt có hứng thú. Bắc Cung Tử Ngọc trước mắt sáng lên. Tiếng cười giống như chuông bạc thanh thúy động lòng người. Nàng lại một suy tư nói, so sánh với Kim Đao Môn Mộc Phong, hắn cường đại quá nhiều. Nếu như hai người cùng cảnh giới đánh một trận, Mộc Phong không ngăn được Diệp Thí Thiên một chiêu, thậm chí nửa chiêu liền đủ để đánh chết Mộc Phong, kỳ tài như vậy, bổn tiểu thư có hứng thú. Ta muốn cùng hắn luận đạo, học tập mất đi lực, tịch diệt chi đạo. Dẫu sao ta linh võ đại lục võ giả biết bao chi hơn. Thậm chí khắp nơi đều là, có đế tôn cảnh võ giả, cũng có tạo hóa cảnh đại năng, có thể tu luyện ra mất đi lực, hơn nữa thành công sáng tạo ra tịch diệt chi đạo người, trong ngàn vạn người, bất quá một người thôi. Mất đi lực, cũng không phải là tịch diệt chi đạo. Nếu như chỉ riêng mất đi lực, Bách Chiến Yêu Vương và Kiếm Xanh Yêu Vương thậm chí Côn Lôn Hư Diệp Gia Diệp Vô Địch, cũng đã từng tu luyện được, có biến mất địch nhân thọ nguyên khả năng. Có thể rất khó làm được Diệp Thần như vậy ngay lập tức gian biến mất địch nhân thọ nguyên, nếu không phải là xây ra tịch diệt chi đạo không thể. Mà xây ra tịch diệt chi đạo võ giả, nhìn tổng quát Bắc Cung gia tộc hạ hạt trăm thành, mấy chục triệu võ giả, có thể xây ra tịch diệt chi đạo người, sợ rằng có thể xây ra tịch diệt chi đạo người, bất quá năm đốt tay số thôi. Cái này đủ để biểu hiện ra Diệp Thần chân quý. Thất tiểu thư con người lóe lên như tinh thần, tiếp tục nói. Thêm nữa, huyết mạch hắn lực mặc dù không biết là cái gì, nhưng là ta khẳng định, tuyệt không bình thường. Rất có thể là một cái gia tộc lớn, bỏ sót ở thấp võ vị diện người. Được, nếu tiểu thư cố ý. Lão nô vậy thì đi an bài. Trịnh bá ôm quyền, chợt lắc người một cái, biến mất ở lầu các bên trong. Bắc Cung Tử Ngọc ngưng mắt nhìn đàn cổ,
khẽ mỉm cười, thấp giọng lời nói, Mộc Phong, cũng không thể và Diệp Thí Thiên sánh bằng, này cùng kỳ tài nhất định phải vừa gặp, cho dù kết hôn, ta cũng chỉ nguyện cùng cái này cùng kỳ tài kết hôn, Mộc Phong, coi là cái gì? Mộc Phong, Kim Đao Môn, sau lưng thật có Hỗn Nguyên cảnh cường giả chấn giữ. Nhưng là chỉ cần cho Diệp Thí Thiên một ít thời gian, không cần trăm năm, Diệp Thí Thiên một khi thành tựu Hỗn Nguyên cảnh, lĩnh ngộ không gian quy luật, lại phối hợp tịch diệt chi đạo, giết cùng cấp vậy sẽ không so dễ dàng. Này cùng kỳ tài, bổn tiểu thư chiêu là thủ hạ, cũng là vì gia tộc tác tưởng. Thời khắc này Diệp Thần tự nhiên không biết hắn đã lâm vào là người khác mục tiêu. Từ ngày rời đi Linh Thành sau đó, đây đã là giữa trưa ngày thứ hai. Diệp Thần né tránh dưới đất một cái ẩn núp trong sơn động khôi phục thương thế, trước mắt nằm chừng 10 cổ thi thể, từ nhập thần cảnh trung kỳ đến hậu kỳ đều có, lại là một sóng ý đồ chặn đánh hắn, đi đổi lấy thần vương khí người, đều bị hắn chu diệt ở chỗ này. Hắn nhanh chóng lấy ra hàng loạt đan dược khôi phục thương thế. Lấy được mấy trăm món tiên khí, trừ đi mấy chục kiện bát phẩm trở lên tiên khí, còn lại đều đã tự bạo, ở lúc ban đầu gặp gỡ 7 sóng chặn đánh lúc, tự bạo tiên khí chạy thoát thân, bởi vì vậy 7 sóng trong địch nhân, thậm chí có nhập thần cảnh 9 tầng thiên đỉnh cấp võ giả, không thể không nổ tiên khí, nếu không Diệp Thần đều có sống chết nguy hiểm. Như vậy sỉ nhục và chật vật, Diệp Thần nhớ ở trong lòng. Phần này lửa giận, đối phương cuối cùng muốn toàn bộ chịu đựng. Đối phương là Thành Thiên Linh Thành chủ thì như thế nào? Coi như là Điện Lăng Tiêu Thiên Thần. Diệp Thần cũng phải trực diện, đạp bể Lăng Tiêu. Tiểu tử, mau sớm chữa thương. Lợi dụng đan dược đột phá, đến đế tôn cảnh 9 tầng thiên đỉnh cấp sau. Có lẽ ngươi có thể đi vạn núi đỉnh núi, trực tiếp tham dự Càn Khôn Bách Tông thi đấu. Luân hồi mộ bên trong, Niếp Bách Kiếm yếu ớt nói, trăm tông thi đấu, chính là Bắc Cung gia tộc và trăm tông liên hiệp cử hành, không sẽ gặp đến hôm qua như vậy tử lượng cao võ giả chặn đánh. Đến lúc đó, ngươi thành công đạt được số người, lại tiến vào Kim Phật Mật Tông chi địa, tìm đứng đầu thần vương khí, đột phá cho giỏi. Giờ phút này, Niếp Bách Kiếm và Vương Càn Thiên, đều đã yếu ớt vô cùng, hiển nhiên là không chịu nổi. Bên trên băng kiếm tiên tôn Lam Tuyết Tháng ra tay mấy lần, là bị thương thật nặng Diệp Thần đánh chết đến gần 20 vị nhập thần cảnh cường giả, giờ phút này cũng đã có chút kiệt lực, kịch liệt như vậy tác chiến, đối với hắn mới vừa tỉnh lại mà nói, vô cùng là khó khăn. Giờ phút này, băng kiếm tiên tôn cũng phải nghỉ ngơi một đoạn thời gian, nếu không khó mà bùng nổ chiến lực, trợ giúp Diệp Thần. Chỉ có Diệp Thần dẫn động mạnh hơn tồn tại mới có thể đối phó Linh Võ Đại Lục một ít khốn cục. Thành Thiên Linh Thành chủ lão này, cũng quá không biết xấu hổ. Cảnh giới như vậy nghiền ép một tên tiểu bối, mình không địch lại ta, liền tuyên bố treo giải thưởng. Càng làm cho luân hồi mộ địa tiền bối bị tổn thương. Diệp Thần tức giận trong lòng tựa như đang cháy. Luân hồi mộ địa đại năng dẫn động cần thời cơ, đối với Diệp Thần mà nói cực kỳ chân quý. Mỗi tiêu hao một lần năng lượng, liền đại biểu tiêu tán thời gian buông xuống. Mấu chốt cường giả như vậy lại vận dụng loại thủ đoạn này. Thật sự là mất thể diện. Còn Linh Võ Đại Lục, còn trăm tông đệ tử, là một kiện thần vương khí, lại có thể liều mạng đến như vậy trình độ, ta đánh chết nhập thần cảnh người, vượt qua 70 vị, toàn bộ đều là ngũ tầng thiên trở lên. Chờ ta thực lực đủ, tuyệt không buông tha Thành Thiên Linh Thành chủ. Trăm tông đệ tử, mặc dù tuyệt đại đa số đều có bán thần vương khí, hoặc là 7-8 cửu phẩm tiên khí. Nhưng là không có thần vương khí à, có thần vương khí địa bảng và thiên bảng đệ tử sẽ không ra tay, nhưng là số lượng cao nhập thần cảnh, cũng để cho vốn là bị thương thật nặng Diệp Thần khó mà chịu đựng à. Rột rột, từng đạo linh lực lưu chuyển. Diệp Thần thân xác hơi đền bù khá hơn một chút, thương thế miễn cưỡng khôi phục 1/5, chiến lực khôi phục lại sánh bằng nhập thần cảnh ngũ tầng thiên trình độ. Nhưng mà ngay tại Diệp Thần hơi thở dốc đang lúc, mấy tiếng sấm tiếng vang khắp. Tiếp liền mấy chục đạo tiếng nổ truyền ra, mảng lớn đất đai bị nhảy ra, bay hướng bầu trời lại ngã xuống. Rất hiển nhiên, cường giả hạ xuống. Hơn nữa là nhập thần cảnh đỉnh cấp, thậm chí có thể là nửa bước thần vương cảnh cường giả, nếu không tuyệt không thể nào tạo thành thanh thế như vậy. Diệp Thí Thiên ở chỗ này. Đi nhanh bẩm báo hai vị phó thành chủ. Diệp Thí Thiên ở chỗ này.
Thành Thiên Linh một vị nhập thần cảnh 9 tầng thiên chấp pháp trưởng lão mừng rỡ, cười nói, vốn chính là nhàm chán phát tiết, không nghĩ tới lại có thể tìm được Diệp Thí Thiên, chuyện vui à. Ha ha ha, Diệp Thí Thiên ngươi cái này hèn mọn tạp chủng, cuối cùng tìm được ngươi. Đuổi giết ngươi một ngày một đêm, cuối cùng ngươi vẫn là được chết ở chúng ta Thành Thiên Linh người hạ à. Vị này Thiên Vân trưởng lão điều khiển bán thần vương khí, treo ngừng giữa không trung bên trong, nguyên bản bởi vì đuổi giết một ngày một đêm, cũng không có thành công đánh chết Diệp Thần, đưa đến bị Thành Thiên Linh thành chủ tức giận mắng, từ đó sinh lòng bất mãn đi ra ngoài tìm tìm. Lại không nghĩ rằng, lại có thể tìm được núp ở nơi này Diệp Thần. Thật là trời phù hộ nó Thành Thiên Linh à. Lần này, thần vương khí sẽ không cho người ngoài. Chỉ thuộc về hắn. Hai vị phó thành chủ liền ở vùng lân cận. Diệp Thí Thiên, bó tay chịu trói đi, bây giờ ngươi, còn dư lại nhiều ít chiến lực à. Thiên Vân trưởng lão vung tay lên, trên trăm vị nhập thần cảnh người chấp pháp, vây lại Diệp Thần. Hắn tự mình ngắm nhìn xa xa bầu trời bên trong, bay tới hai vị phó thành chủ, lại lần nữa cười nói, nghe nói ngươi đến từ Côn Lôn Hư, không đúng. Tựa hồ là Linh Thành, những thứ này cũng không trọng yếu, dù sao Côn Lôn Hư và Linh Thành đều là thấp võ vị diện, loại địa phương này, dốc hết hèn mọn tạp trùng. Năm đó huyết thất dạ, hạng cuồng ngông, nhưng cũng bị huyết kiếm môn người mang đi, tựa hồ nhốt dù sao cũng năm có thừa. Hôm nay, người cái này cùng hèn mọn tạp trùng, lại còn muốn từ đi huyết thất dạ vậy cùng hèn mọn người đường, còn muốn ở ta Linh Võ Đại Lục hoành hành, ta nói cho ngươi, người cái này hèn mọn đồ. Không thể nào. Chỉ cần có ta Thành Thiên Linh người ở. Người vĩnh viễn đừng nghĩ có một ngày ngày tốt. Nói xong, hai vị phó thành chủ cũng đã chạy đến. Hai vị thần vương cảnh nhị tầng thiên phó thành chủ, cho dù chỉ là thần vương cảnh sơ kỳ, thần vương đạo không mạnh, nhưng vậy không hôm nay Diệp Thần có thể địch nổi. Cộng thêm lên, luân hồi mộ lực lượng tiêu hao quá nhiều, tiên khí tự bạo cũng không xê xích gì nhiều. Hôm nay, Diệp Thần sợ rằng kết quả thê thảm. Diệp Thí Thiên. Cái này cùng hèn mọn tạp chủng, người cùng cũng tìm tòi một ngày một đêm, coi là người cùng lấy công chuộc tội. Đem hắn trói lại, đè hồi Thành Thiên Linh bên trong, thành chủ phải đem hắn lột ra rút gân, xử tử lăng trì. Chính giữa một vị áo bào lam phó thành chủ nói sau nói, người cùng lần này phát hiện Diệp Thí Thiên, khen thưởng cấp một thần vương khí. Còn như bắt được Diệp Thí Thiên, là ta công lao. Cái này, Thiên Vân trưởng lão muốn nói muốn chỉ, cuối cùng than thở một tiếng, không dám nói nữa tiếng nói. Hơn 10 vị nhập thần cảnh khoảnh khắc gian tới sát Diệp Thần bên người. Bình bịch bịch, chỉ nghe gặp mấy chục đạo tiếng nổ truyền ra. Diệp Thần ném ra 15 kiện tiên khí, chế tạo ra vô cùng to lớn nổ, bị diệt hơn 50 vị nhập thần cảnh người chấp pháp, đồng thời đem mình vậy nổ bay ra mấy trăm mét. Đồ dạo phố cơ hồ bể tan tành, cũng đã hướng phía sau chạy như điên. Trong đầu hắn vang lên luân hồi mộ địa đại năng thanh âm. Trốn! Đây là luân hồi mộ địa đại năng cho hắn nhất chính xác đề nghị. Diệp Thần chỉ có thể phục tòng. Còn như hôm nay hết thảy, hắn cũng sẽ để cho đối phương gấp trăm ngàn lần trả lại. Hừ, còn muốn trốn. Buồn cười. Bắt! Áo bào lam phó thành chủ khẽ quát một tiếng. Sau lưng thần vương đạo nổi lên, một cổ lực lượng vô hình trực tiếp lăng không giam lại Diệp Thần. Diệp Thần nhìn chung quanh giam cầm trận pháp, con người đông lại một cái, động dùng toàn lực một quyền đánh ra. Sắc sắc! Vậy giam cầm trận pháp lại xuất hiện một đạo thật nhỏ vết rách. Đụng! Diệp Thần lần nữa một quyền đánh ra. Một quyền này, cơ hồ để cho Diệp Thần quả đấm tràn ra một tia máu tươi. Đây là hắn đối với Linh Võ Đại Lục mạnh như vậy quyền chống cự. Mà một quyền này nhưng là để cho giam cầm bình phong che chở như mạng nhện vậy nứt ra. Áo bào lam phó thành chủ nụ cười cao ngạo đột nhiên cứng ngắc, quay lại thần sắc đại biến. Cái này cùng trận pháp cường đại, nhập thần cảnh đỉnh cấp cũng không phá được, nho nhỏ này đế tôn cảnh lại có thể mau phải phá. Tên này rốt cuộc lai lịch ra sao? Nếu như người này lại trưởng thành tiếp, tất nhiên uy hiếp ta và thành chủ. Tất nhiên trở thành chúng ta tai họa ngập đầu. Áo bào lam phó thành chủ chế trụ nội tâm khiếp sợ, vội vàng bước ra một giọt máu tươi, ngón tay nhanh chóng bắt pháp quyết, lại là bóp nát một khối ngọc bội, vô số ánh sáng rơi vào giam cầm trận pháp trên.
cơ hồ muốn tan vỡ trận pháp lại khôi phục như vậy. Càng mang theo cực kỳ uy áp kinh khủng. Áo bào lam phó thành chủ thở ra một hơi, từng bước hướng bị kẹt Diệp Thần đi tới, lại là cười nói, như vậy thiên kiêu, kỳ tài, tuy là hạ cùng thân phận, nhưng cũng phải chết ở ta thành thiên linh trong tay. Để rửa tuyết ta thành thiên linh sỉ nhục. Các vị, không cần phải tới nữa. Hắn nhìn về phía chung quanh chạy tới mấy trăm vị nhập thần cảnh cường giả, thậm chí rất nhanh chung quanh chạy tới hơn ngàn vị nhập thần cảnh, những người này có chính là tông phái đệ tử, có chính là tán tu đệ tử, cũng chuẩn bị bắt Diệp Thần, đưa đến thành thiên linh đổi lấy treo giải thưởng. Giờ phút này, nhưng là thấy thành thiên linh phó thành chủ bắt được Diệp Thần, đều là một mặt than thở, lời nói liền liền. Đáng tiếc à! Thực đang đáng tiếc, Diệp Thí Thiên cái này, tại sao không giữ vững thêm một chút? Ta mới vừa đang ở phụ cận à, nếu là bắt hắn, tam phẩm thần vương khí chính là của ta à? Thật đáng tiếc đáng tiếc. Bất quá cũng tốt, thuận đường trở về xem thành thiên linh thành chủ, xử trí như thế nào Diệp Thí Thiên. Còn dùng đoán, Diệp Thí Thiên cái này hèn mọn người, to gan bao trời, lại dám can đảm hủy thành thiên linh đội chấp pháp, lại là đánh cho bị thương thành thiên linh thành chủ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hơn ngàn nhập thần cảnh võ giả, bàn luận sôi nổi. Vẻn vẹn là nơi đây họp lại tông phái đệ tử, liên suất từ chỉ ít 20 cái môn phái. Càn khôn chi địa môn phái, có sừng sững ở thành trì bên trong, giống như là thành thiên linh bên trong thì có tuyết ưng thành nhỏ, phái thiên âm cùng 7 cái tông phái, bên ngoài thành càng có mấy chiếm núi là địa tông phái, giờ phút này tuyệt đại đa số đệ tử nội môn, cũng chạy đến nơi này. Đối với bọn họ mà nói, thần vương khí, chính là cao không thể leo tới binh khí, thậm chí mơ tưởng để cầu. Chưa tới thần vương cảnh, là tuyệt sẽ không bị môn phái ban cho thần vương khí, hôm nay thật vất vả có cơ hội mình tranh thủ một cái thần vương khí, nhưng là vô vọng. Diệp Thí Thiên, bắt sống có thể được tam phẩm thần vương khí. Đánh chết có thể được cấp một thần vương khí. Làm sao, chúng ta tới chế một bước, để cho cái này sống sờ sờ thần khí, chạy mất à? Diệp Thí Thiên, là phòng ngừa ngươi ở dọc đường quấy phá, bản phó thành chủ. Liền đem ngươi kinh mạch toàn thân chặt đứt, đan điền phế bỏ. Áo bào lam phó thành chủ, cũng là ngoan tuyệt vô cùng, lúc này huy động tay trái hội tụ ra một cổ nóng bức lửa cháy bừng bừng, sắp đánh vào Diệp Thần trong cơ thể. Thời khắc này Diệp Thần nhìn vậy lửa cháy bừng bừng phun trào, đột nhiên cảm giác ấn đường có một đoàn nóng như lửa. Hắn tựa hồ cảm thấy tức giận. Đến từ ấn đường vô cùng thần bí ác ma mắt tức giận. Từ đi tới linh võ đại lục sau đó, ác ma mắt xuất hiện tần số đổi cao. Giống như nơi đây có cái gì hấp dẫn nó vậy. Chẳng lẽ ác ma mắt muốn làm gì? Nhưng mà, ở nơi này ngàn cân treo sợi tóc đang lúc. Một đạo xuyên thủng thiên địa thanh âm, vang khắp ở mỗi một bên người thân. Chậm đã. Áo bào lam phó thành chủ thần sắc hoảng sợ, khẽ ngẩng đầu vừa thấy, liền thấy một đám thần vương cảnh người đạp không tới, giống như là sát phạt vô biên mãnh thú vậy. Không sợ hãi trong lòng run lên, chẳng lẽ Diệp Thí Thiên tên tạp chủng này, sau lưng còn có thế lực? Có lệnh, thành thiên linh không được tổn thương Diệp Thí Thiên. Một vị quần áo trắng nam người tay cầm lệnh bài tới, bên người đi theo 6 vị thần vương cảnh cường giả. 7 vị thần vương cảnh, chính giữa 3 vị thần vương cảnh sơ kỳ, 4 vị thần vương cảnh trung kỳ, mỗi một cái đều là thiện chiến hạng người, hơi thở ngút trời, trực tiếp trấn áp trên mặt đất hơn ngàn nhập thần cảnh. Quần áo trắng người đàn ông hướng áo bào lam phó thành chủ, tỏ ý một khối đồng xanh lệnh bài, lên điêu khắc, Bắc Cung, 2 chữ, già dặn có lực, ẩn chứa đạo đạo kiếm ý, có sông phá bầu trời oai. Hắn mặt vô thần sắc, phảng phất giống như là người máy vậy, nói Trịnh bá có lệnh, không được tổn thương Diệp Thí Thiên. Ngươi cùng đem Diệp Thí Thiên giao cho ta, cho giỏi. Đi trở về phủ đi. Vì sao? Áo bào lam phó thành chủ một mặt không cam lòng, tức giận nói, các ngươi muốn Diệp Thí Thiên làm gì, chẳng lẽ các ngươi và Diệp Thí Thiên cấu kết, người ở sau lưng hắn, chính là các ngươi. Chẳng lẽ là các ngươi phái Diệp Thí Thiên tới dịch tả chúng ta thành thiên linh. Quần áo trắng nam tử nghe được câu này, cười lạnh một tiếng, sau đó bước ra một bước, khí thế phóng thích mở. Đừng quên, các ngươi thành thiên linh, là trực thuộc Bắc Cung gia tộc. Nếu như không phải là bởi vì các ngươi trực thuộc Bắc Cung gia tộc, ta mới phải sinh nói chuyện,
nếu không ngươi đã sớm trở thành một cổ thi thể. Lời nói vừa ra, quần áo trắng nam tử bộc phát ra khí tức mạnh mẽ, lại cưỡng ép đẩy lui một vị thành thiên linh phó thành chủ. Mọi người lại nhìn về phía quần áo trắng người đàn ông, liền phát hiện đối phương giờ phút này đôi mắt tách thả ra lãnh điện, nếu như giết hại thần vậy, vô biên vô tận sát khí bao phủ lại tất cả mọi người. Thanh âm lạnh như băng nói, ta Vương Kỳ tay cầm Bắc Cung gia tộc đồng xanh lệnh bài, lại không giao người, chính là lại dám phạm thượng, xử phạt đem giết. Giờ phút này, áo bào lam phó thành chủ thuộc về chật vật cục diện, Diệp Thí Thiên là mình tự tay bắt được, giao ra, thành thiên linh thành chủ bên kia, mình giải thích như thế nào. Không giao người, quần áo trắng nam tử Vương Kỳ các người một khi ra tay, mình hẳn phải chết. Diệp Thí Thiên, như nhau mang không đi trở về. Giao, ta giao, áo bào lam phó thành chủ nhìn một cái Diệp Thần, mặc dù không cam, chỉ có thể phục tòng. Hắn không có lựa chọn. Bất quá có một chút có thể xác định, cái này Diệp Thí Thiên sau lưng quả nhiên có mạnh mẽ bối cảnh. Bắc Cung gia tộc trực tiếp ra mặt, có thể gặp thân phận. Liền tại tất cả người chắc chắn Diệp Thí Thiên phải bị mang đi lúc đó, lại một đạo chợt quát tiếng truyền tới. Người ta, ai cũng không có tư cách mang đi. Mọi người theo thanh âm nhìn lại, làm nhìn người tới, diễn cảm rối rít thay đổi vô cùng nghiền ngẫm. Thành thiên linh thành chủ tới. Thời khắc này thành thiên linh thành chủ tay cầm cấp 7 thần vương khí, chân đạp ngũ phẩm thần vương khí phi kiếm, hiển hách thần uy hiện ra. Hắn thương thế khôi phục không thiếu, giờ phút này ánh mắt dữ tợn nhìn về phía Vương Kỳ, cắn răng nghiến lợi nói, Vương Kỳ, ngươi là Bắc Cung gia tộc thị vệ thôi. Mà ta là Bắc Cung gia tộc thuộc hạ thành trì thành chủ, bàn về địa vị bàn về cách, ta so ngươi cao được hơn. Mà Diệp Thí Thiên, chính là hủy thành lớn địch. Bổn thành chủ không thể nào thả qua hắn, nếu không ta như thế nào hướng muôn vạn dân chúng giao phó. Ngươi muốn nói rõ, vậy ta Vương Kỳ nói cho ngươi, không cần ngươi giao phó. Vương Kỳ thần sắc biến đổi, mấy vị thần vương cảnh thị vệ, cũng chuẩn bị động thủ. Hắn tiếp tục lạnh lùng nói, chuyện này chính là Trịnh Bá Sở hạ lệnh, ta bất kể là nguyên nhân gì, chuyện gì, ta Vương Kỳ chỉ biết là, đem Diệp Thí Thiên mang về, còn như ngươi muốn phạt, muốn giết, cùng ta không liên quan, như ngươi không phục, tự đi đi Bắc Cung gia tộc, tìm gia chủ hỏi giải thích. Ngươi, thành thiên linh thành chủ quát lên một tiếng lớn, triển lộ ra chân chính tu vi. Uy áp phóng thích, nó tay cầm hai chuôi thần vương khí. Lại có thể một người nghiền ép ở 6 vị thần vương cảnh thị vệ, hung ác nói, lão tử chém giết chinh chiến hơn ngàn năm, các ngươi còn chưa đủ tư cách ở ta trước mặt phách lối. Đừng cho là cùng cảnh giới, bổn thành chủ giết không chết ngươi cửa. Hôm nay, Diệp Thí Thiên tên tạp chủng này, bổn thành chủ, phải mang về chu diệt. Nếu không, ta thành thiên linh, quyết không bỏ qua. Tiếng nói vừa dứt, quanh mình chạy tới mấy ngàn nhập thần cảnh võ giả. Chố mắt nhìn nhau. Diệp Thí Thiên, chẳng lẽ là Bắc Cung người gia tộc? Thành thiên linh thành chủ vì vận cổ Diệp Thí Thiên, lại có thể chính diện đối kháng Bắc Cung gia tộc thị vệ, thật là to gan, tốt phách khí phách à. Thành thiên linh thành chủ, ta cảnh cáo ngươi. Diệp Thí Thiên nếu như chết, ngươi vậy được chết. Vương Kỳ giờ phút này không có ra tay, biết rõ cùng cảnh giới, mình tuyệt không phải bị thương thành thiên linh thành chủ đối thủ. Tình cảnh nhất thời cứng lại. Có thể Diệp Thí Thiên, là Trịnh Bá hạ lệnh muốn mang về người à? Vương Kỳ. Diệp Thí Thiên quấy rối thành thiên linh, hủy ta người chấp pháp đội ngũ, nổ chết ta người chấp pháp vượt qua 700 người. Hắn tu vi không cao, nhưng là linh khí tiên khí không thiếu, ta xem đây cũng là Lâm Siêu hộ pháp chủ ý đi. Thành thiên linh thành chủ nhưng là cảm giác có chút quái dị, ánh mắt quét qua tất cả mọi người, nói. Lâm Siêu hộ pháp và Trịnh lão, đều là trên một cái thuyền, sớm liền không ưa bổn thành chủ, ngày hôm qua phái Diệp Thí Thiên tới đây, làm ra mặt chim, muốn cho bổn thành chủ một cái dạy bảo. Muốn cho biết bổn thành chủ, không được tự tiện đào tạo thủ hạ. Biết rất rõ ràng bổn thành chủ phát thề phải giết Diệp Thí Thiên, nhưng là muốn cưỡng ép mang đi Diệp Thí Thiên, lại muốn quét bổn thành chủ mặt mũi. Người coi là thật lấy là, bổn thành chủ có thể lấn. Dùng Diệp Thí Thiên khi dễ bổn thành chủ, hôm nay còn muốn mang về. Bổn thành chủ, tuyệt sẽ không đáp ứng. Tại thiên linh thành thành chủ trong mắt, Diệp Thí Thiên tồn tại, rất có thể chính là Trịnh lão và Lâm hộ pháp an bài.
Nếu không, một cái thấp võ vị diện người, nơi nào có loại này lá gan, cũng không có thực lực bực này, càng không có như vậy nhiều có thể tự bạo tiên khí và linh khí à. Chuyện này, tất nhiên là trong gia tộc có người cố ý chèn ép ta. Thành Thiên Linh thành chủ, người đây là ý gì, chúng ta đều là Bắc Cung gia tộc người, khởi sẽ cùng phòng thao mâu, người suy nghĩ nhiều. Lại là một đạo lời nói từ trên bầu trời rơi xuống. Rồi sau đó, Thành Thiên Linh thành chủ sắc mặt đại biến. Bởi vì đây là hỗn nguyên cảnh cường giả hơi thở. Chỉ gặp bầu trời bên trong lóe lên vô số kiếm quang, một cái ông già áo bào đen chậm rãi đi ra, nếu như thần minh hạ phàm vậy, dưới chân quanh quẩn vô số dáng ngũ sắc, cực kỳ kỳ dị, phô trương không nhỏ. Hắn chính là Trịnh Bá, bị Bắc Cung Tử Ngọc lệnh tới. Trịnh Bá nhẹ sờ râu, ôn hòa nhìn về phía Thành Thiên Linh thành chủ, tản mát ra hỗn nguyên cảnh hơi thở. Hắn ngược lại cười một tiếng, từ từ nói, ngươi suy nghĩ nhiều, ta và Lâm Siêu hộ pháp, không có đánh đẻ ý ngươi, như muốn chèn ép, ngươi há có thể vẫn ngồi ở thành chủ vị trí. Ngươi, trong chốc lát, Thành Thiên Linh thành chủ á khẩu không trả lời được, chợt dừng lại chốc lát, lại hỏi, vậy vì sao phải cứu Diệp Thí Thiên tiểu xúc sinh này? Diệp Thí Thiên chính là kỳ tài. Lão Phu liền đem lý do cho biết ngươi, miễn được ngươi sinh nhiều nghi kỵ, tại bên trong tộc không hợp. Trịnh Bá ánh mắt quét qua tất cả mọi người, nhẹ như vậy than thở, giống như tiên gia người trong vậy mờ ảo, từ từ nói, thất tiểu thư, biết Diệp Thí Thiên tại Thiên Linh thành trận chiến này, cũng biết Diệp Thí Thiên huyết mạch bất phàm, càng xây có mất đi đại đạo, mặc dù là đế tôn cảnh tầng 8 thiên tu là, nhưng là không sợ người bất kỳ. Như vậy ngạo cốt, như vậy thiên phú, chẳng lẽ không phải đạt được chúng ta Bắc Cung gia tộc lôi kéo? Thất tiểu thư phái lão nô tới đây, đem Diệp Thí Thiên mang về, muốn cùng Diệp Thí Thiên luận đạo, là bạn bè, cũng hoặc là ta Bắc Cung gia người. Lời này vừa nói ra, mọi người hoảng sợ. Vô luận là Thành Thiên Linh thành chủ, vẫn là phía dưới mấy ngàn nhập thần cảnh võ giả, đều là một mặt khiếp sợ. Ngươi nói gì sao? Thất tiểu thư, nhìn chúng Diệp Thí Thiên. Muốn cùng hắn luận đạo, là bạn bè. Thành Thiên Linh thành chủ nhất thời gian trợn tròn mắt, lại là lẩm bẩm nói, cái này thấp võ vị diện hèn mọn người, lại có thể bị thất tiểu thư nhìn chúng. Thất tiểu thư à? Bắc Cung gia tộc thất tiểu thư, Bắc Cung Tử Ngọc. Cái này là thân phận gì? Đây đối với càn khôn chi địa người mà nói, thất tiểu thư chính là thần nữ, thiên nữ. Bởi vì nàng là tạo hóa cảnh đại năng, Bắc Cung gia tộc gia chủ bảy nữ nhi, cũng là một cái nhỏ nhất nữ nhi, thuở nhỏ coi là con cưng, càng đối với hắn thương yêu có thừa, thất tiểu thư còn vị thành niên, cũng đã có vạn giảm chỗ tu luyện, địa vị so nhất phái lão tổ cũng cao hơn à. Như vậy cao cao tại thượng tồn tại, lại có thể coi trọng cái này thấp võ vị diện hèn mọn Diệp Thí Thiên. Đế tôn cảnh tầng 8 trời, tổn thương ngươi thần vương cảnh ngũ tầng thiên, đánh bay ngươi cấp 7 thần vương khí. Những thứ này vậy là đủ rồi. Trịnh lão như cũ thần sắc bình thản, trong nháy mắt nắm giữ toàn cục. Thành Thiên Linh thành chủ ánh mắt lạnh như băng bắn về phía Diệp thần, chưa đủ lắc đầu, cười nói, Diệp Thí Thiên, ngươi thật là lớn vận khí. Lại có thể bị thất tiểu thư nhìn chúng, xem ra ta ngày hôm nay không giết được ngươi, bất quá đừng cao hứng quá sớm, sẽ có cả người thân phận cao, muốn giết ngươi. Hắn chợt lộ ra vẻ lãnh khốc nụ cười, mệnh lệnh thủ hạ tháo ra giam cầm trận pháp, cười to nói, Diệp Thí Thiên, bổn thành chủ bắt ngươi, là muốn hành hạ ngươi lên ngàn năm mới giết ngươi, ý nghĩa ngươi còn có ngàn năm có thể sống, nhưng bây giờ, ngươi chính là ba ngày cũng không sống qua đi. Hắn như vậy lời nói là do nguyên nhân. Kim đao môn nội môn đại đệ tử Mộc Phong, nhưng mà kim đao môn trưởng môn hỗn nguyên cảnh hậu kỳ cường giả hậu duệ, mạnh mẽ như vậy công tử, 15 năm trước liền cùng thất tiểu thư đính hôn. Từ nhỏ đính hôn từ bé, vị kia Mộc Phong công tử, cũng là ái mộ thất tiểu thư. Hôm nay, Diệp Thí Thiên muốn cùng thất tiểu thư luận đạo, sâu hơn còn muốn là bạn bè. Vị công tử kia, cũng không phải là nhân vật bình thường à. Thành Thiên Linh thành chủ nghĩ tới những thứ này, cũng không gấp tại tạm thời báo thù, dù sao Diệp Thí Thiên ngày hôm nay tất nhiên đắc tội Mộc Phong công tử, sớm muộn được chết, vậy không quan tâm tự mình ra tay, còn tỉnh đắc tội Trịnh lão. Chợt, Thành Thiên Linh thành chủ, ánh mắt quét qua mấy ngàn nhập thần cảnh võ giả, tận lực lớn tiếng nói, Diệp Thí Thiên,
xem ra sẽ cùng Thất tiểu thư quan hệ mật thiết à. Ít ngày nữa luận đạo, lại ngày là bạn bè, lại là gần người thị vệ, thiếp thân đi theo Thất tiểu thư. Là ngươi Diệp Thí Thiên có phúc à? Ha ha ha, Diệp Thí Thiên, phúc khí của ngươi à? Thành Thiên Linh thành chủ cười mỉa, trong ánh mắt sát khí không chút nào ẩn núp, trực tiếp mang Thành Thiên Linh người rời đi. Hắn vừa đi, phía dưới mấy ngàn võ đạo người, nhưng mà tạc oa. Thất tiểu thư à? Bắc Cung Tử Ngọc tiểu thư à? Càn Khôn Chi Địa hạng thứ 7 mỹ nhân tuyệt thế à? Ra đời cao quý, hơn nữa vẫn là Kim Đao Môn Mộc Phong công tử vị hôn thê. Hôm nay, vị này vị hôn thê, sợ là phải bị Diệp Thí Thiên, nhanh chân giành trước. Không biết Mộc Phong công tử, nghĩ như thế nào? Còn có thể nghĩ như thế nào, mình vị hôn thê, hôm nay tìm Diệp Thí Thiên làm bằng hữu. Thái độ gì, không nhìn ra à? Một cái giả vờ hỏi, nhưng trong lòng thì cười to vô cùng. Nhất phái đại đệ tử, lại là trưởng môn thân tử. Vợ chưa cưới của hắn, xuất thủ cứu một người đàn ông. Đây chính là chỗ kịch hay à? Bên cạnh có người phụ họa nói, sợ rằng không cần bao lâu, Thất tiểu thư một tờ thôi vợ, liền cho Mộc Phong công tử nghỉ à? Đúng vậy, Diệp Thí Thiên đế tôn cảnh tầng 8 thiên có thể chiến Thành Thiên Linh thành chủ, ngày sau nhập thần cảnh 9 tầng thiên, có thể so với Mộc Phong công tử mạnh hơn nhiều. Muốn tìm chồng, vậy được tìm Diệp Thí Thiên loại này, tiềm lực lớn. Các vị giải tán đi, người ta cao tầng người, chúng ta liền đừng xen vào, chờ buổi chiều tin tức truyền đi, xem Mộc Phong công tử, là phản ứng gì. Mấy ngàn võ giả rời đi. Liên quan tới Thất tiểu thư phái người cứu giúp Diệp Thí Thiên tin tức, liền giống như quang vậy, nhanh chóng truyền khắp chung quanh. Xa xa, ba ngoài vạn dặm. Cự Linh Thành bên trong Mộc Phong đang cùng với mấy vị khác bạn tốt tiệc rượu, có thể tham gia hắn làm đưa tiệc rượu người, hoặc là thân phận cao quý, hoặc là chiến lực cao mạnh. Chính giữa, Chân Không Tự Niệm Tâm Hòa Thượng, Tử Lâm Tông Hà Hiên, Phi Hạc Điện Vương Bằng đợi một chút, thiên bảng trước 20 thiên tài, đều ở đây tiệc rượu bên trong. Sâu hơn, còn có mấy vị thiên bảng hạng 20 đến 30 thiên tài, đều ngồi ở hai bên, đang một bên tiệc rượu. Một bên cùng Mộc Phong luận đạo. Hôm nay, mới một lần Bách Tông Càn Khôn thi đấu. Chúng ta tất nhiên lấy được hạng, không cần lo âu. Nhưng là Kim Phật Mật Tông chi địa, lại cần chú ý à? Tử Lâm Tông Hà Hiên, cả người thanh bào bội kiếm, ngược lại giống như cái nhàn nhã công tử ca, uống một ly rượu ngon, rồi sau đó nói, nghe lần trước đi ra người nói, Kim Phật Mật Tông chi địa, có Kim Phật hư ảnh hiển hóa. Xem ra, cái này 18 vị rơi xuống Kim Phật. Tựa hồ có chút phản ứng. Bất quá là tàn hồn không diệt mà thôi. Bên cạnh, một cái áo bào đen người to con nhìn hờ hững, cõng một chuôi rìu khai thiên, hung uy hiển hách. Hắn chính là Phi Hạc Điện nội môn đại đệ tử Vương Bằng, cả người nhập thần cảnh 9 tầng thiên tu vi, phối hợp cấp 4 thần vương khí rìu khai thiên, có thể chiến thần vương cảnh nhị tầng thiên cường giả. Hắn lớn cả 5 miếng thịt. Bá đạo trước nói, Kim Phật Mật Tông, vạn năm trước dám can đảm phản loạn, là Bắc Cung gia tộc cường giả giết chết. Nhưng là sắp chết lấy ra cái gì bí cảnh? Còn nếu không phải là Phật gia chi người mới được truyền thừa công pháp và bảo khố. Những năm gần đây, tiến vào Kim Phật Mật Tông chi địa người biết bao chi hơn, chết ngày mới có 100.000 chi nhiều người, nhưng cũng không lấy ra những cái kia truyền thừa bảo khố. Ta xem à, ngược lại là niệm tâm ngươi cái này xú hòa thượng. Lần này có lẽ có cơ hội à? Kim Phật Mật Tông chi địa. Mở ra rất nhiều lần, mỗi một lần đi người, không Phật ra người, phần lớn cũng chỉ có thể ở bên ngoài sơn môn, mưu cầu một ít đan dược, hoặc là một ít bán thần vương khí, cực phẩm tiên khí, cao phẩm tiên khí đợi một chút. Chỉ có Phật ra người, mới có thể đi vào nội bộ, mưu cầu Kim Phật Mật Tông năm đó truyền thừa công pháp. Cùng với nhóm lớn thần vương khí và hỗn nguyên tiên khí. A-di-đà Phật, thí chủ chớ có như vậy cáo kỉnh. Bên cạnh một cái quần áo trắng hòa thượng, chắp hai tay, từ từ nói, năm đó Kim Phật Mật Tông, chủ trì đã là nửa bước hợp đạo cảnh, cũng mà còn có hai vị lão tiền bối, cũng sắp bước vào hợp đạo cảnh, bọn họ bày cấm chế, tự nhiên không dễ dàng phá. Nhưng chúng ta người trong Phật môn, từ làm lấy được truyền thừa công pháp. Lớn mạnh tự thân, chó má, Vương Bằng giận quát một tiếng nói. Lần trước đi,
lão tử không bổ ra nội bộ cấm chế. Lần này lão tử trở thành nhập thần cảnh đỉnh cấp, một búa bổ ra hắn cấm chế, xem ai còn dám cản chỉ lão tử đi vào. Vương Bằng huynh, bớt giận. Đến lúc đó, chúng ta một khối cho giỏi. Mộc Phong dịu dàng như ngọc, chậm rãi nâng lên ly rượu, tỏ ý mọi người uống. Ngay lập tức gian, một cái thần vương cảnh một tầng thiên hộ pháp, nhanh chóng chạy vào, hướng Mộc Phong ôm quyền nói, công tử, không xong, xảy ra chuyện. Chuyện gì, hốt hoảng như vậy à? Người hôm nay bước vào thần vương cảnh, không thể hốt hoảng như vậy à? Mộc Phong mặt mỉm cười, vẫy tay tỏ ý một hai. Cái này, đại công tử ngươi vẫn còn ở này uống rượu, ai? Vị này hộ pháp than thở một tiếng, chợt ngẩng đầu nói, hôm qua gây ra đại sự Diệp Thí Thiên, nguyên bổn đã bị Thành Thiên Linh phó thành chủ bắt, có thể bị Vương Kỳ ngăn lại, cuối cùng Thành Thiên Linh thành chủ ra tay, lại bị Trịnh lão ra tay ngăn cản. Trịnh lão, ra tay muốn cứu Diệp Thí Thiên. Nói là Thất tiểu thư, Bắc cung tử Ngọc tiểu thư, coi trọng Diệp Thí Thiên, muốn cùng hắn luận đạo. Lại là muốn là bạn bè, gần người là thị vệ, chỉ sợ là Thất tiểu thư coi trọng Diệp Thí Thiên, đại công tử ngài phải chú ý à? Cái gì? Ngay lập tức gian, Mộc Phong thần sắc đại biến, chợt vỗ bàn một cái, phẫn nộ quát, thấp võ vị diện rác dưới cũng dám đến gần ta vị hôn thê. Còn luận đạo, còn là bạn bè, gần người là thị vệ, hèn mọn xúc sinh, hắn dám. Gần người là thị vệ. Há chẳng phải là ăn ở hai người cũng chung một chỗ. Vị hôn thê của ta, và người đàn ông khác chung một chỗ, mỗi ngày luận đạo, mỗi ngày làm bạn. Không được. Tuyệt đối không được. Diệp Thí Thiên hẳn phải chết. Điều khiển nội môn thần vương cảnh thị vệ. Cộng thêm lên trong ngoài môn trưởng lão, cùng với thái thượng cửu trưởng lão. Mộc Phong giờ phút này hoàn toàn không có nho nhã mạc dạng, gần như phong ma, hạ lệnh. Ta tự mình dẫn bọn họ, đi trước chu diệt Diệp Thí Thiên, bổn công tử vị hôn thê, há có thể để cho cái này cùng hèn mọn tạp chủng đến gần, huống chi gần người luận đạo, tuyệt đối không được. Giờ phút này, Mộc Phong công tử liền cùng núi lửa bộc phát vậy, mặt đầy tức giận, trong đôi mắt để lộ ra sát ý vô tận, trong tay nắm thần đồng ly đều bị hắn nặn được biến hình, rất nhanh, một đạo thanh âm thanh thúy hiện lên, một kiện tam phẩm tiên khí, rất miễn cưỡng là bị hắn bóp vỡ. Bóp vỡ tam phẩm tiên khí, cũng không phải là tùy tùy tiện tiện người nào cũng có thể làm được. Huống chi vẫn là thần đồng ly, như vậy được đắt giá trang sức loại tiên khí, giá trị thậm chí cũng sánh bằng 4-5 phẩm tiên khí. Có thể tưởng tượng được, Mộc Phong công tử tức giận. Công tử, vị này thần vương cảnh thị vệ nhắm mắt, nói Trịnh lão nhưng mà hỗn nguyên cảnh cường giả à. Chúng ta, đi. Mộc Phong sừng sững quát to một tiếng. Nâng lên một cái tiên khí bình trà, trực tiếp cho ném tới trên người hắn. Giờ phút này hoàn toàn bỏ mặc cái gì phong cách, thái độ gì, cái gì tự nhiên, trực tiếp chỉ trích thần vương cảnh thị vệ, nói, hỗn nguyên cảnh, chẳng lẽ ta Kim Đao Môn không có hỗn nguyên cảnh cường giả à? Ta phụ chính là hỗn nguyên cảnh 7 tầng thiên, ta tổ chính là hỗn nguyên cảnh đỉnh cấp. Còn sợ hãi hắn một cái nô bộc không được. Lấy ta đại công tử lệnh. Điều Kim Đao Môn ở chỗ này toàn bộ thần vương cảnh trở lên cao thủ, thề giết Diệp Thí Thiên. Diệp Thí Thiên, dám can đảm với cao bổn công tử vị hôn thê, không giết ngươi, bổn công tử như thế nào tự xử? 15 năm qua, bổn công tử chưa từng đến gần bất kỳ người phụ nữ, lại càng không từng xem qua bất kỳ một người nào cô gái, chính là vị Bắc cung tử Ngọc. Nhiều lần gặp nhau tử Ngọc không được, tử Ngọc còn đợi ta băng lửa hai tầng trời. Làm ta nội tạng câu phần, thời thời khắc khắc lo âu. Bây giờ, ngươi lại muốn trở thành tử Ngọc thiếp thân thị vệ, chính là bổn công tử mấy năm cũng mới có thể gặp một lần tử Ngọc, mà ngươi thật là ở tự tìm cái chết. Đại công tử. Tuân lệnh, ta sẽ đi ngay bây giờ. Thần vương cảnh thị vệ mới vừa rời đi, nhưng lại bị Mộc Phong công tử gọi lại. Giờ phút này, đã hoàn toàn điên cuồng Mộc Phong công tử. Giận dữ hết, cha cho ta ra Diệp Thí Thiên tất cả người thân bạn tốt. Ta Mộc Phong vị hôn thê, hắn vậy dám can đảm đến gần, vậy dám can đảm có ý đồ. Ta muốn giết quyết Diệp Thí Thiên cả nhà. Độc chiếm. Mộc Phong công tử đã sớm đem Bắc cung tử Ngọc coi vì mình độc chiếm, chính là người đàn ông khác liếc mắt nhìn, và tử Ngọc nói một câu, hắn đều không đồng ý.
Huống chi Diệp Thần còn muốn trở thành Bắc Cung Tử Ngọc gần người thị vệ. Diệp Thần cố nhiên không phải chủ động tiếp xúc Bắc Cung Tử Ngọc, mà là Bắc Cung Tử Ngọc chủ động tiếp xúc Diệp Thần. Nhưng chỉ riêng một điểm này, vô luận Diệp Thần đúng sai, Mộc Phong công tử đều phải tuyệt sát Diệp Thần. Tuân lệnh, tiểu nhân lập tức đi điều tra Diệp Thí Thiên nơi có lai lịch và quan hệ. Một cái vậy không buông tha, định sẽ thi hành diệt môn cử chỉ. Thần vương cảnh thị vệ nhanh chóng đi xuống, lấy cao nhất thông báo vùng lân cận kim đao môn cao thủ. Vô luận thần vương cảnh, vẫn là hỗn nguyên cảnh, phải trong thời gian ngắn nhất chạy tới. Trên đại điện, Vương Bằng, Niệm Tâm Hòa Thượng, Hà Hiên các người xem được chố mắt nhìn nhau, trước đây, Mộc Phong nhưng mà tao nhã lịch sự, làm sao bây giờ, lại có thể trực tiếp như vậy thất thố. Người vị hôn thê lại không và Diệp Thần được vợ chồng chuyện. Người gấp cái gì à? Hụ hụ hụ, Mộc Phong, người có phải hay không quá nghiêm trọng? Chính là thiếp thân thị vệ mà thôi, đỉnh hơn chính là nam sủng mà thôi. Chưa đến nỗi đi, Vương Bằng tùy tiện nói, huống chi à, thất tiểu thư tất nhiên là thuộc về ngươi, lần đầu tất nhiên là thuộc về ngươi, không cần gấp gáp như vậy à, ngươi như vậy là muốn khai chiến không được à? Tập sát thất tiểu thư người bên dưới. Giống như là và Bắc Cung gia tộc khai chiến à. Ta bỏ mặc, Mộc Phong một phất tay áo miệng, toàn thân bộc phát ra vô cùng mạnh mẽ linh lực, rất miễn cưỡng là đem Vương Bằng đánh bay ra ngoài mấy chục bước, ánh mắt tàn bạo, nói, nam sủng, chính là cầm Diệp Thí Thiên phế, ta cũng không cho phép hắn lưu lại ở Tử Ngọc bên người. Người cái này cũng. Vương Bằng, người còn dám lời nói một câu, hôm nay ta liền bùng nổ toàn bộ chiến lực, vô luận sống chết cũng phải bắn chết ngươi. Lời này vừa ra, Vương Bằng lại phối hợp mạnh nữa vậy tắt máy, đàng hoàng ngồi về vị trí. Bên cạnh, Hà Hiên hướng Niệm Tâm Hòa Thượng truyền âm nói, Mộc Phong tên này điên rồi, muốn giết một cái hèn mọn người làm, phái một vài người là tốt, cần gì phải nhiều người như vậy, còn nháo được lớn như vậy, Tử Ngọc tiểu thư những năm này không để ý tới sẽ hắn, xem ra cũng có vấn đề của phương diện này à. Hà Hiên thí chủ, vị hôn thê suýt nữa bị cướp, hụ hụ hụ. Tuy nói Diệp Thí Thiên là một thấp võ vị diện người, nhưng là thành tựu nam sủng, phục vụ ở Tử Ngọc tiểu thư trước người, đổi ai cũng không thể nhịn được. Niệm Tâm Hòa Thượng truyền âm khôi phục, trao đổi cũng không để cho Mộc Phong biết. Các vị, ta không tâm tư lại uống dùng cái gì tiệc rượu. Các ngươi mỗi người uống đi. Mộc Phong một phất tay áo miệng, trực tiếp đi, sát khí tràn đầy điều khiển phi hành tiên khí rời đi. Cái này Diệp Thí Thiên phỏng đoán lần này phải rơi vào Mộc Phong trên tay. Vương Bằng ăn thịt, tùy tiện nói, một cái thấp võ vị diện người, vốn là vô tội, hết lần này tới lần khác không có bối cảnh còn bị Tử Ngọc tiểu thư nhìn chúng, đó chính là nguyên tội, hơn nữa vẫn là tịch thu tài sản diệt môn tội lớn. Tử Ngọc tiểu thư giống như là thần nữ, công chúa, há là Diệp Thí Thiên cái này thấp võ vị diện tạp chủng có thể với cao lên, dù là dính chút quan hệ cũng là tội chết. Hà Hiên nhưng âm dương quái khí nói, nếu là cái này thấp võ vị diện người, là gia tộc cao cấp công tử, Mộc Phong sợ rằng ngay cả một giấm cũng không dám bắn. Hắn ngưng mắt nhìn Mộc Phong thân ảnh đi xa, Diệp Thí Thiên, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, Mộc Phong tâm cảnh có tổn, Tử Ngọc tiểu thư sợ rằng sẽ chán ghét hắn, lần này Kim Phật Mật Tông chuyến đi, chúng ta đã chiếm được tiên cơ. Thời khắc này Diệp Thần tự nhiên không biết mình nằm vậy bên trong thương. Hắn đang nghi hoặc nhìn trước mặt mọi người. Vương Kỳ các người gặp bụi bặm lắng xuống, ánh mắt liền rơi vào Diệp Thần trên mình, tốt lắm, đi thôi. Vương Kỳ nói xong liền đi mấy bước, nhưng là rất nhanh hắn phát hiện cái gì, bước chân dừng lại, quay đầu, không vui nhìn về phía không nhúc nhích người Diệp Thần, người tại sao không đi? Ta tại sao phải đi? Diệp Thần nhíu mày nói. Vương Kỳ ngẩn ra, sắc mặt đen xuống, nói, ngươi là cự tuyệt. Diệp Thần lắc đầu một cái, nói thẳng, thứ nhất, trong miệng các ngươi Bắc Cung Tử Ngọc tiểu thư, ta không nhận biết. Càng sẽ không theo các ngươi rời đi. Thứ hai, chuyện hôm nay, ngày sau có cơ hội, ta sẽ báo đáp. Cự tuyệt. Chẳng ai nghĩ tới Diệp Thần sẽ cự tuyệt. Đây chính là thiên đại cơ duyên à. Bị Bắc Cung người gia tộc nhìn chúng không biết là bao nhiêu người mơ tưởng cầu mong tồn tại. Bắc Cung gia tộc địa vị không nói. Quang thất tiểu thư dung nhan tuyệt mỹ cũng chưa có để cho người dũng khí cự tuyệt à. Ai không muốn tới gần thất tiểu thư?
ai không muốn leo lên Bắc Cung gia tộc. Mà bây giờ, lại có người cự tuyệt. Kẻ ngu không được. Giờ khắc này, vô số người xem Diệp Thần ánh mắt cũng thay đổi vô cùng cổ quái. Hâm mộ, ghen tị, vừa hận à. Mà Diệp Thần cự tuyệt tự nhiên có lý do của hắn. Bắc Cung gia tộc tiểu thư, địa vị không thấp, có chư vị thần vương cảnh thị vệ, còn có hỗn nguyên cảnh thủ hạ. Chỉ là cái này cùng địa vị tiểu thư, vừa ý hắn làm gì, luận đạo. Rốt cuộc là thật luận đạo, hay là muốn ăn cắp hắn thứ gì? Tịch diệt chi đạo. Diệp Thần biết tịch diệt chi đạo, vô cùng mạnh mẽ, đồng thời có thể xây ra người, mấy triệu bên trong cũng không quá một hai người. Hơn nữa đại đạo là có thể chóc, ai biết đối phương có phải hay không tham đồ mình tịch diệt chi đạo. Dẫu sao Bắc Cung Tử Ngọc, mình trước cũng không gặp qua, biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Hụ hụ hụ, tiểu huynh đệ. Không cần lo lắng, chúng ta còn chưa đến nỗi chỗ hiểm ngươi. Lần này, nếu không phải chúng ta, người đã bỏ mình. Vương Kỳ chậm rãi đi tới, mặt mỉm cười. Vốn cho là hắn loại thái độ này, Diệp Thần sẽ thỏa hiệp, lại không nghĩ rằng, Diệp Thần như cũ xoay người rời đi. Giống như đối với Bắc Cung tiểu thư hoàn toàn không quan tâm vậy. Giờ khắc này, Vương Kỳ không bình tĩnh, cưỡng ép áp chế nội tâm tức giận, mở miệng nói, Diệp Thí Thiên, ngươi có biết bao nhiêu người cậy thế ta Bắc Cung gia tộc? Ngươi hôm nay như rời đi, tất nhiên hối hận. Ta Bắc Cung gia tộc cường giả vô số, ở Linh Võ Đại Lục cũng coi là thế lực cường đại. Ở chỗ này sinh tồn, ngươi không có chỗ dựa vững chắc, ba ngày hẳn phải chết. Đã từng Long Huyền Tiên Tôn và Linh Vận Tiên Tôn cũng cùng ngươi như nhau kiêu ngạo, cuối cùng còn không phải là thỏa hiệp chúng ta Bắc Cung gia tộc. Ngươi sẽ hối hận. Ngay tại Vương Kỳ dự định tiếp tục lúc nói, Diệp Thần thân thể đột nhiên giật mình. Linh Vận Tiên Tôn. Cái này bốn chữ hoàn toàn ở Diệp Thần đầu óc nổ vang. Ban đầu Diệp Thần cầm Linh Vận Tiên Tôn một nơi tiên cung phá hủy, Linh Vận tự nhiên sẽ không lại cầm Hạ Nhược Tuyết và Kỳ Tư Thanh trói buộc ở nơi đó. Dưới mắt, hắn muốn biết Linh Vận Tiên Tôn tung tích chính là một loại sa cầu. Hắn khổ nổi không có Kỳ Tư Thanh và Hạ Nhược Tuyết tung tích. Mà bây giờ, từ Vương Kỳ nói tiếng nói bên trong. Kỳ Tư Thanh và Hạ Nhược Tuyết tất nhiên và Bắc Cung gia tộc có liên quan. Thậm chí có thể ngay tại Bắc Cung gia tộc chi địa. Diệp Thần xoay người, ánh mắt ngưng mắt nhìn Vương Kỳ, gần từng chữ, người mới vừa rồi câu nói sau cùng là cái gì. Vương Kỳ có chút không nghĩ ra, nhưng vẫn là nói, người sẽ hối hận. Lần trước câu, đã từng Long Huyền Tiên Tôn và Linh Vận Tiên Tôn. Vương Kỳ lời còn chưa nói hết, Diệp Thần nhưng là nói thẳng, ta thay đổi chủ ý, ta đi. Giờ khắc này, Vương Kỳ và người chung quanh đều trợn tròn mắt. Bắc Cung gia tộc và Thất Tiểu Thư còn chưa đủ để hấp dẫn thằng nhóc này. Kết quả ngược lại Long Huyền Tiên Tôn và Linh Vận Tiên Tôn tên chữ mới hấp dẫn Diệp Thí Thiên. Cái này mẹ hắn cái quỷ gì? Trên đường, Vương Kỳ lấy ra một chai thần vương đan dược, nói, đây là ngưng thân đan. Sau khi dùng có thể để cho ngươi thân xác nhanh chóng khôi phục, chỉ ít ngươi thương thế, có thể khôi phục 7-8 thành trở lên, bát phẩm thần vương đan, có thể không tiện nghi. Mau chút uống đi, hắn đem thần vương đan nhét vào Diệp Thần trong tay, quan sát tỉ mỉ dậy Diệp Thần tới. Trước mặt thanh niên, nhìn hơi anh tuấn, căn cốt cũng không quá 30 tuổi, chính là cảnh giới thấp chút. Bất quá nếu là từ thấp võ vị diện đi lên, vậy cũng bình thường. Dẫu sao đế tôn cảnh là thấp võ vị diện cực hạn, hắn nhưng có thể có sánh bằng thần vương cảnh chiến lực, vượt qua hai cái đại cảnh giới, cũng coi là kỳ tài, ít nhất có thể làm được một điểm này người, chân thực quá mức thưa thớt, giống như lông phượng và sừng lân. Diệp Thí Thiên, ta hỏi ngươi, ngươi tu luyện bao lâu? Ngươi đối với tịch diệt chi đạo cảm ngộ như thế nào? Dĩ nhiên, chúng ta là có lòng kết giao, ngươi không cần quá nhiều lo âu. Vương Kỳ thần sắc bình thản, từ từ nói, có lẽ, ngươi hẳn tương đối hiếu kỳ, Bắc Cung Tử Ngọc tiểu thư đi, là nàng tự mình chỉ đích danh, muốn ngươi đi cùng nàng luận đạo. Tịch diệt chi đạo, cảm ngộ không nhiều. Diệp Thần bình thản đáp lại, còn chưa tới mất đi phép tắc trình độ, tu luyện, từ không có chút nào chiến lực người bình thường đến cảnh giới bây giờ, bất quá 6-7 năm mà thôi. 6-7 năm. Vương Kỳ thầm kinh hãi, hơi tán dương. Dẫu sao ở thấp võ vị diện tu luyện, có thể nói gian khổ khó khăn, độ khó không thua gì ở Linh Võ Đại Lục,
Diệp Thí Thiên dùng 7 năm thời gian từ người bình thường, tu luyện tới như vậy trình độ, không hổ là Thất tiểu thư coi trọng kỳ tài. Kỳ tài như vậy. Thú vị, thú vị. Bắc Cung Tử Ngọc, rốt cuộc cái gì lai lịch? Nàng cứu ta, cần ta cho nàng cái gì? Diệp Thần hỏi thăm, như cũ mang một tia nghi ngờ, có chút khó mà tin tưởng, dẫu sao bình trắng vô cớ, thậm chí mặt đều không gặp qua, đối phương thì phải cứu mình, đích xác có chút không quá hợp lý. Nếu như không phải là bởi vì Hạ Nhược Tuyết và Kỳ Tư Thanh, hắn căn bản sẽ không thay đổi chủ ý. Cũng không cần ngươi trả giá cao gì, chỉ cần ngươi cùng Thất tiểu thư luận đạo, thảo luận như thế nào xây tịch diệt chi đạo, thảo luận tu luyện như thế nào pháp quyết đợi một chút, một ít trong tu luyện sự việc. Vương Kỳ từ từ nói, ngươi không cần phải lo lắng, chỗ hiểm ngươi, muốn lấy ngươi bảo vật, cũng sẽ không để cho ngươi ngồi ở chỗ này, mà là ngồi ở phần đáy lao ngục bên trong. Còn như Thất tiểu thư lai lịch, Thất tiểu thư Bắc Cung Tử Ngọc, chính là ta Bắc Cung gia tộc gia chủ 7 nữ nhi, tu vi mặc dù không cao, mới vào nhập thần cảnh đỉnh cấp, 15-16 tuổi chừng. Nhưng là nàng nhưng mà nắm trong tay cao nhất tài nguyên. Ngày sau nhất định dưới một người trên vạn người. Thất tiểu thư trời sinh tính thích tốt vui đùa, đối với các loại kỳ văn chuyện lý thú, vô cùng cảm thấy hứng thú. Vương Kỳ đem cứu giúp Diệp Thần nguyên nhân nói ra, sở dĩ cứu ngươi, đơn giản hai cái sự việc. Một, Thất tiểu thư muốn cùng ngươi luận đạo, học tập ngươi tịch diệt chi đạo. Hai, ngươi chiến lực quá mạnh mẽ, bước hai cảnh giới lớn, Thất tiểu thư đối với ngươi cảm thấy hứng thú. Đơn giản nói, đem nguyên bản nguyên nhân nói ra. Tin không tin, tùy ngươi. Dù sao một cái đế tôn cảnh tầng 8 ngày đứa nhỏ, cho dù lại có tâm tư gì, nhưng có hỗn nguyên cảnh trịnh bá chấn giữ, ngươi còn có thể ngất trời không được. Diệp tiểu huynh đệ. Ngay tại lúc này, vẫn không có xuất hiện trịnh bá nhưng là chậm rãi đi tới, mặt nở nụ cười, tỉ mỉ cha xem Diệp Thần một phen, cười nói, không quá nghiêm trọng tổn thương, thấy tiểu thư lúc, kém không nhiều có thể gây tổn thương cho khỏi bệnh, đại khái còn có một đường giờ liền đến, ngươi khỏe sinh uống đan dược chữa thương. Trong lòng ngươi nghi vấn, Vương Kỳ đã giải đáp. Ta biết được ngươi cùng thấp võ vị diện võ giả, đến linh võ đại lục người. Mỗi một cái đều là từ núi thây biển máu bên trong bò ra cường giả, đa nghi không nhẹ tin người, cái này rất bình thường, ta cũng không giải thích thêm, thời gian một dài, người tự nhiên sáng tỏ. Nghe được Trịnh Bá và Vương Kỳ mà nói, Diệp Thần hơi rơi vào trầm tư. Luân hồi mộ bên trong, Băng Kiếm Tiên Tôn lại nói, thằng nhóc, hẳn không chuyện. Một cái hỗn nguyên cảnh trùng kỳ, sáu thần vương cảnh trung học cơ sở kỳ, muốn làm sao ngươi, sớm ra tay. Dĩ nhiên, phòng người tâm không thể không. Không cần quá nhiều lo lắng. Lại cần một đêm, ta là được tự do nắm giữ lực lượng. Đến lúc đó ta có thể bộc phát ra thời kỳ toàn thịnh liền thành chiến lực, đủ để là ngươi bình định trước mắt phiền toái. Đa tạ tiền bối, Diệp Thần ở luân hồi mộ bên trong hơi ôm quyền tỏ ý. Giờ phút này, Niếp Bách Kiếm và Vương Càn Thiên hai vị sư huynh, đã không có lực lượng. Duy chỉ có còn lại Băng Kiếm Tiên Tôn tiền bối còn dư lại chiến lực, coi như là Diệp Thần lớn nhất sức, chỉ cần chống nổi tối hôm nay, lại đối mặt bất kỳ kẻ địch, Diệp Thần đều không sợ chi. Giờ khắc này Diệp Thần bất chi bất giác thả ra cực mạnh khí thế. Cổ khí thế này tựa như quân lâm thiên hạ. Uy áp vô song. Đang chuẩn bị nói gì Trịnh Bá lại là cảm thấy một cổ lạnh như băng ý. Hắn thầm kinh hãi. Hắn có thể so với thanh niên trước mắt cao hơn ước chừng ba cái cảnh giới lớn. Nhập thần cảnh sau đó, một cái cảnh giới nhỏ chênh lệch chính là trời tiệm phân chia. Huống chi ba cái cảnh giới lớn. Ở toàn bộ linh võ đại lục, hắn chưa bao giờ gặp qua một người trẻ tuổi có thể thả ra uy hiếp như vậy hắn khí thế. Cái này Diệp Thí Thiên kết quả là lai lịch thế nào? Diệp tiểu huynh đệ, ngươi thất thần. Trịnh Bá cũng không muốn và Diệp Thần cứng đối cứng, liền lên tiếng nói. Diệp Thần nghe được thanh âm, lúc này mới ý thức được không ổn, vội vàng thu hồi khí thế. Xin lỗi, mới vừa rồi đang suy nghĩ chuyện gì? Trịnh Bá gật đầu một cái, lúc này mới xé ra đề tài nói, tiểu thư nhà chúng ta, tuy là tuổi tác hơi nhỏ, nhưng là nghiêng nước nghiêng thành, đã sớm có vô số môn phái trưởng môn công tử, thậm chí còn những gia tộc khác công tử, đối với nàng kính mến có thừa. Sâu hơn, vẫn là Càn Khôn chi địa 10 đại mỹ nhân một trong. Huống chi, vị hôn phu của tiểu thư,
Mộc Phong công tử, nhưng mà ngày đêm trông đợi tiểu thư mà không được gặp mặt. Những võ giả khác nếu là bị tiểu thư chính miệng hạ lệnh cứu giúp, sợ rằng cũng sẽ mừng rỡ như điên một đêm ngủ không yên giấc, cầu nguyện mau sớm thấy tiểu thư. Ngược lại là ngươi, không chỉ có không kinh ngạc, ngược lại chấn định để cho ta có chút kinh ngạc. Ở Trịnh Bá xem ra, Diệp Thí Thiên mặc dù là từ thấp võ vị diện người tới, nhưng là huyết mạch tuyệt đối bất phàm. Hẳn là nào đó gia tộc bỏ sót ở thấp võ vị diện người, lại trải qua thấp võ vị diện mưa gió, định lực tự nhiên vượt qua tầm thường môn phái công tử. Thêm tới chiến lực vô song, tịch diệt chi đạo, có thể nói kỳ tài. Khó trách, Mộc Phong đối với tiểu thư thèm thuồng ba xích, thậm chí chờ đếm tháng, tiểu thư đều không từng gặp Mộc Phong một mặt, nhưng là lên tiếng muốn chúng ta cứu Diệp Thí Thiên, tiểu thư cũng không để ý sẽ ngoại giới sẽ như thế nào, lại càng không từng cân nhắc cứu Diệp Thí Thiên, đối với mình danh tiếng phải chăng có tổn. Hơn nữa Diệp Thí Thiên mới vừa rồi trên mình nở rộ hơi thở, tất nhiên thân giấu bí mật to lớn. Tiểu thư bước cờ này, có thể là một quả mấu chốt chi cờ. Dĩ nhiên, hết thảy trước đề ra đang cùng, Diệp Thí Thiên con cờ này phải nghe lời. Mộc Phong. Diệp thần đột nhiên nghĩ đến Thành Thiên Linh thành chủ trước khi rời đi nói tiếng nói, hứng thú, hỏi, sợ rằng ta coi như là bị vị này đại công tử cho ghi hận ở chứ. Bình trắng vô cớ, Diệp thần chọc tới một tên địch. Một cái có thân phận, hơn nữa có thực lực. Vẫn là thiên bảng thứ 10 Mộc Phong. Đây gọi là chuyện gì mà? Trịnh Bá mới vừa muốn nói cái gì, bên ngoài bỗng nhiên truyền tới mấy chục đạo tiếng nổ. Bắc cung gia tộc tọa giá hiển nhiên bị công kích. Người nào? Như vậy vô cùng gan dạ, ngay cả chúng ta phi thuyền cũng dám công kích. Vương Kỳ cái đầu tiên xông ra ngoài. Ngay sau đó, Diệp Thần và Trịnh Bá vậy lao ra, đập vào mắt được là một đám ngự không cường giả. Chính giữa hơn 10 vị thần vương cảnh võ giả, sau lưng trôi lơ lửng ra lửa thần vương đạo, thiên thần vương đạo, đất thần vương đạo, mộc thần vương đạo đợi một chút, mấy chục cái thần vương nói, mỗi một cái cũng cực kỳ khủng bố, thật là đem bầu trời cũng dính đầy. Thanh thế như vậy, Diệp Thần là lần thứ 3 thấy, lần thứ 2 chính là ở thần điện bên trong thấy được hai môn phái chém giết, cũng là hơn 10 vị thần vương cảnh cường giả lẫn nhau liều giết, có thể cũng không có thanh thế như vậy. Lần đầu tiên là huyết linh tộc hạ xuống, thần vương cảnh võ giả không thiếu, nhưng cũng không có toát ra thần vương đạo. Võ giả, lấy đạo là nhất mạnh. Đế tôn cảnh võ giả, phải làm lớn nhất lúc công kích, liền sẽ đem đại đạo hình thức ban đầu nở rộ ra, nhập thần cảnh võ giả cũng là như vậy. Thần vương cảnh võ giả giống vậy, giống như là thần vương cảnh ngũ tầng thiên thành thiên linh thành chủ, muốn phóng thích tuyệt sát nhất kích, tiêu diệt Diệp thần lúc. Cũng là đem mình thần vương đạo hiển hóa ra, tăng cường mình chiến lực. Mà nay, hơn 10 vị thần vương cảnh cường giả hội tụ, chẳng lẽ là muốn khai chiến? Trịnh Bá thần sắc lạnh như băng, cũng không phải là gặp gỡ mạnh có chống cự nổi hay không, mà là mặt đầy khinh thường, thậm chí là có loại bị khiêu khích cảm giác. Hắn khẽ nâng lên tay trái, lòng bàn tay hiện ra từng đạo không gian chi nhận, toát ra giết tuyệt hơi thở. Ngay tức thì bao phủ ở đối diện hơn 10 vị thần vương cảnh cường giả, tựa như chỉ phải ra tay, liền có thể đánh chết đối phương vậy. Hắn lạnh như băng nói, Kim Đao Môn, 7 vị thần vương cảnh trung học cơ sở kỳ hộ pháp, 7 vị thần vương cảnh hậu kỳ, đỉnh cấp trưởng lão, toàn bộ đều tới. Còn dám tập kích Bắc cung gia tộc tọa giá. Ý muốn vì sao là phải hướng ta Bắc cung gia tộc khai chiến à? Trịnh lão, ngươi hiểu lầm. Một đạo thanh âm già nua truyền tới, giọng nói vô cùng là không yên, tựa như một khắc sau liền muốn lão giống như chết. Rất nhanh, một cái kim bào ông già đạp không tới, bên người đi theo một người thanh niên, là Mộc Phong. Giờ phút này Mộc Phong đứng ở kim bào ông lão bên người, căm tức nhìn Diệp Thần, mặt đầy căm giận. Kim bào ông già, bất ngờ chính là Kim Đao Môn Thái Thượng Thất Trưởng Lão, Mộc Điền Ba, đồng dạng là Hỗn Nguyên Cảnh Đại Năng. Mộc Điền Ba thần sắc lạnh như băng, hơi nói, công ngươi tọa giá, cũng không phải là muốn đánh giết ngươi Trịnh lão. Là ta vị này hậu bối, muốn tìm bên cạnh ngươi Diệp Thí Thiên, luận bàn một chút. Dẫu sao Diệp Thí Thiên cũng không phải Bắc cung người gia tộc. Mộc Điền Ba thành tựu Mộc Phong sư phụ một trong, từ nhỏ liền thương yêu Mộc Phong, đối hắn coi là cháu mình vậy đào tạo. Mới vừa nghe được, có người muốn cướp Mộc Phong vị hôn thê,
Bắc Cung gia tộc thất tiểu thư Bắc Cung Tử Ngọc. Lúc này xuất lĩnh không thiếu hộ pháp và trưởng lão, vội tới Mộc Phong chỗ dựa. Kim Đao Môn và Bắc Cung gia tộc thông gia, không có ai có thể phá hoại. Hơn nữa Kim Đao Môn, địa vị là Bắc Cung gia tộc dưới quyền đệ nhất đại phái, há có thể để cho một cái thấp võ vị diện hèn mọn chi người đến gần cao cao tại thượng thất tiểu thư. So tài. Mộc lão già kia, ngươi ngược lại là đối với Mộc Phong rất coi trọng à. Nhập thần cảnh 9 tầng thiên đỉnh cấp, muốn cùng đế tôn cảnh tầng 8 thiên khiêu chiến, so tài. Ỷ lớn hiếp nhỏ tên, không tệ, không tệ, thật phù hợp các ngươi Kim Đao Môn danh tiếng. Trịnh Bá tuy là Bắc Cung gia tộc người làm, nhưng cũng là hỗn nguyên cảnh người làm, lại là Bắc Cung Tử Ngọc hộ vệ đội đội trưởng, địa vị nhìn như thấp kém, nhưng lại tuyệt không thấp. Hừ, Diệp Thí Thiên, người cái này hèn mọn đồ, còn không dám đi ra cùng ta đánh một trận. Chỉ bằng người cái này thấp các thứ, còn muốn đến gần Tử Ngọc, người đủ tư cách sao? Mộc Phong nổi giận mắng, đế tôn cảnh tầng 8 ngày khốn kiếp, có bản lãnh đi ra đánh một trận. Bổn công tử một chiêu bắn chết ngươi. Trước đây ngươi có thể đối kháng thành thiên linh thành chủ, cũng bất quá là dựa vào ngoại vật. Bổn công tử phải đối phó thành thiên linh thành chủ, một người không dựa vào tiên khí cũng không biết thua, so ngươi phế vật này mạnh mẽ gấp trăm ngàn lần. Nghe Mộc Phong tức giận mắng, Diệp Thần tựa hồ rõ ràng liền cái gì, đang muốn đi về phía trước. Trịnh Bá nhưng là ngăn lại hắn, khẽ lắc đầu, nói nhỏ, ngươi thương thế không phục. Không muốn cùng hắn mâu thuẫn, hắn là Kim Đao Môn trưởng môn nhi tử, từ nhỏ tập võ, chiến lực cao mạnh, vận dụng thần vương khí, có thể vượt cấp đối kháng thần vương cảnh 2-3 tầng thiên người. Nếu như vận dụng huyết mạch, chống lại thành thiên linh thành chủ, độ khó không lớn. Có thể ngươi hẳn sẽ bị thương, không nóng nảy tạm thời. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 66.